Hỏa quỷ giải chủ động tấn công, cái chân to đỏ thấm sắc bén xẹt qua dưới chân Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ, rạch mặt đất, như có ngọn núi nhô lên. Phong Phi Vân không có thánh linh nội đan nên hắn thành người bình thường. Phong Phi Vân ngồi trên lưng Mao Thành Thật, trước khi chân to của hỏa quỷ giải nhô lên thì Mao Thành Thật đã cõng Phong Phi Vân chạy xa. Phong Phi Vân thi triển đại khôi lỗi thuật, hét to một tiếng. Giết! Mắt đế chủng sáng lên, lực lượng thánh linh chạy dọc toàn thân. Đế chủng vung tay như biến thành thánh đao chặt đứt chân to của hỏa quỷ giải. Cái chân to gãy tựa núi sụp đổ, không biết chân hỏa quỷ giải nặng bao nhiêu ngàn cân. Trong mặt cắt chảy ra chất lỏng đỏ thắm vừa giống dung nham vừa giống nước, linh khí đậm đặc hơn cả tinh hoa hỏa khí. Nối chân gãy. Hỏa quỷ giải rất tức giận, cái chân bén cứng rắn của nó bị người chặt đứt. Nhưng hỏa quỷ giải càng tứ điên là chân gãy biến mất, không thấy đâu. Cái chân to biến mất ngay trước mắt nó, hỏa quỷ giải muốn nối chân lại cũng không được. Hỏa quỷ giải tức giận quát. Giết! Bảy cái chân còn lại cộng hai cái càng to cùng vươn lên từ lòng đất, thân hình khổng lồ tựa như núi cao phá đất trồi lên, rất là dữ tợn, khí thế sộc thẳng tầng mây. Bùm! Lực lượng đế chủng càng đáng sợ hơn, xuyên qua giữa các chân hỏa quỷ giải. Mỗi khi đế chủng lắc người là một cái chân bị chém đứt. Chỉ 10 phút, 5 chân cua đã bị chặt, 5 cái chân rơi xuống đất liền biến mất. Hỏa quỷ giải không kịp nối chân, giờ nó chỉ còn đôi chân to và hai cái càng. Mao Ô Quy cởi mai rùa xuống cõng trên lưng, thu mấy cái chân bị đế chủng chém đứt vào mai rùa. Mao Ô Quy cười ngoác mang tai. Đây là chân của chuẩn thánh, nếu đi đan đỉnh quỷ thị bán mỗi chân sẽ được giá trên trời. Ha 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 ha. Giàu to rồi. Hỏa quỷ giải rất thông minh, trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Hỏa quỷ giải biết đế chủng mạnh, nó không dám đánh tiếp, xoay người bỏ chạy. Đường này không đi được. 10 con linh thú chiến thể chặn đường hỏa quỷ giải, cùng công kích ngăn nó bỏ trốn. Hỏa quỷ giải không thèm để mắt đến 10 linh thú chiến thể, nhưng linh thú chiến thể có thể ngăn bước cân bỏ trốn của nó. Hỏa quỷ giải đổi ướng. Đường này không đi được. Vị trí khác cũng có 10 con linh thú chiến thể công kích hỏa quỷ giải. Cút đi. Hỏa quỷ giải quét cái càng hất bay 3 con linh thú chiến thể. Nhưng ngay lúc đó đế chủng đứng trên lưng hỏa quỷ giải, cầm đế thánh bội đâm thủng lưng nó, thẳng hướng linh hồn. Đáng ghét, bán thánh linh dụng cụ, giết. Lưng hỏa quỷ giải thủng cái lỗ to, cơ thể bị đâm thủng. Hỏa quỷ giải nổi máu khùng, hô cái càng đập chúng đế chủng hất khỏi lưng nó. Thi thể đế chủng không bị thương, vững vàng đáp xuống đất. Đế chủng cầm đao chém cái chân to thứ 7 của hỏa quỷ giải. Bùm! Hỏa quỷ giải mất thăng bằng té cái bịch xuống đất. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay đến trên đầu hỏa quỷ giải, tuyệt đại anh tư, tuyệt đại phong hoa. Phượng Hoàng Thiên Nữ lấy một tấm thánh linh phân thân phù ấn vào đầu hỏa quỷ giải. Thân hình yểu điệu lại bay lên vạch đường cong xinh đẹp, Phượng Hoàng Thiên Nữ đáp xuống bên cạnh Phong Phi Vân, cầm kiếm đứng thẳng. Ầm, thánh linh phân thân phù bộc phát lực lượng hình thành ảo ảnh phượng hoàng thò vuốt thần giết chết linh hồn hỏa quỷ giải. Hỏa quỷ giải bất khuất gào rú nhưng không ngăn được một kích của phân thân thánh linh, chỉ còn xác chết nằm đó. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm. Đây là lực lượng đẳng cấp chuẩn thánh, xác đế chủng tiền bối suýt bị nó tổn thương. Phong Phi Vân thu về thánh linh nội đan trong người đế chủng, đại chiến vừa rồi tiêu hao 9 phần lực lượng thánh linh nội đan. Nếu hỏa quỷ giải không chết thì Phong Phi Vân chỉ còn đường bỏ trốn. Thánh linh nội đan tiêu hao quá lớn, cảm giác suy yếu lan tràn, Phong Phi Vân cảm giác đầu váng mắt hoa. Phong Phi Vân vội vàng lấy ra một gốc chu thảo nuốt xuống, lấy lại lực lượng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, hỏa quỷ giải sinh ra trong diệt diễm sơn, trời sinh đất nuôi, không hiểu biết thần thông, cũng không tu luyện chiến binh. Nếu là chuẩn thánh của Phượng Hoàng yêu tộc sẽ lợi hại hơn nó gấp 10 lần. Chúng ta không giết được. Hỏa quỷ giải vốn đã chết đột nhiên nhúc nhích, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Growl. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Mao Ô Quy giật mình thụt lùi, tưởng đâu hỏa quỷ giải sống lại. Nhưng giây sau hỏa quỷ giải yên lặng, hoàn toàn mất đi sự sống. Mao Ô Quy nói. Nguy rồi, mới rồi hỏa quỷ giải oán niệm phát ra tiếng giống đặc biệt chắc là thông báo cho mãnh thú sâu trong diệt diễm sơn, muốn chúng ta chôn cùng nó. Mau đi đi. Nếu mãnh thú sâu trong diệt diễm sơn lao ra thì cả bọn chết chắc. Yêu ma tà thể biến sắc mặt nói. Lấy xác hỏa quỷ giải đi rồi từ từ chia sau,
ta cảm giác có lực lượng phô thiên cái địa từ sâu trong diệt diễm sơn ập đến. Phượng Hoàng Thiên Nữ thu xác hỏa quỷ giải nhanh chóng vào giới linh thạch, định mang theo Phong Phi Vân đã suy yếu bỏ trốn. Nhưng bọn họ muộn một bước. Growl! Lửa mây cuồn cuộn trên bầu trời, một vuốt thú to ập đến, lực lượng hùng hồn mạnh hơn hẳn hỏa quỷ giải. Để ta! Mao ô quỷ phóng lớn mai rùa bao bọc mọi người lại. Mai rùa rung mạnh nhưng không nứt ra. Trốn mau! Cơ thể Mao thành thật biến to cỡ ngọn đồi màu đen, cõng Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Mao ô quỷ biến thành luồng sáng đen lao nhanh, định chạy ra khỏi diệt diễm sơn. Growl! Luồng khí thế khổng lồ dâng lên chặn đường chạy ra diệt diễm sơn của nhóm Phong Phi Vân. Một cái mồm to đen nhánh cao mấy trăm thước chắn trước mặt bọn họ, nếu bay tiếp sẽ chui vào miệng sinh vật chưa biết. Tốc độ Mao thành thật rất nhanh nhưng trước cường giả thế này làm nó luống cuống, không biết nên bay đi đâu. Sâu trong diệt diễm sơn phát ra tiếng gầm hung dũng. Growl! Có ba lực lượng khổng lồ lao đến, chỉ thanh âm đã xé rách màng tai ngươi. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra, thanh đồng cổ thuyền to lớn bay ra khỏi người hắn. Mọi người đáp xuống thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng ở đầu thuyền, ánh mắt sắc bén điều khiển thanh đồng cổ thuyền lao sâu vào diệt diễm sơn. Mao ô quy sợ hết hồn hết vía. Người bị điên sao, lao vào diệt diễm sơn là con đường chết, bên trong dựng dục nhiều sinh vật khủng bố. Phong Phi Vân kiên quyết nói. Nếu chúng ta chạy ra ngoài diệt diễm sơn có lẽ còn cơ hội sống, nhưng bán yêu minh, tiểu phượng hoàng, huyết giao ở ngoài núi chết chắc. Bây giờ chúng ta chỉ có thể liều tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ sâu trong diệt diễm sơn còn cơ hội sống. Thanh đồng cổ thuyền lao ra tầng huyễn tiên tử hỏa vọt vào tầng thứ 5 tịnh phản kim hỏa. Lửa càng lợi hại hơn, nếu người thanh đồng cổ thuyền bảo vệ, tu vi như Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ sẽ bị đốt phỏng. Chỉ có sinh vật dị chủng quanh năm sống trong tịnh phản kim hỏa mới thoải mái chịu được ngọn lửa này. Tịnh phản kim hỏa cũng được gọi là Phật hỏa. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, ngọn lửa nơi này là tai hạo ngập đầu đối với tu sĩ từ bên ngoài vào. Chí tôn đẳng cấp bán thánh cũng sẽ bị đốt thương. Nhưng đối với sinh linh dị chủng quen sống trong tịnh phản kim hỏa thì nơi đây là thiên đường của chúng nó. Tuy nhiên sinh linh dị chủng rời khỏi tịnh phản kim hỏa đi ra ngoài sẽ chết, bị đông lạnh chết. Vì vậy chúng nó chỉ có thể sống trong tịnh phản kim hỏa. Mỗi sinh vật đều có hoàn cảnh sinh tồn riêng biệt, nếu rời khỏi môi trường cố hữu thì sẽ chết. Một sinh linh cường đại chặn đằng trước thanh đồng cổ thuyền, thân cao ngàn trượng. Như người khổng lồ màu vàng hung dữ hoặc như ma vượn người đầy lông vàng. Sinh linh khổng lồ vỗ trưởng vào thanh đồng cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền thu nhỏ trăm lần bay qua kẽ tay ma vượn màu vàng, bay sâu vào diệt diễm sơn. Mao ô quy nói. Nguy hiểm quá, con to xá vừa rồi dường như là nộ Phật kim vượn trong truyền thuyết. Thời viễn cổ từng xuất hiện một con nộ Phật kim vượn, sức chiến đấu rất kinh khủng, không đến cảnh giới thánh linh nhưng dám khiêu chiến với thánh linh. Không ngờ nơi này dựng dục ra thứ hung ác như thế. Nguy, nộ Phật kim vượn đuổi theo. Mao ô quy đứng ở đuôi thanh đồng cổ thuyền, sợ hãi rụt đầu vào mai rùa. Nộ Phật kim vượn cao như núi, như Phật như vượn, há mồm phát ra phản âm Phật môn. Nộ Phật kim vượn là một trong các sinh linh khủng khiếp nhất thiên địa, nhưng bởi vì số lượng thưa thớt nên không gây ảnh hưởng lớn bằng rồng, phượng. Đồn rằng nộ Phật kim vượn trưởng thành có thể đối đầu với thánh linh, điều này thì rồng, phượng cũng không bằng. Bùm 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 bùm. Nộ Phật kim vượn đi mỗi một bước cách xa mấy ngàn trượng, những ngọn núi cao ở dưới chân nó đụn cắt nhỏ. Nộ Phật kim vượn chạy rầm rập, hú dài. Nhưng nộ Phật kim vượn chưa trưởng thành, không đuổi kịp thanh đồng cổ thuyền được, bị bỏ xa. Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên trước mặt hai người xuất hiện một sinh linh khí thế khổng lồ. Không thấy rõ hình dạng. Thân thể của nó quá to lớn, chỉ thấy một xúc tu thò ra từ lửa vàng. Xúc tu dài 700 dặm, thô như mình rồng. Đây chỉ là một xúc tu đã suýt lật tung thanh đồng cổ thuyền. Sau có truy binh, trước có kẻ địch mạnh, dồn đoàn người Phong Phi Vân vào đường cùng. Mắt Phượng Hoàng Thiên Nữ âm trầm, định sử dụng lực lượng Phượng Hoàng Yêu Hậu. Phong Phi Vân ngăn lại. Đừng tùy hiện dùng lực lượng Phượng Hoàng Yêu Hậu, chúng ta đi một ngọn núi hoang đi. Ta cảm giác nơi đó có trận pháp thái cổ thần phượng để lại. Phong Phi Vân điều khiển thanh đồng cổ thuyền bay sang trái hướng tới núi hoang cổ xưa. Núi hoang đó rất nguy nga, một số di tích thái cổ còn sót lại trên núi, tràn ngập không khí thần thánh.
Thanh đồng cổ thuyền càng bay đến gần càng cảm giác núi hoang này khủng bố. Cao vạn trượng, bao phủ đất đai mấy ngàn dặm, trên mặt đất chảy dung dịch màu vàng, những dung dịch hình dạng như thái cực, thần mã, chiến trường, tiên tướng, trời trăng. Nó lan tràn nguyên đất đai, khí thế bàng bạc khiếp người. Mao Ô Quy sợ hãi mặt xanh mét. Trời, là đại thánh cổ trận, tuy chỉ là một góc khiếm khuyết nhưng vẫn có uy lực vô biên, chúng ta không xông vào được, mau lùi. Nhưng thanh đồng cổ thuyền đã xông vào. Mọi người nhắm mắt lại, có cảm giác xông vào địa ngục Tu La. Sức mạnh đại thánh đè người, làm người ta ngộp thở, hồn lìa khỏi xá. Phong Phi Vân là người đầu tiên mở mắt ra, hắn thở phào nhẹ nhõm. Phù, ta đoán đúng, quả nhiên thanh đồng cổ thuyền có thể xông vào đại thánh cổ trận. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, nơi này chỉ là góc nhỏ đại thánh cổ trận khiếm khuyết. Nếu là đại thánh cổ trận hoàn chỉnh thì dù là chiếc thuyền cổ này cũng không thể bình yên xông qua. Mọi người có cảm giác hút chết, ngoái nhìn đằng sau. Nộ Phật Kim Vượn, Bách Túc Hỏa Ô, các sinh linh cường đại chặn bên ngoài đại thánh cổ trận. Chúng nó không ngừng gầm giống nhưng không dám xông vào. Thanh đồng cổ thuyền bay trong đại thánh cổ trận khiếm khuyết, xuyên qua quá thái cực hỗn nguyên không gian, đế mã vẫn thạch không gian, tiên vương cự thi không gian, các không gian có tính hủy diệt. Tất cả do đại thánh cổ trận bài bố ra. Nguyễn bước vào đại thánh cổ trận, mỗi bước đi là một mảnh không gian vô tận, không có cuối, cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có thanh đồng cổ thuyền, dù Phong Phi Vân đến bán thánh cảnh, hắn mà vào đại thánh cổ trận cũng chết chắc, không có đường sống. Đại thánh bày trận pháp dù chỉ là một góc khiếm khuyến cũng lấy mạng chúng sinh. Thanh đồng cổ thuyền bay thật lâu sau cuối cùng đến dưới chân núi hoang. Phong Phi Vân thu về thanh đồng cổ thuyền, nói. Chúng ta đã xông qua đại thánh cổ trận, tai nạn không chết sẽ có phúc về sau. Núi hoang này rất bất phàm, không chừng sẽ tìm được thứ chúng ta muốn. Mao Ô Quy đứng trên tảng đá to nhìn sóng vàng dài mấy ngàn dặm. Mao Ô Quy nói. Tinh hoa Phật khí liên miên mấy ngàn dặm, tựa như đại dương tinh hoa Phật khí. Nếu lấy đi hết là lão phu có thể mua được một giới. Phong Phi Vân ra lệnh. Đừng lỗ mãng, tinh hoa Phật khí là nguồn năng lượng đại thánh tàn trận, nếu đại thánh tàn trận mất cân đối là chúng ta tiêu đời. Mau thành thật đào bới dưới đất, la lên. Ra ra, nhị đại gia, mau lại xem, ta đào được một khối đồng. Mau thành thật đào ra một khối đồng đỏ, dài cỡ một thước, không thấy rõ hình dạng. Phần lớn khối đồng đỏ này vùi trong đất cát. Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ đi qua xem, mừng rỡ. Tam vị chân hỏa lô. Tay Phong Phi Vân ấn mặt đất, đồng lô cao hơn 80 thước bay khỏi lòng đất, nhiều chỗ rỉ sét bị đất đá phủ lên. Phong Phi Vân cầm chặt chân lô. Bùm! Phong Phi Vân vỗ vào thân lô, đánh bay rỉ sét và đất đá bám dính thân lô. Tam vị chân hỏa lô tỏa ánh sáng đỏ thẫm, trong lô rực cháy ngọn lửa như bó đuốc thần. Nhỏ! Lô đồng cao hơn 80 thước thoáng chốc nhỏ lại còn cỡ ly rượu. Tam vị chân hỏa lô trong suốt lấp lánh. Tinh xảo nhỏ nhắn, điêu khắc cổ văn. Trong, ly, còn đang bốc lửa. Tặng nàng. Phong Phi Vân không chút đắn đo đưa tam vị chân hỏa lô cho Phượng Hoàng Thiên Nữ. Phong Phi Vân đứng trên núi hoang, mắt đẹp nhìn Phong Phi Vân, đôi mắt trong suốt không dính bụi, mày như lá tiên, nàng như thiên nga kiêu ngạo. Phượng Hoàng Thiên Nữ lạnh nhạt nói. Là các ngươi phát hiện tam vị chân hỏa lô, nó xem như của các ngươi. Phong Phi Vân nói. Mục đích nàng đến đây vì tam vị chân hỏa lô, còn ta là vì tu luyện vạn thú chiến thể. Nếu nàng không tìm được tam vị chân hỏa lô thì làm sao báo cáo với Phượng Hoàng Yêu Hậu? Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cần tam vị chân hỏa lô? Phong Phi Vân cười nói. Nàng cho ta mượn lỗ tai đất, ta tặng nàng thần lô, bánh ít đi, bánh quy lại. Quân tử quen biết nên là vậy. Phượng Hoàng Thiên Nữ mỉm cười, nụ cười tựa tiên nữ giáng trần. Thiên nữ dáng thế, làm lòng người nhộn nhào, như xuân về hao nở. Phong Phi Vân dám chắc trên đời không có bao nhiêu nam nhân giữ được bình tĩnh trước nụ cười như thế. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi. Quân tử quen nhau, chúng ta có tình cảm gì sao? Phong Phi Vân sửng sốt. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Ngươi còn không biết tên của ta, hiện tại chúng ta chỉ có thể xem như người lạ. Phong Phi Vân hiểu ra, vội hỏi. Xin hỏi phương danh của thiên nữ là Tịch Nguyệt. Phượng Hoàng Thiên Nữ bổ sung thêm. Ngươi là người thứ nhất biết tên ta. Phong Phi Vân khen không dứt.
Triều tịch ánh huyền nguyệt, Giang Phong bên giai nhân, ý cảnh đẹp quá. Phượng hoàng thiên nữ chân mày như vẽ, đường cong xinh đẹp, da trong suốt. Phượng hoàng thiên nữ nói, ý cảnh hoa trong gương, trăng trong nước càng đẹp hơn. Nụ cười đông cứng trên mặt Phong Phi Vân. Là sao? Phượng hoàng thiên nữ nói, ban ngày nước tuôn ra là triều, buổi tối nước tuôn ra là tịch. Trong triều tịch sông nước tuôn trào, sóng giữ biển gầm, bờ đê bị hủy, lũ lụt đến, thế này là đẹp sao? Nếu buổi tối có tịch, thì trăng trong nước sẽ vỡ, ý cảnh này mà đẹp sao? Phượng hoàng thiên nữ nói xong đôi cánh phượng hoàng dương ra vạch đường cong xinh đẹp bay hướng tả hồng liên. Rốt cuộc là sao? Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô nhìn bóng lưng phượng hoàng thiên nữ, thấy nàng không quay đầu lại. Phong Phi Vân gãi mũi thầm nghĩ. Không chỉ nữ nhân là sinh vật khó đoán, phượng hoàng cái cũng khó hiểu. Lúc trước còn thân thiết với ta, cứ tưởng nàng có ý với ta. Lại tự kỷ rồi, sau này phải sửa lại tật xấu. Mao Ô Quy nói. Đơn giản thôi, ý nghĩa nằm ở mặt chữ. Tịch nguyệt, rõ ràng nàng hướng về đông phương kính nguyệt. Ý tịch nguyệt là nếu nàng đến thì đông phương kính nguyệt không tồn tại. Mao Thành thật phản bác. Không, không đơn giản như vậy. Trong tên của Thủy Nguyệt Thánh Thần cũng có chữ Nguyệt, ta cảm thấy nàng nhằm vào Thủy Nguyệt Thánh Thần. Mao Ô Quy nói. Xì, nhãi danh nhà ngươi biết gì? Nói theo ngươi thì trong tên của Long Thương Nguyệt cũng có chữ Nguyệt. Mao Thành thật đến thời kỳ phản nghịch, cãi lại. Giác quan thứ 6 của ta rất mạnh, ta cảm thấy Phượng Hoàng Thiên Nữ hướng về Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nàng đang ám thị với Nhị Đại Gia, trong giấc mơ kiếp trước Nhị Đại Gia bị Thủy Nguyệt Đình giết một lần. Ta cho rằng Phượng Hoàng Thiên Nữ biết sự thật. Mao Ô Quy tức tối. Sự thật ông nội ngươi, đó chỉ là mơ, đã chứng thực là không tồn tại. Mao Thành thật trả treo. Gia Gia là ông nội của ta. Hai ông cháu cãi lọn không dứt, chỉ vì một cái tên mà lôi ra hàng đống đạo lý. Chưa thấy con rùa, trái cây nào nhảm hơn chúng nó. Phong Phi Vân thở dài, mặc kệ Mao Ô Quy, Mao Thành thật cãi lộn, hắn đuổi theo Phượng Hoàng Thiên Nữ. Phong Phi Vân nói, tịch nguyệt cô nương, tại hạ có chuyện không rõ, ta và cô nương vốn không quen biết, tại sao cô nương tặng lỗ tai đất cho ta. Trước kia Phong Phi Vân tự kỷ nghĩ Phượng Hoàng Thiên Nữ vừa mất hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình thật tự kỷ. Phong Phi Vân đến hỏi thẳng lý do. Phượng Hoàng Thiên Nữ đang chia xác hỏa quỷ giải, nói. Ta không hề tặng, ta chỉ cho ngươi mượn trăm năm. Phong Phi Vân nói. Báu vật như vậy sẽ không tùy tiện cho người lạ mượn. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Phong Phi Vân, mắt mông lung nói. Tư chất của ngươi rất cao, có sâu xa với Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta. Giúp ngươi tu hành cũng là kết một đoạn thiện duyên. Trong đại kiếp nạn không lâu sau có lẽ ngươi sẽ giúp Phượng Hoàng yêu tộc một tay. Phong Phi Vân hỏi. Phượng Hoàng yêu tộc cũng biết không lâu sau sẽ xảy ra đại kiếp nạn. Ngươi nghĩ bốn yêu tộc. Thái cổ thánh yêu tộc mù tịt về thái cổ sao? Nhưng có vài thứ không thể nói ra mặt ngoài, sẽ gây khủng hoảng lớn, thậm chí thiên hạ đại loạn. Ví dụ chuyện diệt thế giả vực ngoại nếu truyền ra sẽ làm tu sĩ trong Long Linh Thạch thấp thỏm lo âu. Yêu đế, yêu hậu, thánh tổ trong bốn yêu tộc, thái cổ thánh yêu tộc sẽ không tùy tiện thổ lộ ra ngoài, sợ đại kiếp nạn chưa đến Tây Ngưu Hạ Châu đã nội loạn. Chỉ có ngươi làm việc không suy nghĩ rêu rao khắp nơi. Như sợ kẻ ẩn núp vực ngoại không đến giết mình. Phong Phi Vân há hốc mồm. Hóa ra những nhân vật lợi hại đều biết chuyện diệt thế giả vực ngoại, âm thầm bài bố, không công khai. Bọn họ sợ công bố ra sẽ gây nội loạn. Hèn gì Thủy Nguyệt Thánh Thần giết Phu Ô Thánh Tổ, Long Kiệt mà Kim Ô yêu tộc, Long Tộc không đối phó nàng. Thì ra Kim Ô yêu tộc, Long Tộc đã biết hai thánh linh này là kẻ ẩn núp vực ngoại. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Những việc này không do chúng ta lo, ngay khi chúng ta bắt đầu vương giả luận đạo thì các chí tôn đã đi thanh lý kẻ ẩn núp vực ngoại. Phong Phi Vân hỏi. Đây là mục đích thật sự của chí tôn luận đạo. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Nghe nói lần này cũng nhờ ngươi nói lời không nên nói khiến kẻ ẩn núp vực ngoại sao động bất an, bị vị lão chí tôn nào đó tìm ra sơ hở. Chí tôn các tộc hợp tác bầy bố, chắc chắn sẽ bắt chọn ổ kẻ ẩn núp vực ngoại. Vẫn câu cũ. Trời sập xuống có người cao trống. Chúng ta cố gắng nâng cao tu vi là tốt hơn, chỉ có thực lực càng mạnh thì mới tranh thủ được cơ hội sống khi đại kiếp nạn đến. Phong Phi Vân nhận ra trước kia hắn đánh giá thấp trí tuệ của thánh linh các tộc.
Bọn họ đã bày kế từ lâu, gừng càng già càng cay. Phong Phi Vân so với đám thánh linh còn quá non. Trong người con hỏa quỷ giải có 36 viên giải châu, ta có thể luyện ra 36 khối xương phượng. Một chuỗi hạt châu trong suốt lơ lửng trong bàn tay ngọc hình thành vòng tròn, như 36 bảo thạch vì sao. Phượng Hoàng Thiên Nữ xẻ đầu hỏa quỷ giải móc một cục ánh sáng trắng to cỡ đầu người ra. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, ngươi muốn quỷ não đây. Trong ánh sáng trắng chứa tủy não to cỡ nắm tay, như từ nhiều tiểu nhân xoắn vào nhau, hoa văn cực kỳ phức tạp, sẽ phát ra tiếng quỷ giống. Trước kia Phong Phi Vân chưa từng thấy quỷ não, hắn chỉ đọc được ghi chép liên quan quỷ não trong sách cổ. Hỏa quỷ giải đẳng cấp chuẩn thánh mới dựng dục ra quỷ não. Tu sĩ nuốt quỷ não thì đầu óc sẽ sáng suốt, thông minh hơn, là thánh dược mở ra linh trí, đứng sau thánh thực quả. Chỉ dùng một giọt tinh túy cả quỷ não cũng giúp tăng tốc độ ngộ đạo lên gấp trăm lần. Phong Phi Vân nuốt nguyên quỷ não vào, ánh sáng trắng lấp lánh bao phủ người hắn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trên núi hoang, tính tọa tu luyện, tập trung tham ngộ đạo thánh linh trong lỗ tai đất. Phượng Hoàng Thiên Nhãn, quỷ não cũng phát huy. Lỗ tai đất vô cùng bình thường bỗng chốc khác hẳn trong mắt Phong Phi Vân. Lỗ tai đất như do vô số đạo tắc thánh linh đan xen. Nơi này là di tích đại thánh để lại, lực lượng đạo tắc vốn rất đầy đủ, ngộ đạo trong hoàn cảnh này làm ít công nhiều. Ngày thứ 5 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 2. Ngày thứ 9 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 3. Ngày thứ 28 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 8. Ngày thứ 36 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 11. Ngày thứ 49 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 18. Phong Phi Vân liên tục tu hành 49 ngày, lực lượng quỷ não tiêu hao hết, tốc độ tham ngộ chậm lại. Phong Phi Vân mở mắt ra, con người bắn ra thần quang, thu lỗ tai đất trước mặt vào người. 47-49 ngày, đã tiêu hao hết quỷ não. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng bên cạnh Phong Phi Vân, vóc dáng cao kiều, ngực to, cổ dài, lực lượng trong người nàng mạnh lên mảng lớn. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi, người lĩnh ngộ bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân trả lời, trong người có 18 đạo tắc thánh linh. Phượng Hoàng Thiên Nữ kinh ngạc nói, 47-49 ngày lĩnh ngộ 17 đạo tắc thánh linh. Dù có quỷ não trợ giúp thì cũng rất lợi hại, ngộ tính đỉnh cao. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Còn kém chút, đồn rằng có một số thiên tài ngộ đạo trong một thoáng trực tiếp lĩnh ngộ mấy chục, mấy trăm đạo tắc thánh linh, từ bán thánh thất trọng vượt lên cảnh giới bán thánh bát trọng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Đạo lĩnh ngộ trước nay theo tự nhiên, chân đạp từng bước vững chắc. Có kiểu ngộ đạo trong một thoáng như ngươi nói, nhưng cần nhiều mặt nhân tố hợp lại. Chiếm hết thiên thời. Địa lợi, nhân hòa mới ngộ đạo trong một thoáng được. Phong Phi Vân gật đầu, mắt nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ, khẽ kêu. Phượng cốt trong người thần nữ không chỉ tăng 36 khối mà. Phượng Hoàng Thiên Nữ lắc người đứng sau lưng Phong Phi Vân. Ngươi thật không lễ phép, không được nhìn lung tung. Lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiên Nữ biểu hiện vẻ xấu hổ, trước kia toàn làm bộ dáng thánh khiết tứ đại giai không. Phong Phi Vân mới nhớ ra bây giờ bọn họ không một mảnh vải. Ảo bằng ảo thuật. Huyền Y không ngăn được Phượng Hoàng Thiên Nhãn, liếc mắt nhìn qua xuân quan của Phượng Hoàng Thiên Nữ bị Phong Phi Vân nhìn hết, khó che giấu điểm nhỏ nào. Ngực to, eo nhỏ, đùi ngọc, giữa hai chân. Nhưng Phong Phi Vân thề mới rồi hắn thật tình chỉ xem phượng cốt của Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn không nhìn thân thể nàng. Không công bằng, Tịch Nguyệt cô nương đứng sau lưng nhìn thấy ta hết, thế này cũng không lễ phép. Miệng Phong Phi Vân nói vậy nhưng không xoay người lại. Hắn còn chút phong độ quý ông. Phượng Hoàng Thiên Nữ như người ngọc không tạp chất, ngực căng tròn như chén ngọc, chân trắng thẳng tắp, eo nhỏ không thịt thừa, rốn đáng yêu lộ ra ngoài, vừa quyến rũ mà thánh khiết. Hai loại khí chất khác nhau hiện ra trên người Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thân người yêu tộc không phải ảo thuật mà là thân xác thật. Thân người thú tộc mới do biến hình, khác biệt đây là yêu và thú về bản chất. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn tấm lưng Phong Phi Vân rộng lớn rắn chắc, trong mắt không có tà niệm, trong suốt như linh tuyền. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, ta đã luyện hóa xong 36 viên giải châu. Trong thời gian ngươi ngộ đạo ta lại có một ít cơ duyên, giờ cơ thể đã tu luyện ra 589 khối xương phượng. Cơ duyên của nàng không nhỏ.
Phong Phi Vân cảm nhận Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn lưng mình, được Thiên Nữ Khuynh Thành ngắm coi như không chịu thiệt. Đi theo ta ngươi liền biết. Lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ dương cánh Phượng Hoàng dài 9 trượng miễn cưỡng bao phủ thân thể ngà ngọc. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay lên đỉnh núi hoang. Lưng Phong Phi Vân cũng dương cánh Phượng Hoàng, rộng hơn cánh chim của Phượng Hoàng Thiên Nữ. Nếu so Phượng Hoàng Thiên Nữ là tiên hạc thì Phong Phi Vân là chim ưng. Hai người cùng đạp xuống đỉnh núi hoang, nhìn hướng bên kia núi hoang. Một con sông lớn vô biên chảy xuôi, nước xiết hùng dũng, sóng dâng lên ngàn trượng, sương mù mênh mông. Con sông này không biết từ đâu chảy đến và trôi về đâu. Giữa sông không chảy nước mà là tinh hoa hỏa khí, không giới hạn. Phong Phi Vân mừng rỡ reo lên. Đây là dòng sông thiên địa. Phượng Hoàng Thiên Nữ gật đầu, nói. Một trong 8 dòng sông thiên địa, giữa sông ẩn náu mãnh thú đã bị ta giết gần hết. Những mãnh thú này đã bị Phượng Hoàng Thiên Nữ luyện hóa thành phượng cốt, đây chính là cơ duyên của nàng. Thật là trời cũng giúp ta. Phong Phi Vân bay xuống, đứng trên dòng sông rộng lớn bàng bạc. Phong Phi Vân thả 1 vạn linh thú chiến hồn ra, thỏa thích hấp thu tinh hoa hỏa khí. Mắt Phượng Hoàng Thiên Nữ to tròn nhìn Phong Phi Vân, nàng đi tới khúc sông khác. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay vào dòng sông thiên địa, thân hình yểu điệu ngồi xếp bằng, hấp thu tinh hoa hỏa khí cô đọng bất tử Phượng Hoàng thân. Tuy hiện tại Phượng Hoàng Thiên Nữ tu luyện ra 589 khối xương Phượng nhưng cách bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa còn rất xa xôi, chưa biết nàng có luyện thành công không. Thể chất mỗi người khác nhau, đa số Phượng Hoàng tu luyện ra 408 khối Phượng cốt là thể chất đã tràn đầy. Phi Tiên Yêu Hậu là đệ nhất nhân Phượng Hoàng yêu tộc, thiên tài đẳng cấp thần thoại. Trước khi thành thánh Phi Tiên Yêu Hậu chỉ tu luyện thành 931 khối xương Phượng thì thể chất bão hòa, không đến đại thừa bất tử Phượng Hoàng thân. Đây là con đường rất gian khổ, không chỉ phải lột xá xương cốt trong người thành Phượng Hoàng, quan trọng nhất là không ngừng rèn luyện thân thể, tăng số lượng xương cốt. Trong cơ thể nhân loại chỉ có 206 khối xương cốt. Nếu tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân tối đa chỉ luyện thành 206 khối Phượng cốt, thân thể bão hòa. Trong người Phượng Hoàng có 408 khối xương cốt nếu không cô đọng cơ thể của mình, sau khi tu luyện 408 khối xương cốt là đến cực hạn thân thể. Đây là lý do tại sao đa số Phượng Hoàng chỉ có thể tu luyện ra 408 khối Phượng cốt. Phượng Hoàng Thiên Nữ đã phá tan trói buộc 408 khối Phượng cốt, tu luyện ra 589 khối xương Phượng. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nữ muốn tu luyện đến bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa thì còn con đường rất dài phải đi. Nay Phượng Hoàng Thiên Nữ dùng tinh hoa hỏa khí rèn luyện thân thể, nâng cao tiềm năng chứ không cô đọng Phượng cốt. Nửa tháng sau, nguyên dòng sông thiên địa sôi trào, mấy ngàn linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh gầm giống trong nước sông. Sinh linh giữa sông sợ hãi ẩn núp không dám ló đầu ra. Phong Phi Vân tu luyện 18 đạo tắc thánh linh. Tối đa chỉ khống chế được 5.400 con linh thú chiến thể. Nay chúng nó đều ngưng tụ thành công, đến bán thánh cảnh. 5.400 bán thánh, đây là lực lượng dung chuyển trời đất. Phong Phi Vân giống to. Quay về. 1 vạn linh thú chiến hồn, chiến thể bay vào người Phong Phi Vân. Khí thế 5.400 con linh thú chiến thể quá khổng lồ, mâu thuẫn, đụng chạm nhau, muốn chống đối Phong Phi Vân. Chấn áp lại. 18 đạo tắc thánh linh trong thánh linh nội đan như 18 cây cột chống trời hình thành tù giam thần linh cưỡng ép chân áp 1 vạn linh thú chiến hồn, linh thú chiến thể cuồng bạo. Phong Phi Vân mất 1 ngày 1 đêm mới chân áp 1 vạn linh thú chiến hồn, linh thú chiến thể ngoan ngoãn. Lực lượng trong người Phong Phi Vân vẫn rất cuồng bạo, thú tính chồng chất trong cơ thể, đôi mắt tràn đầy dã tính, máu chảy ào ào. Máu Phong Phi Vân đang sục sôi, không thể kiềm chế. Lực lượng trong người Phong Phi Vân bành trướng mất kiểm soát. Phong Phi Vân hú dài. Grao. Tóc Phong Phi Vân dựng đứng, trong mắt ngập tràn huyết khí. Phong Phi Vân tung cú đấm đánh khô dòng sông thiên địa, bờ sông vỡ, con sông đổi hướng chảy đi hướng khác. Nguy rồi, dùng 18 đạo tắc thánh linh trấn áp 5.400 linh thú chiến thể quá miễn cưỡng. Máu yêu ma sâu trong huyết mạch lại bị kích phát. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, đầu óc tỉnh táo rõ ràng. Phong Phi Vân cảm giác thân thể mình khác lạ, lý trí càng lúc càng mỏng manh. Nhân tính, thú tính, ma tính, yêu tính, vốn nhân tính chiếm chủ đạo, ma tính, yêu tính bị áp chế. Nhưng bây giờ thú tính chiếm chủ đạo, ngược lại nhân tính yếu nhất. Khống chế, phải kiềm chế mình. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay,
chậm rãi mở mắt ra, thở hắt ra, cơ bắp thả lỏng. Nhưng đôi mắt Phong Phi Vân đỏ máu tràn ngập dã tính. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngồi xếp bằng trên tinh hoa hỏa khí đỏ rực, chân mày như lá liễu, rèm mi dài, mũi cao, môi đỏ mọng, tóc dài đỏ rực như đốm lửa tự động bay phất phơ. Phượng cốt trong người Phượng Hoàng Thiên Nữ không tăng thêm, vẫn là 589 khối. Nửa tháng nay Phượng Hoàng Thiên Nữ cô đọng tiềm lực thân thể, rèn luyện thần tu xương cốt, cơ thể càng ngọc ngà, tiên huy chảy xuôi. Phượng Hoàng Thiên Nữ nghe tiếng gầm giống như dã thú, cảm nhận lực lượng cường đại va đụng lung tung quay quanh mình. Phượng Hoàng Thiên Nữ mắt ra, con người đen láy như hai ao thần trời trăng. Ầm, một bàn tay vỗ xuống vai trái Phượng Hoàng Thiên Nữ, lực lượng mạnh mẽ. Môi Phượng Hoàng Thiên Nữ phát ra tiếng Phượng Hoàng hót. Phong Phi Vân, tỉnh lại. Phượng Hoàng Thiên Nữ sử dụng sóng âm trong trẻo, nhưng không có tác dụng với Phong Phi Vân. Bàn tay kia vẫn đè xuống, muốn trấn áp Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thú tính khống chế nhân tính. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn ra trạng thái Phong Phi Vân là lạ, thân hình mảnh khảnh lướt ngang ra ngoài. Đôi cánh Phượng Hoàng đỏ rực sáng lấp lánh dương rộng, Phượng Hoàng Thiên Nữ bay vút lên. Ha 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 ha, ta chính là ta, không chia nhân tính, thú tính, không có thứ gì khống chế ta được. Trong thân người vốn có thú tính, trong thân thú đôi khi có nhân tính. Tóc Phong Phi Vân dựng đứng, đôi mắt đỏ rực. Phong Phi Vân đứng trên dòng sông thiên địa dậy sóng, phát ra tiếng cười ngông nghênh. Phượng Hoàng Thiên Nữ, nàng hãy ngoan ngoãn thuần phục bổn tọa, nghe theo bổn tọa nô dịch. Nếu không bổn tọa sẽ khiến nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng trong không trung, cánh chim vỗ đập, thân hình quyến rũ, khuôn mặt thánh khiết thoát tục, khí chất như yêu như tiên đan sen. Thanh âm đẹp như tiếng trời vang lên. Phong Phi Vân, người tính toán sai lầm, người cứ nghĩ có thể lấy một đạo tắc thánh linh khống chế 300 đạo tắc thánh linh. Nhưng người quên tính trong người có máu rồng, có ma tính. Máu rồng dâm dục, ma tính hiếu sát, thú tính thô bạo. Giờ đây người mất hết nhân tính mà không tự biết, đây là kết cuộc vì truy cầu lực lượng bỏ qua đạo tâm. Tóc dài Phong Phi Vân bay bổng, đôi mắt yêu tính, khí chất tà ác. Phong Phi Vân nói. Không cần nàng lo cho đạo tâm của bổn tọa rất tỉnh táo, long tính, ma tính, thú tính đều là lực lượng cường đại, tại sao bổn tọa phải cố ý ức chế nó? Cứ luôn kiềm chế bản tính thì không thể đến cảnh giới thánh linh được. Bây giờ bổn tọa giải phóng tính cách trong người. Phượng Hoàng Thiên Nữ, nếu nàng thần phục, hầu hạ bổn tọa, làm nô bộc của bổn tọa thì tương lai tiền đồ sáng lạn. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi lại, nếu ta không thần phục thì sao? Phong Phi Vân tà khí nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ, bá đạo mà dã man nói. Nếu bổn tọa hàng phục được nàng thì bổn tọa sẽ cột dây xích vào cần cổ kiêu ngạo kia, từ nay nàng là chó cái để bổn tọa trút ra dục vọng. Làm người hay làm chó hãy lựa chọn đi. Phượng Hoàng Thiên Nữ dùng tịnh phản kim hỏa ngưng tụ ra thanh chiến kiếm, nàng giơ kiếm đứng thẳng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Nếu ngươi có bản lĩnh đánh bại ta rồi hãy nói. Nể mặt mà không biết điều. Phong Phi Vân tràn đầy ma tính, sát khí ngàn dặm. Hai tay Phong Phi Vân đặt ở đan điền, một vạn linh thú chiến hồn hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Trông như từ tay Phong Phi Vân ngưng tụ một thế giới hồng hoang cổ thú. Phong Phi Vân vỗ một chưởng xuống, vạn thú gầm giống. Chỉ một kích đánh nát chiến kiếm tịnh phản kim hỏa, vỡ thành mấy mảnh nhỏ. Cánh chim của Phượng Hoàng Thiên Nữ bị đánh trúng, cánh bị bẻ gãy kêu răng rắc. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phượng Hoàng Thiên Nữ vươn tay ngọc biến thành cái lồng thần quang sáng rực chớp mắt chụp xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lắc người né khỏi vuốt thần Phượng Hoàng, bàn tay to chộp cánh tay ngọc của Phượng Hoàng Thiên Nữ, giật mạnh. Phượng Hoàng Thiên Nữ cảm nhận lực lượng khổng lồ truyền vào cánh tay, cơ thể bay hướng Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nữ quát to. Thiên toàn địa chuyển. Trời đất xoay tròn, Phong Phi Vân cảm giác ngón tay sắc bén như kiếm đâm vào trán mình, vội thả tay Phượng Hoàng Thiên Nữ ra. Lùi lại một bước ra xa mấy trăm dặm. Phượng Hoàng Thiên Nữ cảm giác lực lượng của Phong Phi Vân quá mạnh, nàng khó ngăn cản. Phong Phi Vân, người bắt ta thì có tác dụng gì? Dù ta cho ngươi thân thể này, ta chỉ mất đi túi da xinh đẹp. Còn ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nàng sai rồi, bổn tọa rõ ràng mình sẽ đi đạo gì, đó là đạo thích gì làm nấy. Thánh nhân dùng đạo đức cấm dục, Phật tổ độ chúng sinh diệt lục dục. Còn bổn tọa muốn vô pháp vô thiên, vô đạo vô đức.
nếu bổn tọa thành thánh thì danh hiệu là dục thánh. Nếu bổn tọa thành thánh, trên đời này ai sinh dục thì ta cho hắn sinh, ai thực dục thì ra cho hắn ăn, ai sát dục thì ta cho kẻ đó giết. Người tự do phàm dục đều là tín đồ của ta. Phong Phi Vân đang thiền sướng, thanh âm động chín tầng trời. Trong thiên địa gió nổi mây phun, vô hình chung có lực lượng bí ẩn nhập vào cơ thể hắn, khiến lực lượng của hắn tăng gấp chục, trăm lần. Phượng Hoàng Thiên Nữ biến sắc mặt nói. Phong Phi Vân đang phát, đại nguyện thánh linh. Trong thiên địa có rất nhiều nhân loại muốn làm gì thì làm, nếu hắn tích lũy lực lượng to lớn không gì sánh bằng này không chừng hắn sẽ tinh thần thành thánh, hóa sinh thánh dục vọng trong thiên địa, cai quản lực lượng dục vọng trong thiên địa. Phải ngăn Phong Phi Vân lại, nếu hắn thật sự thành dục thánh thì tiêu đời, mãi mãi không thể trở về. Phượng Hoàng Thiên Nữ biến thành con Phượng Hoàng, móng vuốt đánh bay Phong Phi Vân, đánh gãy đại nguyện sắp đọc xong. Lực lượng hỗn loạn trong người Phong Phi Vân rút đi như thủy triều. Phong Phi Vân hú dài. Grao, Phượng Hoàng Thiên Nữ, nàng dám phá hỏng thời cơ tuyệt vời bổn tọa thành đạo. Bổn tọa muốn chiếm thân nàng, ngược lòng nàng, Grao. Phong Phi Vân biến thành con rồng to, long khí phủ lên toàn thân. Vỉa màu đỏ, đầu sư tử, mình rắn, sừng hưu, vuốt ưng, đuôi phượng, đây là hình dạng tổ long vương. Nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy thân rồng mọc đôi cánh phượng hoàng, đầu rồng có thần quan phượng hoàng, người bốc cháy lửa. Phong Phi Vân phát ra tiếng gầm chấn thiên động địa. Tổ Long Vương là chí tôn long tộc, mỗi cách một nguyên hội mới xuất hiện một con. Nguyên long tộc ít khi cùng lúc xuất hiện ba tổ Long Vương. Tổ Long Vương già nua thì tổ Long Vương mới sẽ sinh ra, khi tổ Long Vương mới trưởng thành cũng là lúc tổ Long Vương già xuống lỗ. Hình dạng hóa rồng của Phong Phi Vân không phải tổ Long Vương chính tông, hắn có thần quan và đôi cánh, đuôi phượng hoàng. Nếu long tộc phát hiện hình dạng này của Phong Phi Vân sẽ coi hắn là dị đoan, tru sát hắn. Grao, két, một rồng một phượng đánh nhau trên đỉnh núi hoang, bay tới dòng sông thiên địa, đôi khi chìm xuống nước có khi bay lên bờ. Nhiều chỗ bị đánh sụp. Rồng phương cùng ngân, trời sụp đất nứt. Mao Ô Quy đứng bên bờ sông đỏ rực không ngừng thu gom tinh hoa hỏa khí, nhét đầy 15 giới linh thạch bỏ vào mai rùa. Mao Ô Quy hỏi, thành thật. Người gom được bao nhiêu tinh hoa hỏa khí? Mao Thành Thật cầm giới linh thạch chứa một nửa tinh hoa hỏa khí, nó hắn động đất, kêu lên. Ra ra có nghe tiếng rồng ngâm không? Mao Ô Quy biến sắc mặt nói. Không, ta nghe tiếng phượng hót. Mao Ô Quy chạy nhanh lên nó núi hoang, nhìn bầu trời. Tầng mây bị đốt đỏ rực, một con phượng hoàng to lớn bay ra khỏi tầng mây, trước ngực có một vết thương như bị vuốt nhọn cào rách. Con rồng to lớn giữ tợn lộ một góc trong tầng mây, chỉ nửa cái đầu rồng đã bao trùm nguyên bầu trời. Vuốt rồng vỗ xuống đánh Phượng Hoàng té xuống đất, biến thành nữ nhân xinh đẹp khuynh thành. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt Phượng Hoàng Thiên Nữ, cảm xú càng táo bạo. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực. Đã bảo là nàng không đấu lại bổn tọa còn dám đối đầu với bổn tọa, quỳ xuống. Phong Phi Vân, người nghĩ người mạnh hơn ta sao? Bây giờ ngươi đang dốc hết tiềm năng sinh mệnh, mau tỉnh lại đi, quay đầu là bờ. Trên đời này không có tự do tuyệt đối, không ai có thể muốn làm gì thì làm, ích kỷ tương đương tự diệt. Hãy khống chế lòng mình, thu đạo vào phòng, đừng bị hút tính che đi tâm linh, đừng bị dục vọng che phủ đôi mắt, tỉnh lại, tỉnh lại. Phong Phi Vân không thèm nghe Phượng Hoàng Thiên Nữ, giơ cân nàng lên, kéo nàng ném lên đài đá to lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phượng Hoàng Thiên Nữ nằm trên đài đá, ra quyết định gian na. Ngươi đừng buộc ta sử dụng lực lượng yêu hậu chém ngươi. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Phượng Hoàng yêu hậu có thể hù sợ bổn tọa chắc, nếu Phượng Hoàng yêu hậu đến bổn tọa sẽ chinh phục cả nàng. Hai tay Phượng Hoàng Thiên Nữ kết ấn, luồng thánh quang bay ra từ lòng bàn tay ngọc bạch. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngâm sướng. Phượng Hoàng vĩ đại, thánh linh anh minh. Xin hãy để ánh sáng thánh linh xuyên qua tầng tầng hoàn vũ giáng xuống người ta. Trong thiên địa tụ tập nhiều luồng sáng bay vào lòng bàn tay Phượng Hoàng Thiên Nữ, lực lượng của nàng càng lúc càng mạnh mẽ. Điểm đỏ trên trán Phượng Hoàng Thiên Nữ càng lúc càng sáng rực, như thể trán nàng phong ấn thánh Phượng giờ đây sống lại. Cơ thể đường cong nhấp nhô bay vọt lên, người Phượng Hoàng Thiên Nữ tỏa thánh quang. Ảo ảnh phi tiên yêu hậu ngưng tụ trên trán Phượng Hoàng Thiên Nữ. Khiến nàng trở nên vô cùng thần thánh, chân thần chúa tể hoàn vũ. Phượng Hoàng Thiên Nữ trở nên vô cùng thánh khiết,
thanh âm uy nghiêm. Phong Phi Vân, quay đầu là bờ, tiêu diệt ma chướng trong lòng, nếu không ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Lời nói như thốt ra từ phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu, tạo áo lực sâu tận hồn người, chúng sinh đều phải quỳ lại dưới chân Phượng Hoàng thiên nữ. Vù 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 vù. Một luồng kiếm quang bay ra, đường cong quái dị đột nhiên đâm vào trán Phượng Hoàng thiên nữ. Đây là khú kiếm gãy tà dị yêu tính, tỏa ra hơi thở thái cổ hung binh, trấn áp ảo ảnh phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu trên trán Phượng Hoàng thiên nữ. Yêu Hoàng kiếm, một trong 10 hung binh thái cổ. Nghe đồn từng có mấy nữ thánh linh bị thanh hung kiếm này trấn áp. Vào thời kỳ thái cổ yêu hoàng kiếm từng bị địa hoàng đại thánh đành gãy thành 3 khúc, đây là một trong số đó. Yêu hoàng kiếm cắm vào trán Phượng Hoàng thiên nữ, tỏa ánh sáng yêu diễm. Trán Phượng Hoàng thiên nữ phát ra thanh âm uy nghiêm. Yêu hoàng kiếm. Đó là ý chí Phượng Hoàng yêu hậu phát ra, đẩy yêu hoàng kiếm ra ngoài một tấc. Bàn tay Phong Phi Vân toát ra khí thánh linh vô tận ấn yêu hoàng kiếm. Ánh mắt tà ác lạnh lùng nói. Phượng Hoàng yêu hậu thì sao? Bổn tọa trấn áp luôn ngươi. Ý chí Phượng Hoàng yêu hậu kiên quyết nói. Chỉ là một thanh kiếm gãy, dù mạnh hơn gấp 10 lần bổn hậu cũng không sợ. Linh hồn Phượng Hoàng thiên nữ cũng rất mạnh, cả hai đứng trên trán cùng công kích yêu hoàng kiếm. Nhưng khiến các nàng giật mình là yêu hoàng kiếm hấp thu lực lượng của Phượng Hoàng thiên nữ, phi tiên yêu hậu. Ong 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 ong. Ánh sáng yêu hoàng kiếm càng lúc càng yêu dị, lực lượng mạnh mẽ hơn. Trong thân kiếm dường như có linh hồn cổ xưa thức tỉnh. Trong đầu Phong Phi Vân vang lên thanh âm già nua. Lực lượng của bọn họ rất ngon, hút khô, linh hồn của bọn họ, khiến các nàng trở thành nữ phó hầu hạ ngươi. Phong Phi Vân hỏi, ngươi là ai? Địa hoàng đại thánh cho rằng đã hoàn toàn giết ta, nhưng không ngờ ta thoát một kiếp. Giờ đây ta trở lại. Sinh linh trên trời dưới đất đều phải thần phục dưới chân ta. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi là hoàng xà hay khí linh của yêu hoàng kiếm? Đều như nhau, ta cần lực lượng, linh hồn của bọn họ, ta muốn hoàn toàn thức tỉnh. Yêu hoàng kiếm rung bần bật, từng vần tà văn di chuyển nhanh trên thân kiếm, khí thế mạnh mẽ hơn. Lực lượng của Phượng Hoàng yêu hậu, Phượng Hoàng thiên nữ bị hấp thu vào thân kiếm, yêu hoàng kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vui vẻ. Các ức vạn giảm. Đại lục tiên giới. Trong một phế tích cổ xưa, cung ngõa san sát, tế đài như núi, đột nhiên đất đai rung rinh nứt ra cái khe to dài mây vạn dặm, như mặt đất há to mồm. Một tia sáng bay ra khỏi khe nứt. Tia sáng bao bọc một cơ chú kiếm gãy xuyên qua đất đai mênh mông bay hướng thiên môn chi đài. Đây là khúc yêu hoàng kiếm bị phong ấn ở tiểu linh tiên giới thời kỳ thái cổ. Bởi vì phong ấn buông lỏng. Nó cảm nhận khí linh yêu hoàng kiếm kêu gọi nên phá phong ấn bay ra. Rất nhanh khúc yêu hoàng kiếm bay vào diệt diễm sơn. Bùm! Hai khúc yêu hoàng kiếm va chạm nối dài 3 thước 2 tấc, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Yêu hoàng kiếm đâm sâu vào trán Phượng Hoàng thiên nữ thêm một phân. Yêu khí từ yêu hoàng kiếm cực kỳ bá đạo lại chứa lực lượng nô dịch linh hồn, bao bọc thân hình Phượng Hoàng thiên nữ. Giống như hung ma cường đại đang chà đạp thiếu nữ yếu đuối. Yêu hoàng kiếm ghép lại, xem ra tà linh trong thân kiếm đã thức tỉnh. Một thái cổ hung binh sắp xuất thế lần nữa. Phượng Hoàng yêu hậu chỉ có một phần lực lượng nhưng vẫn rất đáng sợ, nàng tụ tập toàn bộ lực lượng lại đâm vào thân yêu hoàng kiếm, đẩy yêu hoàng kiếm bay về. Bùm! Yêu hoàng kiếm bị lực lượng Phượng Hoàng yêu hậu trùng kích bay ra khỏi trán Phượng Hoàng thiên nữ đâm vào trái tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác hai lực lượng cường đại không gì sánh bằng tranh đấu trong người. Một đến từ yêu hoàng kiếm, một của Phượng Hoàng yêu hậu. Lực lượng của Phượng Hoàng yêu hậu cường đại đến nỗi lao vào thân yêu hoàng kiếm, muốn tiêu diệt kiếm linh mới sinh. Phong Phi Vân cảm giác ma tính, yêu tính trong thân thể liên tục chảy vào yêu hoàng kiếm, bị kiếm linh hấp thu, lớn mạnh lực lượng kiếm linh. Khi ma tính, yêu tính bị hấp thu tới trình độ nhất định thì mắt Phong Phi Vân dần trong sáng, lý tính và nhân tính dần trở về. Nguy hiểm quá! Bị thú tính phản phệ suýt rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, trở thành dục ma. May mắn yêu hoàng kiếm, Phượng Hoàng yêu hậu tranh chấp khiến yêu hoàng kiếm không ngừng hấp thu ma tính, yêu tính trong người khiến nhân tính của ta lại chiếm ưu thế. Cơ hội tốt, không chừng có thể mượn cơ hội này luyện ma tính, yêu tính vào yêu hoàng kiếm, từ nay ta không còn lo gì nữa. Phong Phi Vân nhắm mắt lại, lý trí, nhân tính đã trở về, bắt đầu chủ động tách rời ma tính và yêu tính. Ngưng tụ yêu ma tà thể lao vào yêu hoàng kiếm.
Yêu ma tà thể này hình thành từ ma tính và yêu tính trong người Phong Phi Vân, bộ dạng giống hắn y như đúc. Yêu ma tà thể cũng là Phong Phi Vân, nhưng nó chỉ có cực độ tà tính và ma tính. Yêu ma tà thể do tất cả cảm xúc mặt trái trong người Phong Phi Vân hình thành. Yêu ma tà thể lao vào yêu hoàng kiếm, phượng hoàng yêu hậu và một con rắn vàng đang đại chiến, đánh nhau trời long đất lở trong thế giới thân kiếm, chiến đấu đẳng cấp thánh linh. Nhưng phượng hoàng yêu hậu chỉ có một phần lực lượng, lúc chiến đấu lực lượng liên tục sói mòn, càng lúc càng yếu đi. Hoàng xà kiếm linh mới thức tỉnh, trạng thái không ổn định, toàn dựa vào ma tính và yêu tính của Phong Phi Vân kéo dài. Khi Phong Phi Vân ngưng tụ yêu ma tà thể thì hoàng xà kiếm linh không thể hút đi lực lượng, bị sói mòn sức mạnh mau còn hơn phượng hoàng yêu hậu. Yêu ma tà thể không vội tấn công, đứng phía xa xem. Mãi khi phượng hoàng yêu hậu, hoàng xà kiếm linh càng lúc càng yếu ớt, sắp lưỡng bại câu thương. Yêu ma tà thể hành động, yêu ma tà thể như thần ma giáng lâm, một chưởng đánh hoàng xà kiếm linh lăn lông lốc dưới đất. Hoàng xà kiếm linh gào thét. Tiểu bối, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi rồi sao? Mắt yêu ma tà thể lạnh băng bóp đầu hoàng xà kiếm linh, xé nó ra hai khúc, cưỡng ép luyện hóa nó. Yêu ma tà thể luyện hóa hoàng xà kiếm linh xong càng tà khí hơn, bá đạo mà cuồng dã, lực lượng tăng nhiều. Yêu ma tà thể nhìn hướng phượng hoàng yêu hậu, cười khùng khục. Phi tiên phượng hoàng yêu hậu, nàng thập hục bổn tọa hay chống cự. Phượng hoàng yêu hậu chiến đấu với hoàng xà kiếm linh đã tiêu hao gần hết lực lượng, hiện tại nàng rất yếu ớt, nhưng ý chí thánh linh mạnh mẽ vẫn còn. Phượng hoàng yêu hậu hừ lạnh một tiếng. Ngươi nàng yêu ma tà thể tách ra từ Phong Phi Vân, ngươi cảm thấy bây giờ có thể ra khỏi yêu hoàng kiếm sao? Yêu ma tà thể nói. Ta chính là Phong Phi Vân. Ta muốn ra ngoài không ai ngăn cản được. Yêu ma tà thể vốn là một phần ý chí của Phong Phi Vân nên không khác gì hắn. Yêu ma tà thể như phân thân, linh hồn của Phong Phi Vân nhưng là thể tập hợp yêu tính và ma tính. Tựa như một số thánh linh cường đại trong lòng xuất hiện ý niệm tà ác, thánh linh sẽ tách ý niệm đó ra, tự động ngưng tụ tà thân độc lập. Một ý niệm của thánh linh ngưng tụ thành phân thân siêu cường đại. Phượng Hoàng yêu hậu khinh thường nói. Bây giờ ngươi chỉ là hợp thể hai tính cách bị bản tôn tách ra. Không, không thể nào. Yêu ma tà thể bay lên, muốn ra khỏi yêu hoàng kiếm. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên đài đá, tóc đen bay bay, đôi mắt đỏ đã biến mất, thay vào đó là màu đen trong suốt. Khí chất Phong Phi Vân tiên phong đạo cốt, như kiếm tiên anh tư hiên ngang ngồi trên thần đài luyện kiếm. Hai tay Phong Phi Vân nâng ba tam vị chân hỏa lô, đang luyện chế yêu hoàng kiếm. Đột nhiên yêu hoàng kiếm rung bần bật, yêu ma tà thể sắp bay ra khỏi thân kiếm. Trở về đi, từ nay ngươi là kiếm linh của yêu hoàng kiếm. Trán Phong Phi Vân bắn ra Phật quang màu vàng đẩy yêu ma tà thể trở về thân kiếm. Yêu ma tà thể hét to. Bản tôn, ngươi quá đáng, chém bản thân. Yêu hoàng kiếm rền rỉ trong lửa. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Mỗi người vào lúc nào đó sẽ tà niệm, ác niệm, sát niệm. Trong thân thể có tà niệm thì chém tà niệm, có ác niệm thì chém ác niệm, có sát niệm thì chém sát niệm, đây là quá trình tu đạo. Cái gì là tu đạo? Tu nhân tâm, nhân tính, nhân pháp, nhân đạo. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói đúng, trên đời này không tồn tại tự do tuyệt đối. Một khi tự do tuyệt đối thì cách diệt vong không xa. Yêu ma tà thể uy hiếp. Ngươi nghĩ sau khi tách ta ra thì ngươi không có tà niệm, không có ác niệm, không có sát niệm nữa sao? Phong Phi Vân cười to bảo. Đùa, ta không phải Phật Đà, sao có thể tứ đại giai không? Trước kia yêu tính và ma tính luôn bị ta ức chế, giấu sâu trong thân thể. Bây giờ tách người ra là để ta trở về bản tính. Kẻ đáng giết vẫn sẽ giết, khi nên ác thì sẽ ác. Nên lấy vợ đương nhiên phải cưới một cặp. Những chuyện này không cần ngươi lo, bản tôn của ngươi rất giỏi hưởng thụ cuộc sống. Yêu ma tà thể gào thét. Growl, đáng ghét. Yêu ma tà thể lại va đụng nhưng bị Phong Phi Vân đánh về. Yêu ma tà thể gầm giống trong yêu hoàng kiếm. Bản tôn, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi muốn làm thánh nhân phải xem ta có đồng ý không, ngươi nghĩ tách ta ra là có thể chặt đứt nhân quả giữa chúng ta sao? Đừng mộng hão huyền. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi muốn sao? Yêu ma tà thể cuồng cười. Ta khiến ngươi tăng thêm một đoạn nhân quả, cho ngươi biết sự đáng sợ của yêu hoàng kiếm. Một ý chí phượng hoàng yêu hậu còn trong kiếm, bây giờ ta sẽ chân áp, nô dịch nàng rồi luyện hóa.
bản tôn Phượng Hoàng yêu hậu sẽ bị ảnh hưởng, sớm muộn gì tới tìm ngươi. Ha 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 ha, một thánh linh Phượng Hoàng, ta chờ xem ngươi ứng đối thế nào. Trong thân kiếm truyền ra thanh âm kỳ lạ của Phượng Hoàng yêu hậu. Phượng Hoàng thiên nữ bước tới gần, Phong Phi Vân sợ nàng nghe thanh âm kỳ lạ trong thân kiếm vội ném yêu hoàng kiếm vào tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân nhíu mày thầm nghĩ. Lần này hỏng rồi, bản thân yêu hoàng kiếm là hung binh luyện hóa ý chí, linh hồn tu sĩ. Giờ yêu ma tà thể trở thành khí linh của yêu hoàng kiếm, ta thành chủ nhân yêu hoàng kiếm. Nhưng khí linh nô lệ ý chí của Phượng Hoàng yêu hậu, đoạn nhân quả này sẽ rời vào người ta và Phượng Hoàng yêu hậu. Ta làm sao chịu nổi cơn giận của thánh linh đây? Ý chí trong yêu hoàng kiếm tuy chỉ là một lũ của Phượng Hoàng yêu hậu nhưng yêu hoàng kiếm cường đại chắc chắn sẽ ảnh hưởng bản tôn. Tu vi bản tôn Phượng Hoàng yêu hậu cường đại, sẽ không bị yêu hoàng kiếm nô dịch nhưng chắc chắn bị ảnh hưởng, gieo nhân quả. Nay Phong Phi Vân là chủ nhân của yêu hoàng kiếm, nhân quả sẽ rời vào người hắn. Với tu vi của Phượng Hoàng yêu hậu muốn giết Phong Phi Vân dễ như trở bàn tay. Tại sao nói Phong Phi Vân trở thành chủ nhân của yêu hoàng kiếm? Yêu hoàng kiếm không thể nhận chủ, chỉ có một cách duy nhất trở thành chủ nhân của yêu hoàng kiếm, đó là rót ý niệm của mình vào thân kiếm, luyện hóa ý niệm đó thành khí linh. Năm xưa hoàng xà tách một linh hồn ra phong ấn vào yêu hoàng kiếm, trở thành khí linh của yêu hoàng kiếm, hoàng xà thành chủ nhân yêu hoàng kiếm. Lúc trước Phong Phi Vân hỏi nó là hoàng xà hay khí linh của yêu hoàng kiếm. Nó trả lời là như nhau. Khí linh yêu hoàng kiếm thuộc một phần bản tôn, chỉ có như thế mới phát huy lực lượng mạnh nhất của hung binh thái cổ. Vết thương trên trán Phượng Hoàng thiên nữ đã khép lại, da trắng nõn, mắt sáng trong. Phượng Hoàng thiên nữ nhìn Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới đất, thấy đôi mắt hắn trong suốt thì biết đã phục hồi nhân tính, kiểm soát thân thể. Phượng Hoàng thiên nữ hỏi. Ngươi luyện hóa yêu tính và ma tính vào yêu hoàng kiếm. Tình huống của Phượng Hoàng thiên nữ lại khác. Nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của nàng là lạ, kính sợ nhìn Phong Phi Vân, nhức thú cưng nhìn chủ nhân, tiểu thiếp thấy phu quân. Lúc trước Phượng Hoàng thiên nữ bị yêu hoàng kiếm đâm xuyên trán, mặc dù có Phượng Hoàng yêu hậu ngăn cản nhưng vẫn bị yêu hoàng kiếm ảnh hưởng. Phượng Hoàng thiên nữ toàn nhờ vào ý chí cường đại chống đỡ, nếu không vừa thấy Phong Phi Vân là nàng sẽ quỳ xuống hành lễ. Hai đoạn kiếm gãy hợp thành một sinh ra khí linh, phục hồi một phần ba lực lượng hung binh thái cổ. Lực lượng yêu hoàng kiếm bây giờ siêu cường đại, dù chỉ bị kiếm cắt rách ra cũng sẽ bị yêu hoàng kiếm nô dịch, thành nô bộc của kiếm chủ. Đây là áp lực từ linh hồn, ý chí. Phong Phi Vân nhìn Phượng Hoàng thiên nữ chằm chằm, nhìn ra được yêu hoàng kiếm ảnh hưởng nàng. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Chờ ta hoàn toàn luyện hóa yêu ma tà thể thành khí linh sẽ giúp nàng trừ bỏ liên kết thân thể với yêu hoàng kiếm. Đa tạ. Nhưng ta muốn dựa vào ý chí bản thân luyện hóa yêu hoàng kiếm ảnh hưởng mình, tôi luyện linh hồn và ý chí. Nếu thành công thì đạo tâm của ta sẽ tiến bước dài, rất có thể lĩnh ngộ ra đạo thánh linh thuộc về mình. Lòng Phượng Hoàng thiên nữ cao ngất, ý chí kiên định, nàng muốn đấu tranh với lực lượng yêu hoàng kiếm, tôi luyện ý chí tinh thần của mình. Phong Phi Vân hỏi, nếu thất bại thì sao? Dù ta là chủ nhân của yêu hoàng kiếm nhưng chưa chắc sẽ kéo nàng về được. Phong Phi Vân bổ sung thêm. Ta muốn làm bằng hữu của nàng hơn là chủ tớ. Lúc trước Phong Phi Vân tẩu hỏa nhập ma, thú tính cưỡng chế nhân tính, nếu không nhờ Phượng Hoàng thiên nữ cả kịp lúc thì hiện tại hắn đã vạn kiếp bất phục. Phong Phi Vân rất có hảo cảm với Phượng Hoàng thiên nữ, muốn làm chi kỷ ngang hàng với nàng. Nếu Phượng Hoàng thiên nữ bị yêu hoàng kiếm nô dịch tinh thần ý chí, trở thành nữ nô của Phong Phi Vân thì hắn sẽ tự trách, chán ghét mình. Phượng Hoàng thiên nữ nói. Nếu ta không thể áp chế yêu hoàng kiếm nô dịch ý chí tinh thần nghĩa là ý chí của ta không đủ mạnh, không có tư cách trùng kích nhân tổ động thiên. Phong Phi Vân, ngươi cho ta liều một lần đi, thành thì lập, thua thì chết, làm nữ phó của ngươi, dù là kiếp trước hay kiếp này ta đều nguyện ý. Phượng Hoàng thiên nữ không nói câu sau cùng, chỉ thầm nhủ trong lòng, chứa chút ai oán. Phong Phi Vân nói, được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Đối với nàng đây đúng là cuộc rèn luyện khó khăn, nếu nàng có thể luyện hóa lực lượng yêu hoàng kiếm thì ý chí tinh thần đủ thành thánh, ta tin tưởng nàng. Phượng Hoàng thiên nữ nói, tu vi của ngươi tiến bộ, trong thân thể có 81 đạo tác thánh linh. Phong Phi Vân cười nói, tách yêu ma tà thể ra khỏi người, không còn bị các loại tạp niệm ảnh hưởng, trở về bản tính,
cả người nhẹ bỗng thế là đột nhiên ngộ đạo, mới tu luyện ra 81 đạo tắc thánh linh. Ta còn tưởng có thể trực tiếp đến vũ hóa đệ bát trọng, ha ha. Không có yêu tính và ma tính uy hiếp, Phong Phi Vân nhẹ nhàng thoải mái chưa từng có, nhiều băn khoăn bị gác sang bên. Thế là đã rất lợi hại, trạng thái của ngươi bây giờ hơn trước gấp 10 lần, tương lai tốc độ ngộ đạo sẽ càng mau hơn. Rất nhanh ngươi sẽ đến cảnh giới vũ hóa đệ bát trọng. Thôi ta không quấy rầy ngươi luyện hóa yêu hoàng kiếm, ta cũng cần luyện kiếm ý yêu hoàng kiếm để lại trong người, chúng ta mỗi người một con đường riêng. Tóc dài Phượng Hoàng Thiên Nữ bay bay lên, nàng bay đến đỉnh núi hoang. Phượng Hoàng Thiên Nữ thở hắt ra, mới rồi ở trước mặt Phong Phi Vân gây ra áp lực quá lớn, nàng suýt quỳ xuống. Đó là áp lực tinh thần mạnh mẽ, như người bình thường gặp thần linh, Phật đồ thấy Phật tổ, nô lệ nhìn chủ nhân. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nữ vượt qua ải này đã là giỏi, nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, người không nhúc nhích. Phong Phi Vân không biết hắn chỉ ngồi yên đã gây ra áp lực lớn cho Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn không để bụng chuyện này. Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm ra khỏi tam vị chân hỏa lô, thần niệm thăm dò vào thân kiếm. Ý chí Phượng Hoàng yêu hậu đã bị yêu ma tà thể hấp thu luyện hóa, yêu ma tà thể càng cường đại hơn. Mặc dù yêu ma tà thể mạnh nhưng bị bản tôn khống chế. Phong Phi Vân chỉ mất 3 ngày đã hoàn toàn luyện hóa yêu hoàng kiếm, bây giờ yêu ma tà thể không thể chống lại ý chí của hắn. Phong Phi Vân đứng trên bệ đá, tay cầm yêu hoàng kiếm. Trong thiên địa gió nổi mây phun, ước vạn tia chớp đan sen. Một trong 10 hung binh thái cổ, yêu hoàng kiếm. Một bóng kiếm to lớn hiện ra trên bầu trời, mãnh thú trong diệt diễm sơn cảm nhận kiếm khí đậm đặc. Chúng nó trở nên táo bạo, ngửa đầu hú dài. Xẹt 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 xẹt. Phong Phi Vân vung kiếm, luồng kiếm khí bay ra, lao ra khỏi núi hoang, cách vạn dặm chặt đầu con mãnh thú bán thánh bát trọng, máu phun ngàn dặm. Đây là lực lượng của yêu hoàng kiếm. Nó không đơn giản là nô dịch linh hồn người, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Phong Phi Vân rất vừa lòng. Kiếm khí thật mạnh. Phong Phi Vân cất yêu hoàng kiếm vào người, lại bay đến dòng sông thiên địa. Phong Phi Vân thả linh thú chiến hồn ra, hấp thu tinh hoa hỏa khí. Phong Phi Vân lại mất 2 ngày, 1 vạn linh thú chiến hồn đều đến bán thánh cảnh, ngưng tụ ra linh thú chiến thể. Mỗi con linh thú chiến thể hùng vĩ to lớn, gầm giống với trời. Mãnh thú trong diệt diễm sơn sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Vạn thú chiến thể, đại thừa. Phong Phi Vân thu 1 vạn linh thú chiến thể vào người, khí thế không ngừng tăng vọt. Mỗi khối xương, mỗi miếng thịt khắc dấu thú văn, hình dạng như rồng, như voi, như kim ngê, như mãnh sư. Cơ thể Phong Phi Vân lột xác kinh thiên, không chỉ tăng mạnh lực lượng, đây là loại biến chất. Từ 5.400 đến 1 vạn, không đơn giản là tăng gấp đôi sức mạnh. Hiện giờ Phong Phi Vân vạn thú chiến thể đại thừa, thể chất tăng lên, thân hình cô đọng, rèn luyện thịt xương. Nếu tách xương Phong Phi Vân ra sẽ thấy trên khúc xương tràn đầy thú ấn, tế bà trong thịt ngưng tụ các loại hình thú khác hao. Bùm 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 bùm. Vạn thú chiến thể đại thừa dẫn phát bất tử phượng hoàng thân tăng lên, số lượng phượng cốt tăng dần. 1 khối xương phượng, 2 khối, 10 khối, 11, 12 khối. Xương cốt trong người Phong Phi Vân lột xác với tốc độ kinh người, không ngừng có xương hóa thành phượng cốt thú ấn. 30 khối, 40 khối, 100 khối, 10 pê thú ngắn ngủi, phượng cốt trong người Phong Phi Vân tăng lên 131 khối, tổng cộng là 356 khối, hình thành một tòa phượng cốt chu thiên, nối thành tinh đồ trong người Phong Phi Vân. Lực lượng cường đại khuếch tán ra ngoài, hù sợ các mãnh thú nộ Phật kim vượn, bách túc hỏa ô. Phong Phi Vân thu lại khí thế, lơ lửng trên bầu trời, dã tính và thú tính biến mất hết. Phong Phi Vân trở nên nhẹ nhàng như trích tiên đẹp trai trẻ trung. Đây là cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, hoàn toàn khống chế khí thế trên người, sẽ không vì vạn thú chiến thể đại thừa mà trở nên cuồng bạo, sẽ không vì lực lượng tiến bộ mà tâm tình bất ổn. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói, trong người ta có 1.081 đạo tắc thánh linh, rốt cuộc xem như vũ hóa đệ bát trọng hay cửu trọng. Chắc vẫn tính là vũ hóa đệ thất trọng. Vũ hóa đệ thất trọng, trong người có từ 1 đến 99 đạo tắc thánh linh. Vũ hóa đệ bát trọng, trong người có từ 100 đến 1 vạn đạo tắc thánh linh. Vũ hóa đệ cửu trọng, đan điền kết thai, ngưng tụ đạo thai, hơn 1 vạn đạo tắc thánh linh. Hiện giờ đạo thánh linh trong người Phong Phi Vân đã vượt qua bán thánh vũ hóa đệ bát trọng, về mặt lý luận xem như vũ hóa đệ cửu trọng.
nhưng trong người Phong Phi Vân chưa cô đọng đạo thai, nên không tính là vũ hóa đệ cửu trọng. Hơn nữa Phong Phi Vân tự mình tu luyện ra đạo tắc thánh linh mới có 81 đạo tắc thánh linh, 10000 đạo tắc thánh linh khác là của linh thú chiến thể, nên vẫn xem như là vũ hóa đệ thất trọng. Tức là bây giờ Phong Phi Vân có tu vi vũ hóa đệ thất trọng nhưng lực lượng thì vượt qua vũ hóa đệ bát trọng. Thể chất đến đỉnh đẳng cấp truyền kỳ, nếu có thể tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa hay vạn thú hoàng chiến thể đại thừa thì sẽ xếp vào hàng thiên tài đẳng cấp thần thoại. Tuy nhiên ta chưa vội tăng cao lực lượng, nên tập trung vào tham ngộ đạo tắc thánh linh. Nếu cảnh giới không theo kịp sẽ lại bị tâm ma xâm nhập. Vạn thú chiến thể đại thừa, ý chỉ vạn thú ngưng tụ linh thú chiến hồn, tất cả đến cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng. Vạn thú hoàng chiến thể đại thừa, ý chí vạn thú ngưng tụ đạo thai, toàn bộ đến cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng. Vạn thú thánh chiến thể đại thừa, ý chỉ vạn thú đều thành thánh. Từ xưa đến nay hiếm có sinh linh nào tu luyện đến vạn thú chiến thể đại thừa, lại hiếm hoi có mấy thánh linh tu luyện đến cảnh giới vạn thú hoàng chiến thể. Vạn thú thánh chiến thể chỉ là truyền thuyết. Hiện nay Phong Phi Vân tu vi tuyệt đỉnh, lực lượng mạnh mẽ, nhưng còn kém xa mới đến ngưỡng vô địch dưới thánh linh. Thiên hạ to lớn, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Người có kỳ ngộ, người ta cũng có. Người tu luyện vạn thú chiến thể, người ta cũng có thể tu luyện công pháp luyện thể cường đại khác. Ví dụ vạn kiếp bất tử công do Bạch Chu Thánh Tổ sáng tạo ngang ngửa với vạn thú chiến thể, bất tử phượng hoàng thân. Đương nhiên trên đời này có công pháp luyện thể mạnh hơn cả vạn thú chiến thể, vạn kiếp bất tử công, ví dụ Địa Hoàng Đại Thánh sáng tạo Địa Hoàng Kim Thân Kinh. Đồn rằng tu luyện Địa Hoàng Kim Thân Kinh đến đại thừa có thể thân thể thành thánh, chỉ một điểm này đã vượt qua vạn thú chiến thể, vạn kiếp bất tử công, bất tử phượng hoàng thân. Bởi vì dù ngươi tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa cũng không thể thành thánh. Hiện nay Phong Phi Vân rất mạnh nhưng có nhiều người càng mạnh hơn hắn. Ví dụ Tiên Hư Động Chủ cao thâm khó dò, hiện tại Phong Phi Vân không đấu lại nàng. Tham ngộ đạo tắc thánh linh, nâng cao cảnh giới mới là đường ngay. Phong Phi Vân thi triển đại thần thông, trực tiếp lấy nguyên dòng sông thiên địa. Tinh hoa hỏa khí trong dòng sông thiên địa tích lũy từ thái cổ đến bây giờ không biết nhiều cỡ mấy ức phương. Đây là tài phú khổng lồ, cung cấp tài nguyên cho Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Khi Phong Phi Vân lấy đi một dòng sông thiên địa vô tình có thu hoạch khác. Dưới đáy sông Phong Phi Vân tìm thấy 7 tam vị chân hỏa lô, chúng nó dìm dưới đất bùn dày. Khi nào rút sạch tinh hoa hỏa khí thì mới lộ ra tam vị chân hỏa lô, như 7 chấn hà bá đỉnh. Không phải một mà là 7. 5 tam vị chân hỏa lô là Phong Phi Vân tìm ra. 2 tam vị chân hỏa lô khác bị Phượng Hoàng Thiên Nữ lấy đi. Hiện giờ Phong Phi Vân có 8 tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, sau khi vạn thú chiến thể đại thừa hắn giết luôn nộ Phật Kim Vượn. Trong một ngày Phong Phi Vân quét mấy chục mãnh thú cường đại, đánh đám mãnh thú Diệt Diễm Sơn sợ teo tim. Một mình Phong Phi Vân đi sâu vào Diệt Diễm Sơn, hắn muốn tìm lượng kiếp chuyển thế cổ dược. Nhưng Phong Phi Vân tìm 7 ngày không được gì. Diệt Diễm Sơn quá lớn. Phong Phi Vân tay trắng trở về, mang theo Phượng Hoàng Thiên Nữ, Mao Ô Quy, Mao Thành Thật ra khỏi Diệt Diễm Sơn. Thanh Loan Thánh Nữ, Tiểu Phượng Hoàng, Huyết Giao chờ bên ngoài. Một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ trên trời giáng xuống, Phong Phi Vân bay xuống trước. Các ngươi 3 tháng chưa ra làm Thanh Loan sốt ruột muốn chết. Chúng ta ở bên ngoài nghe tiếng mãnh thú khủng bố kêu to, toàn là đẳng cấp chuẩn thánh. Các ngươi có gặp phải chúng nó không? Thanh Loan Thánh Nữ đi qua sửa sang vạt áo cho Phong Phi Vân phong trần mệt mỏi. Nhưng khi Thanh Loan Thánh Nữ nhìn quần áo trên người Phong Phi Vân là ảo thuật biến ra thì mặt đen thui, nàng liếc Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng mặc huyền y, lòng bực tức. Thanh Loan Thánh Nữ xù lông như gà mái nhỏ. Thanh Loan Thánh Nữ dậm chân. Ta biết ngay xảy ra chuyện mà, biết ngay mà. Các ngươi làm ta tức chết. Phong Phi Vân vội lấy một Phật châu màu vàng to cỡ nắm tay ra, cười nịnh. Đây là căn nguyên Phật châu đào ra từ người nộ Phật Kim Vượn, nếu nàng luyện hóa nó hoàn toàn có thể đỡ khổ tu 8.000 năm. Quả nhiên Thanh Loan Thánh Nữ bị Phật châu hấp dẫn chú ý, nữ nhân có ai không thích thứ rực rỡ ánh sáng. Huống chi là vị hôn phu tặng cho mình. Thanh Loan Thánh Nữ nhận lấy Phật châu, cảm giác nặng trịch. Trên Phật châu có nhiều hoa văn đạo tắc thánh linh. Thanh Loan Thánh Nữ bị mấy hoa văn hấp dẫn, không truy cứu tại sao Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ không mặc áo. Thanh Loan Thánh Nữ không thể mắng là, đôi cẩu nam nữ.
Thanh Loan thánh nữ trợn to mắt nói. Nghe đồn nộ Phật Kim Vượn trưởng thành lực lượng có thể khiêu chiến với thánh linh, Vân Ca làm sao đánh chết nó. Thanh Loan thánh nữ vóc dáng cao kiều, không thấp hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, nàng không cần ngước đầu mới thấy mắt hắn. Phong Phi Vân vỗ nhẹ vai Thanh Loan thánh nữ, cười nói. Thanh Loan muội muội, ta giết con kia chưa trưởng thành. Thanh Loan thánh nữ là tôn nữ của Lưu Gia Gia, Phong Phi Vân kêu nàng là muội muội không có gì đáng trách. À, hai tay Thanh Loan thánh nữ ôm chặt Phật Châu, lòng lâng lâng, nheo mắt. Thanh Loan thánh nữ nói. Vậy viên Phật Châu này là xính lễ của Vân Ca. Phong Phi Vân biết tính cách Thanh Loan thánh nữ đanh đá, nói thẳng tính, sẽ không lòng vòng. Phong Phi Vân ho khan. Nàng là Thanh Loan thánh nữ, chuyện thành thân không phải trò đùa. Hơn nữa với thân phận của nàng không thể tùy tiện đưa xính lễ, Phật Châu. Hơi nghèo. Thanh Loan thánh nữ lao qua ôm chặt eo hổ, khuôn mặt dán sát ngực Phong Phi Vân, rụi rụi. Không nghèo, rất quý trọng, đời ta chỉ gả cho Vân Ca. Phong Phi Vân liếc hướng Phượng Hoàng Thiên Nữ, ánh mắt cầu cứu. Phượng Hoàng Thiên Nữ phớt lờ Phong Phi Vân cầu cứu, nàng nắm tay tiểu Phượng Hoàng. Đã hơn 3 tháng, qua một ư nả thời gian vương giả luận đạo. Phải chạy đi di tích Thái Cổ ngay. Xin từ biệt tại đây, hẹn gặp lại ở di tích Thái Cổ. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói xong cùng tiểu Phượng Hoàng biến thành Phượng Hoàng, dương cánh bay đi trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Phong Phi Vân cười cay đắng. Thật không nghĩa khí. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ khuất xa, thở dài, tay nhẹ vuốt mái tóc Thanh Loan Thánh Nữ. Phong Phi Vân dịu dàng nói. Hôn nhân dại sự liên quan cả đời, không thể đùa. Trước khi thành thân ta không muốn có quan hệ thân thiết với thê tử tương lai. Ta thích, yêu trên tinh thần hơn. Thanh Loan thánh nữ lẩm bẩm. Thật không? Phong Phi Vân kiềm chặt hai vai Thanh Loan thánh nữ. Quan trọng là, ta không thích nữ hài tử quá chủ động. Ánh mắt Phong Phi Vân chân thành nhìn kỹ từng sợi lông mi của Thanh Loan thánh nữ, nói. Nền móng tình cảm của chúng ta quá mỏng manh, không thể thành thân chỉ vì đính hôn. Nàng chịu bồi dưỡng tình cảm trước không? Thanh Loan thánh nữ đẩy hai tay Phong Phi Vân ra. Tại sao không thể sinh con trước? Thanh Loan thánh nữ lạnh lùng nói. Dì nói với ta chỉ có nữ nhân mang thai mới nắm giữ quyền chủ động, nam nhân không muốn làm ngươi mang thai tức là không muốn thành thân với ngươi. Phong Phi Vân đi ra ngoài diệt diễm sơn chợt khựng bước. Mẫu thân của ta có nói lời này sao? Phong Phi Vân suýt bị lời Thanh Loan thánh nữ làm mắc nghẹt. Mao Ô Quy cười phụ họa. Không chừng lúc trước mẫu thân của ngươi dùng cách này cướp phụ thân ngươi từ tay Thanh Liên nữ thánh. Phong Phi Vân phải công nhận khả năng này rất lớn. Vương giả luận đạo chỉ có thời hạn nửa năm, bây giờ đã qua hơn một nửa thời gian quy định, đã có nhị yêu người đến di tích Thái Cổ. Phong Phi Vân nắm chặt thời gian tăng tốc chạy đi trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Bởi vì Mao Ô Quy nói Thiên Môn Chi Đài có nhiều nguy hiểm, sơ sẩy một cái là Thánh Linh cũng sẽ lật thuyền trong mương. Tuy Phong Phi Vân vạn thú chiến thể đại thừa nhưng so với thánh linh thì còn kém xa lắc, nên hắn không dám sử dụng thanh đồng cổ thuyền. Bởi vì thanh đồng cổ thuyền mục tiêu quá lớn, dễ dàng trở thành bia sống của sinh linh cường đại. Dọc đường đi đoàn người chọn đường nhỏ vắng giấu chân người, né tránh nhiều bí cảnh nguy hiểm, gặp một số mãnh thú. Một tay Thanh Loan thánh nữ giết hết. Phong Phi Vân ngồi trên lưng huyết dao, tập trung tham ngộ đạo tắc thánh linh trong lỗ tai đất. Phong Phi Vân mất hơn 1 tháng mới lĩnh ngộ được một đạo tắc thánh linh, trong người có 82 đạo tắc thánh linh. Thanh Loan thánh nữ được căn nguyên Phật Châu của nộ Phật Kim Vượn, tu vi tiến bộ rất nhanh. 6 ngày trước Thanh Loan thánh nữ cô đọng ra đạo tắc thánh linh thứ nhất, thăng cấp vũ hóa đệ thất trọng. Đám người Phong Phi Vân ngày càng tới gần di tích Thái Cổ trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Từ xa có các hơi thở cổ xưa ập vào mặt, trong đất cát có dấu vết Thái Cổ nhưng đã biến thành hóa thạch. Mao Ô Quy tìm đến một vách đá, trên vách đá tỏa thánh khí, chữ khắc huyền dị. Có thể thấy một bóng người khảm vào tảng đá, dán tai vào đá có thể nghe tiếng thánh nhân giảng đạo. Mao Ô Quy khẽ thở dài. Nơi này có hóa thạch hình thành từ xương thánh linh, tiếc rằng mới đây bị người đào đi, không biết là ai may mắn như vậy. Phong Phi Vân, Thanh Loan thánh nữ lạy vách đá, tiếp tục xuất phát đi trung tâm di tích Thái Cổ. Lúc hoàng hôn Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi rậm rạp tùm nhìn phương xa, thấy trên bầu trời nổi một cây cầu gãy, dài ngàn dặm, một nửa rơi trong không khí, một nửa ẩn vào tầng mây.
Trên cầu có nhiều ghế đá, cách quá xa nên không thấy rõ ràng. Thanh Loan Thánh Nữ nói. Chắc chỗ này là một phần của di tích thái cổ, không hiểu nổi những cao tầng nhân tộc tại sao chọn địa điểm vương giả luận đạo ở tiểu linh tiên giới. Thanh Loan Thánh Nữ đứng trên đỉnh núi, áo danh phất phới, chân thon dài, ngực căng tròn lộ ra hình ngọc bát trắng phao dưới lớp vải mỏng. Thấy Phong Phi Vân nhìn qua Thanh Loan Thánh Nữ còn cố ý ưỡn ngực, dụ dỗ hắn phạm tội. Mao Ô Quy nói, ta hơi hiểu, di tích thái cổ này không tầm thường, rất giống một chỗ trong truyền thuyết. Cao tầng nhân tộc đặt chỗ này làm nơi vương giả luận đạo không chừng vì muốn các vương giả thế hệ trẻ đến đây tìm cơ duyên lớn. Phong Phi Vân hỏi, là cơ duyên gì? Mao Ô Quy giơ vuốt. Hiện tại ta không dám chắc, chỉ có đến đó mới biết. Nhưng nó liên quan đến một vị tiên thánh nhân tộc, nhân vật rất oai. Rùa già làm người ta hồi hộp. Cây cầu gãy nhìn rất gần nhưng thật ra xa xôi. Đám người Phong Phi Vân đi một ngày một đêm mới đến bên dưới cầu gãy, có khá nhiều vương giả thế hệ trẻ tụ tập tại đây. Bọn họ giấu hơi thở, núp trong bóng tối. Có trốn dưới lòng đất, có hòa hợp vào cổ thụ. Nhưng bọn họ không lừa được linh giác của Phong Phi Vân. Sao bọn họ ẩn núp ở đây mà không vào di tích thái cổ? Phong Phi Vân rất tò mò, nhưng hắn không buộc bọn họ đi ra. Phong Phi Vân ôm lòng khó hiểu đi hướng cây cầu gãy, vì cầu gãy là con đường đi thông di tích thái cổ. Trong bóng tối, có nhỏ giọng nói. Hắn là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ nhân tộc, Phong Phi Vân. Các ngươi nói xem hắn có đánh lại cường giả thái cổ thánh yêu tộc kia được không? Một nữ nhân yêu tộc xinh đẹp khoảng 20 tuổi giấu mình trong nước nói. Thái cổ thánh yêu tộc tỏ rõ muốn chèn ép nhân tộc, tuy Phong Phi Vân rất mạnh nhưng sẽ bị bọn họ hợp sức chấn áp. Cơ thể nữ nhân chỉ to cỡ con kiến, nàng đứng trên mảnh lá cây cỏ nước, chỉ thần thức dao động. Nghe nói một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bị thái cổ thánh yêu tộc liên hợp giết chết, xác treo trên cây ngô đồng lớn, bị quạ mổ ăn. Bọn họ đang thị uy với nhân tộc. Thủy Nguyệt Thánh Nữ bị Bại Nguyệt Hoàng Tử đánh bị thương, suýt bị Bại Nguyệt Hoàng Tử bắt. May mắn có vương giả thế hệ trẻ nhân tộc khác cứu Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Bại Nguyệt Hoàng Tử đã tuyên bố là muốn thu Thủy Nguyệt Thánh Nữ làm âm đỉnh lô tu luyện, chuyện này không dễ bỏ qua. Nếu Thủy Nguyệt Thánh Nữ bị Bại Nguyệt Hoàng Tử bắt làm âm đỉnh lô, phá đạo thân thì nhân tộc mất hết mặt mũi, không thể trở thành thái cổ thánh tộc. À, các ngươi nhìn xem người đi bên cạnh Phong Phi Vân là ai? Thanh Loan Thánh Nữ. Địa vị Thanh Loan Thánh Nữ cao quý, là truyền nhân của Thanh Loan Tiên Phủ, tại sao đi chung với Phong Phi Vân? Trong bóng tối có một số vương giả thế hệ trẻ tụ tập, vài người quen thân giao lưu bằng thần thức. Nhưng những thần thức này không giấu được Phong Phi Vân, hắn nghe rõ ràng bọn họ bàn tán. Phong Phi Vân đến dưới cây ngô đồng đường kính 10 thước, ngước lên nhìn nhiều xác chết treo trên cây. Có hơn 70 cái xác, trong đó có xác một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Thịt đã bị ma ô trong tiểu linh tiên giới ăn hơn phân nửa, lộ ra xương trắng hếu. Đó là Lư Sơn Nhân của bất tử nhân tộc, mới trước đó còn nói cười uống rượu trong tiên hư động thiên, giờ đã thành cơm trong bụng ma ô. Ba bóng người bay xuống cây cầu gãy, hai nam một nữ, yêu khí đậm đặc. Bọn họ chặn trước mặt Phong Phi Vân. Không phải thái cổ thánh yêu tộc, thái cổ thánh thú tộc thì không có tư cách vào di tích thái cổ. Ai dám xông vào? Các ngươi đã thấy kết cuộc. Hai nam nhân là Kim Ô yêu tộc, Thắng Ngư yêu tộc, tu vi đến đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Trước khi vào tiểu linh tiên giới, Phong Phi Vân đã thấy bọn họ đi theo sau lưng Kim Ô bá hoàng tử, Bại Nguyệt hoàng tử, tu vi không mạnh bằng bây giờ. Hiển nhiên đến tiểu linh tiên giới mỗi người đều có cơ duyên, tu vi tiến bộ mảng lớn. Nữ nhân xinh đẹp khoảng 18, 9 tuổi, người đỏ rực, quý khí khiếp người, khí chất cao cao tại thượng. Tu vi nữ nhân yếu hơn hai nam nhân Kim Ô yêu tộc, Thắng Ngư yêu tộc một chút nhưng cũng đến vũ hóa đệ lục trọng. Nữ nhân xinh đẹp dường như biết mặt Thanh Loan Thánh Nữ, hơi ngạc nhiên nhìn Thanh Loan Thánh Nữ. Thanh Loan Thánh Nữ hùng hổ nói. Thiên Khôn Hải, Kim Tam Di, Hỏa Loan công chúa, bằng vào các ngươi cũng dám ngăn cản ta vào di tích thái cổ luận đạo. Mắt Thanh Loan Thánh Nữ phát ra ánh sáng xanh, khí thế bán thánh đẻ ép ba sinh linh đối diện. Thiên Khôn Hải, nhị tử một giới chủ Thắng Ngư yêu tộc kiêng dè Thanh Loan Thánh Nữ, biết sau lưng nàng có đại nhân vật chống lưng. Thiên Khôn Hải cung kính nói. Thánh Nữ là thái cổ thánh yêu tộc đương nhiên có thể vào di tích thái cổ luận đạo, nhưng... Thiên Khôn Hải liếc Phong Phi Vân. Bán yêu này thì không được,
Thanh Loan thánh nữ nói. Hắn là vị hôn phu của ta, ta có thể vào thì đương nhiên hắn cũng có thể. Nếu các ngươi không biết điều thì đừng trách ta ăn các ngươi. Thanh Loan thánh nữ không chỉ buông lời hăm dọa, nếu chọc giận nàng thì Thanh Loan thánh nữ thật sự sẽ biến thân Thanh Loan ăn một con thắng ngư. Hỏa Loan công chúa khí chất cao nhã, lãnh diễm nói. Đây là thái cổ thánh yêu tộc và nhân tộc tranh đấu. Thanh Loan thánh nữ, ngươi là một thành viên Hỏa Loan yêu tộc chúng ta, nên đứng về phía thái cổ thánh yêu tộc mới đúng. Ngươi nói bán yêu là vị hôn phu của mình, sao không tìm lý do nào tệ hơn đi? Không ai tin tưởng Thanh Loan thánh nữ sẽ chỉ phúc vi hôn với bán yêu, càng không ngờ thiên chi kiêu nữ của thái cổ thánh yêu tộc cam lòng kết hợp với bán yêu. Hỏa Loan công chúa và Thanh Loan thánh nữ cùng là Hỏa Loan yêu tộc. Nhưng cho đến nay thân phận và địa vị của Thanh Loan thánh nữ trên cơ Hỏa Loan công chúa. Hỏa Loan công chúa rất khó chịu, nên nàng ước gì Thanh Loan thánh nữ đứng chung chiến tuyến với nhân tộc, thế thì nàng có thể nhờ tay đám người Bại Nguyệt hoàng tử trừ khử Thanh Loan thánh nữ. Tốt hơn là khiến Thanh Loan thánh nữ thành âm đỉnh lô cho Bại Nguyệt hoàng tử, chờ xem sau này nàng còn quan trọng nữa không. Thanh Loan thánh nữ nói, hắn đúng là vị hôn phu của ta cần gì nói dối. Vân ca hãy nói xem ta có phải là vị hôn thê của ngươi không? Cái này, chúng ta đến tham gia vương giả luận đạo, chuyện này về sau ta sẽ nói chuyện với Lưu Gia Gia. Phong Phi Vân bước ra một bước, che trước mặt Thanh Loan thánh nữ, khí thế thay đổi, uy nhiếp ập vào mặt ba sinh linh đối diện. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Là ai giết Lư Sơn Nhân đứng ra cho ta bảo đảm linh hồn của hắn bất diệt. Hỏa Loan công chúa cảm nhận áp lực khổng lồ từ Phong Phi Vân, nàng biết hắn rất mạnh. Nhưng Hỏa Loan công chúa không cho rằng một mình Phong Phi Vân có thể đối kháng nguyên thái cổ thánh yêu tộc. Hỏa Loan công chúa lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, người quá ngông cuồng, đừng tưởng có Thanh Loan thánh nữ thì không để thái cổ thánh yêu tộc vào mắt. Phong Phi Vân liếc Hỏa Loan công chúa. Vậy hãy cho ta biết ai đã giết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Ta có thể tha thứ ngươi vừa rồi xúc phạm ta. Hỏa Loan công chúa nói, ngươi là ai, sinh vật còn đê tiện hơn cả nô lệ, dám cản rỡ trước mặt bản công chúa. Hỏa Loan công chúa có kiêu ngạo của mình, tuy biết tu vi Phong Phi Vân cường đại nhưng nàng không sợ hắn dám đụng vào mình. Bởi vì sau lưng Hỏa Loan công chúa là hoàng tộc Hỏa Loan yêu tộc, bán yêu tầm thường không chịu nổi lửa giận từ hoàng tộc Hỏa Loan yêu tộc. Ánh mắt Thanh Loan thánh nữ lạnh băng, Hỏa Loan công chúa dám sỉ nhục vị hôn phu của nàng, chẳng khác nào nhục nhã nàng. Hỏa Loan công chúa liếc Thanh Loan thánh nữ. Thanh Loan thánh nữ, ngươi là thánh nữ của Hỏa Loan yêu tộc nhưng tự cam đọa lạc xưng hô bán yêu là vị hôn phu. Ta thấy ngươi chắc là bị bán yêu đánh bại, thần phục dưới thân hắn, đã bị bán yêu này nô dịch đúng không? Thiên Khôn Hải, Kim Tam Di lộ vẻ hiểu ra. Hèn gì Thanh Loan thánh nữ kiêu ngạo sẽ đi chung với Phong Phi Vân, không chừng Hỏa Loan công chúa nói đúng, Thanh Loan thánh nữ bị tu vi cường đại của Phong Phi Vân hàng phục, trở thành nô bộc. Nếu không tại sao Thanh Loan thánh nữ nói đỡ cho Phong Phi Vân? Thanh Loan thánh nữ tức giận người run rẩy, đôi mắt tóe lửa định xé xá Hỏa Loan công chúa ra. Nhưng tay Phong Phi Vân nhẹ ấn Thanh Loan thánh nữ, khiến nàng không thể động đậy. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Thế thì ta nói cho các ngươi biết, Thanh Loan thánh nữ là vị hôn thê của ta, còn về ngươi. Hỏa Loan công chúa đúng không? Ngươi đã có tư cách làm nô bộc của ta. Hỏa Loan công chúa đang định nổi giận. Vù 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 vù. Kiếm quang chợt lóe, Hỏa Loan công chúa bị yêu hoàng kiếm xuyên thủng người đóng đinh trên thân cây ngô đồng to lớn. Phong Phi Vân nhìn Thiên Khôn Hải, Kim Tam Di. Kim ô bá hoàng tử đã chết trong tay ta, nếu hai ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ta biết là ai giết Lư Sơn Nhân. Kim Tam Di cười to bảo. Đùa, tu vi của bá hoàng tử hơn ngươi gấp 10 lần, chỉ bằng vào ngươi có thể giết hoàng tử được sao? Ánh mắt Kim Tam Di âm trầm phun lửa, trong lửa bao bọc cây trường kích đâm thẳng vào ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng im không nhúc nhích, chộp trường kích vào tay. Lực lượng tử kiếp dung nhập vào trường kích, Phong Phi Vân chuyển đầu kích đâm thủng não Kim Tam Di, đóng đinh trên cây ngô đồng. Phong Phi Vân chưa bao giờ là kẻ nhân từ tương tay, sẽ không vì bài trừ yêu tính và ma tính rồi không giết người nữa. Lúc nên giết gà dọa khỉ Phong Phi Vân sẽ không đánh gà một trận rồi bỏ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Mọi người cảm thấy tu vi của Phong Phi Vân là đỉnh vũ hóa đệ lục trọng, nhưng giờ hắn ra tay làm tập thể giật mình.
Phong Phi Vân tùy tay một chiêu đóng đinh kim tam di đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Thiên Khôn Hải thắng ngư yêu tộc hoảng sợ, tu vi của kim tam di và Thiên Khôn Hải ngang nhau, Phong Phi Vân có thể một chiêu giết kim tam di thì chắc chắn dễ dàng giết Thiên Khôn Hải. Thiên Khôn Hải hỏi, ngươi, đến bán thánh cảnh. Ngón tay Thiên Khôn Hải bắn ra hơn nửa đốm sáng truyền tin vào di tích Thái Cổ, báo cho cường giả Thái Cổ thánh yêu tộc. Phong Phi Vân không ngăn cản Thiên Khôn Hải, hắn sớm muốn dập tắt khí diễm của Thái Cổ thánh yêu tộc, vừa lúc cho bọn họ bài học máu, để bọn họ đừng trong mắt không người, ăn hiếp chủng tộc khác. Những vương giả thế hệ trẻ núp trong bóng tối đến từ chủng tộc nhỏ yếu, bị Thái Cổ thánh yêu tộc chèn ép không dám xông vào di tích Thái Cổ. Bọn họ mà xông lên sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị giết, như những sinh linh treo trên ngô đồng. Cứ để Thái Cổ thánh yêu tộc tiếp tục kiêu ngạo thì mâu thuẫn giữa vạn tộc sẽ càng lúc càng sâu sắc, làm sao hợp tác cùng nhau đối kháng đại kiếp nạn sắp đến. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn Thiên Khôn Hải. Người tốt nhất cũng thông báo với Bại Nguyệt Hoàng tử đi, hôm nay gai hỉ quyết hết mọi ân oán. Thiên Khôn Hải không dám đáp lời, trong bụng độc ác thầm nghĩ. Đương nhiên Bại Nguyệt Hoàng tử sẽ đến, chờ bọn họ tới là giờ chết của ngươi. Phong Phi Vân không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Khôn Hải, hắn lười đoán. Yêu Hoàng kiếm phát ra tiếng vù vù bay về tay áo Phong Phi Vân. Vết thương trên người Hỏa Loan công chúa nhanh chóng lành lại, đôi mắt mở ra. Hỏa Loan công chúa thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân, quỳ dưới đất hành lễ. Nô tỳ xin chào chủ nhân. Hỏa Loan công chúa ngước đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, sóng mắt đưa tình. Hỏa Loan công chúa như con mèo cưng ngại ngùng đáng yêu nhìn Phong Phi Vân. Các tu sĩ hết hồn rất cằm, Hỏa Loan công chúa quỳ trước Phong Phi Vân, còn gọi hắn là chủ nhân. Không lẽ Phong Phi Vân đâm kiếm vào người Hỏa Loan công chúa hù nàng sợ, thần phục dưới chân Phong Phi Vân. Với ý chí, niềm kiêu hãnh của Hỏa Loan công chúa sao có thể dễ dàng bị hù sợ được. Không ai phát hiện điều gì lạ lùng, ánh mắt Hỏa Loan công chúa chân thành, mỉm cười, không có dấu hiệu bị uy hiếp và khống chế linh hồn. Yêu Hoàng kiếm nô lệ linh hồn Hỏa Loan công chúa, đám vương giả thế hệ trẻ đâu nhìn ra được. Có một số người siêu thông minh đoán được điều gì, cảm thấy cây kiếm đâm vào người Hỏa Loan công chúa có vấn đề. Nhưng bọn họ không liên tưởng đến Yêu Hoàng kiếm, mười hung binh Thái Cổ. Phong Phi Vân nói, đứng dậy đi, cho ta biết là ai giết Lư Sơn Nhân. Hỏa Loan công chúa chậm rãi đứng lên, cung kính nói. Là Hỗn Côn Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân. Bại Nguyệt Hoàng tử cùng nhau vây giết, đánh nát linh hồn sau đó treo trên cây ngô đồng. Thực lực vương giả thế hệ trẻ rất mạnh, nếu muốn trốn thì bán thánh cũng khó giết. Nhưng nếu bị mấy cường giả bao vây thì vương giả thế hệ trẻ không trốn được. Phong Phi Vân giết Kim Ô Bá Hoàng tử là vì gã muốn giết hắn. Còn đám Bại Nguyệt Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử chỉ vì ức chế nhân tộc mà hợp tác giết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh băng, phất tay. Hỏa Loan công chúa đi ra sau lưng Phong Phi Vân. Thiên Khôn Hải nghi ngờ nhìn, thủ đoạn của Phong Phi Vân thật không thể tưởng tượng, khiến Hỏa Loan công chúa dễ dàng thần phục trước mặt hắn, quá khó tin. Tiếng kim ô từ trên trời truyền đến. Phong Phi Vân nhìn hướng đông nam, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Phong Phi Vân thấy ngoài 8.000 dặm có 6 con kim ô đang truy sát 3 vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. 6 kim ô biến thành bản thể, cánh dài mấy trăm dặm, người rực lửa vàng. 6 kim ô bay tới đâu là mặt đất bốc cháy. Thủy Nguyệt Thánh Nữ, Bại Nguyệt Hoàng tử không bắt được ngươi vậy hãy để kim ô yêu tộc chúng ta bắt giữ, vừa lúc tặng ngươi làm quà cho Bá Hoàng tử Điện Hạ. Một kim ô mới đến bán thánh cảnh phun lửa cháy hừng hực đốt nguyên dãy núi. 3 vương giả thế hệ trẻ chạy dưới đất, Thiên Viên Nhất Nhất bị thương rất nặng, áo trắng tinh dính ướt máu, mặt trắng bệch, tia sáng trong mắt tối tăm. Thiên Viên Nhất Nhất đã bị thương linh hồn. Thạch Lan cũng bị thương rất nặng, cánh tay trái bị kim ô phun lửa đốt khét, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Thạch Lan nói, nếu sư tôn của ta đến chắc chắn sẽ chém hết các ngươi. Ha 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 ha, buồn cười, Bá Hoàng tử tự mình đi đối phó hắn, Phong Phi Vân chết chắc rồi, hiện tại không còn mẩu xương. Trên bầu trời, 6 con kim ô cùng phun lửa, biển lửa từ trên trời giáng xuống. Trung Nguyên Nhất Điểm qua hét to. Rút ra dao trẻ củi dắt bên hông. Trung Nguyên Nhất Điểm qua đứng trên đỉnh núi nhìn 6 con kim ô trên bầu trời. Trung Nguyên Nhất Điểm qua nói. Hai người đi trước đi, để ta đoạn hậu, nhớ kêu Phong Phi Vân ngày này năm sau đốt tiền giấy cho ta.
ta hy sinh vì đồ đệ, tình nhân của hắn. Chết tiệt, dù có chết thì lão tử phải bắt hai con chim ăn. Không biết tự lượng sức mình. Một kim ô tu vi đỉnh vũ hóa đệ lục trọng vươn vuốt vỗ xuống. Trung Nguyên nhất điểm qua giơ đao đứng thẳng, hai tay nắm chặt chuôi đao chém bầu trời, sóng đao khai thiên. Phập, vuốt kim ô bị đao khí vẻ, sóng máu đổ xuống. Kim ô bị thương hét thảm. Mọi người cùng nhau làm thịt tên khốn này. Sáu con dừng lại, ánh vàng chói lọi, cánh chim che trời. Sáu kim ô bao vây Trung Nguyên nhất điểm qua, nhiệt độ cực nóng làm gã đổ mồ hôi đầm đìa, sợi tóc khét. Đất đai bị hòa tan thành dung nham. Trung Nguyên nhất điểm qua chửi. Bàn ội nó, muốn chiến thì chiến, xem cái khỉ gì. Ai còn nhìn nữa sẽ từ trên trời rớt xuống. Áo Trung Nguyên nhất điểm qua bị đốt, rất nhanh gã trần truồng không mảnh vải. Một tay Trung Nguyên nhất điểm qua che thân dưới, tay kia hơ đao trẻ củi phát ra tiếng đao ngân. Vù 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 vù. Một bóng tên từ trên trời bay tới, mũi tên xuyên thủng một con kim ô. Ầm. Con kim ô từ trên trời rớt xuống, đập vào dãy núi phía xa, nguyên ngọn núi rực lửa. Trung Nguyên nhất điểm qua hút ngụm khí lạnh. Má ơi, thật sự từ trên trời rớt xuống. Để ta thử nữa, ai còn nhìn sẽ từ trên trời rớt xuống. Ầm. Lại một con kim ô từ trên trời rớt xuống, làm mặt đất rung rinh. Miệng ta thần quá. Trung Nguyên nhất điểm qua không hề sợ hãi, gã đứng trên đỉnh núi, không dùng tay che nửa người dưới nữa, lõa lổ thân thể. Trung Nguyên nhất điểm qua mắng. Các ngươi sinh con không có chim. Bùm. Con kim ô thứ ba rên rỉ từ trên trời rớt xuống, máu phun đỏ không trung. Trung Nguyên nhất điểm qua lại chửi. Lúc trước mẫu thân ngươi có giàn díu với ta, nhưng ta không hứng thú với chim. Bùm 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 bùm. Hai con kim ô lần lượt rơi xuống, một con đập trúng đầu Trung Nguyên nhất điểm qua. May mắn Trung Nguyên nhất điểm qua nhanh chân chạy mau nếu không đã bị đè bẹp dí. Trung Nguyên nhất điểm qua vừa cầm đao trẻ củi vừa trần truồng vừa chỉ lên trời chửi con kim ô cuối cùng. Nếu ta là ngươi thì trước kia đã tự sát, nhưng ta không phải ngươi, ta mừng vì điều đó. Lại vang tiếng rên rỉ, con kim ô tu vi bán thánh cảnh cũng chết. Trung Nguyên nhất điểm qua dừng bước, gã đứng trên đỉnh núi, ôm đao trẻ củi trước ngực. Trung Nguyên nhất điểm qua nhìn lửa cháy hừng hực dưới đất, trong mắt có uy thế ngạo nghễ thiên hạ. Trung Nguyên nhất điểm qua nói. Đây là kết cuộc dám đối đầu với ta, thì ra ta còn thần thông thiên phú như vậy, từ nay ai dám đối đầu. Cao, chỗ cao rét lạnh quá. Chim bay trong gió, tịch mịch như tuyết. Cách 8.000 dặm, trường cung trong tay Phong Phi Vân hòa tan biến thành một đoàn thiên tủy binh đàm, nhập vào người hắn. Mới rồi Phong Phi Vân ngưng tụ thiên tủy binh đàm thành cây cung bắn 6 lực lượng tử kiếp, cách hư không bắn rơi sau con kim ô. Các vương giả thế hệ trẻ núp trong bóng tối nhìn thấy hết. Không biết dùng ngôn ngữ gì miêu tử nỗi lòng giật mình. Anh tư thế này như cửu tiễn đại thánh dáng thế. Thiên Khôn Hải sợ hãi mặt không còn chút máu. Bán yêu này cường đại như thế, dù đám người Bại Nguyệt Hoàng tử đến chưa chắc đấu lại. Không lâu sau Hiên Viên Nhất Nhất, Thạch Lan chạy đến bên dưới cây cầu gãy. Hai nàng thấy Phong Phi Vân đứng đó thì mừng rỡ, biết được cứu. Nhưng Hiên Viên Nhất Nhất, Thạch Lan bị thương rất nặng, biết mình thoát khỏi nguy hiểm thì thả lỏng thần kinh. Té ngã dưới đất. Phong Phi Vân lắc người đến bên hai nàng, ngưng tụ hai viên kim tàm Phật đan cho Hiên Viên Nhất Nhất, Thạch Lan uống. Thạch Lan nuốt kim tàm Phật đan xong sắc mặt hồng hơn, cánh tay bị thương trở lại màu ngọc. Thạch Lan la lên. Sư tôn, hãy mau cứu, cứu, qua ca. Dầm. Trung Nguyên nhất điểm qua từ trên trời giáng xuống đạp mặt đất thủng lỗ to, điệu đàng ra khỏi hố. Trung Nguyên nhất điểm qua mặc váy cỏ. Đầu đội mũ rơm, eo dắt cây đao trẻ củi. Trung Nguyên nhất điểm qua cười to bảo. Tiểu muội muội đùa vui quá, mới rồi qua ca lĩnh ngộ một thần thông thiên phú, đánh chết 6 con kim ô. Ta mà cần ai cứu? Ha 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 ha. Phong Phi Vân cười nói. Lợi hại quá. Khỏi hâm mộ. Trung Nguyên nhất điểm qua vỗ vai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, ta đã cưới đồ đệ và tình nhân của ngươi, có phải ngươi nên có chút gì gọi là? Cổ kiếm trên lưng Hiên Viên Nhất Nhất rung rung định bay khỏi vỏ. Phong Phi Vân kéo Trung Nguyên nhất điểm qua góc, nhỏ giọng nói. Trung Nguyên huynh nói bậy gì vậy? Trung Nguyên huynh dám đùa với Hiên Viên Nhất Nhất. Trung Nguyên nhất điểm qua không cảm thấy có gì không đúng. Đâu,
ta nói bậy bao giờ? Trung Nguyên nhất điểm qua vịn váy cỏ, nói. Tây môn huynh bảo các ngươi đã phát triển đến không thể tưởng tượng, sắp gặp phụ huynh hai bên. Nhưng chỉ vì thân phận cách nhau quá xa nên không công bố ra ngoài. Phong Phi Vân ngạc nhiên. Có chuyện này nữa. Trung Nguyên nhất điểm qua nói. Tây môn huynh bảo ngươi đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là để cầu hôn, nhưng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngại Phong huynh sinh ra thấp kém, từ chối gả thánh nữ cho Phong huynh. Phong huynh và thánh nữ đau khổ vùng vẫy trong gút mắt yêu hận không thể thoát ra, chẳng phải hai người định bỏ trốn sao? Phong Phi Vân ngây người, phiên bản này xến kinh dị. Phong Phi Vân trầm giọng hỏi. Việc này chắc không có người thứ bốn biết đi. Không thể nào. Phong Phi Vân thở phào, nếu bị Đông Phương Kính Nguyệt nhìn thấy là hắn tàn đời. Trung Nguyên nhất điểm qua cười nói. Ngươi chưa đọc sách bảng xếp hạng vương giả thế hệ trẻ nhân tộc sao? Không, nhưng có nghe nói. Mấy việc này là Tây Môn Huynh ghi trong sách, biên soạn trong sách bảng xếp hạng. Hiện tại không biết đã in lại bao nhiêu cuốn, có bán trong các trung ương vương triều nhân tộc. Trung Nguyên nhất điểm qua cười tâu. Phong Huynh sẽ không nghĩ rằng sách bảng xếp hạng vương giả thế hệ trẻ nhân tộc chỉ được cái tên thôi. Tên thì sao mà viết nguyên cuốn sách được, cần có câu chuyện, đề tài, truyền kỳ. Cái gì là đề tài? Bán yêu của Thủy Nguyệt Thánh Nữ là đề tài. Câu chuyện như thế mới lan rộng được, có xu hướng viết thêm, mọi người bàn tán càng hăng hơn, kích thích những thiếu niên nhân tộc trong nghịch cảnh dốc sức đấu tranh. Phong Huynh, bây giờ Phong Huynh đã là mục tiêu phấn đấu hàng đầu của nhiều người trẻ tuổi. Nói thật là trước khi ta lĩnh ngộ thần thông thiên phú thì cũng từng xem Phong Huynh là thần tượng. Phong Phi Vân xoa trán. Tây môn suy tiêu chết chưa? Trung Nguyên nhất điểm qua nói. Chắc chưa, chúng ta chia hai hướng, hắn, thiên toán, tuyết huyền nữ hấp dẫn nhiều vương giả thái cổ thánh yêu tộc đi đường khác. Với tu vi của bọn họ chắc không có nguy hiểm gì lớn, rất nhanh sẽ đến đây. Phong Phi Vân bẻ tay rôm rốp. Mong hắn chết giữa đường, đỡ cho ta khỏi ra tay. Trung Nguyên nhất điểm qua thấy Phong Phi Vân có vẻ rất tức giận thì không dám nói gì nữa, đầy ẩn ý bảo. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đặc biệt là mấy nam nhân đẹp trai mà ưu tú như chúng ta. Nếu hậu cung không có 3.000 giai lệ thì ngại không dám nói mình là vương giả thế hệ trẻ. Tây môn huynh làm vậy cũng vì tốt cho Phong huynh. Mọi người nghe chuyện CV của Phong huynh xong sẽ đứng về phía Phong huynh. Dù Thủy Nguyệt Thánh Thần không đồng ý chúng sinh sẽ ủng hộ, chúng sinh không ủng hộ thì thiên lý sẽ ủng hộ. Trung Nguyên nhất điểm qua lười giải thích với Trung Nguyên nhất điểm qua, hỏi. Người cũng có 3.000 giai lệ hậu cung. Trung Nguyên nhất điểm qua chua xót nói. Hết cách, bị lão già trong nhà ép. Bọn họ nói nhân kiệt tư chất siêu đẳng như ta nếu không gieo nhiều cho gia tộc thì là tổn thất lớn lao. 3.000 giai lệ hậu cung là chuyện nhỏ, từ năm 16 tuổi mỗi đêm ta đổi một thê tử. Bây giờ mấy trăm năm qua đi, ta không biết mình có bao nhiêu thê tử, bao nhiêu con cái. Trung Nguyên nhất điểm qua thấm thía nói. Huynh đệ, tuy rằng ngươi không có bao nhiêu nữ nhân nhưng ta sẽ không xem thường ngươi. Dù sao Phong Huynh là bán yêu, không được nữ nhân vừa mắt cũng là chuyện bình thường. Giờ Phong Huynh cúa được Thủy Nguyệt Thánh Nữ coi như đền mọi tổn thất trước giờ, đây là mới là bản lĩnh thật sự. Cố lên! Ca là người từng trải, có câu phải nói. Một người dù tu vi mạnh cỡ nào sau mấy vạn năm sẽ thành cát bụi, nếu không có hậu thế thì ai nhớ đến nhiều năm trước có người như ngươi. Cho nên khiến Thánh Nữ Điện Hạ mang thai sinh con, chuyện này rất quan trọng. Các người đều là anh tài tư chất siêu đẳng, hậu đại sẽ rất cường đại. Phong Phi Vân rất xấu hổ, lần đầu tiên có người tỏ vẻ sẽ không khinh thường hắn nếu có ít nữ nhân. Nghe Trung Nguyên nhất điểm qua nói như thể Phong Phi Vân sống rất thất bại. Hiên Viên nhất nhất nuốt kim tàm Phật đan xong đang dưỡng thương gần đó, tuy Trung Nguyên nhất điểm qua, Phong Phi Vân nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai nàng. Mặt Hiên Viên nhất nhất lúc đỏ lúc trắng, dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Phong Phi Vân cười nói. Trung Nguyên huynh không uổng là truyền nhân thái cổ thế gia, giải thích thật đặc biệt, hôm nay tại hạ lĩnh giáo. Nhưng Trung Nguyên huynh có nhiều thê tử như thế không sợ bọn họ gây mâu thuẫn hoặc hợp sức đối phó Trung Nguyên huynh sao? Bọn họ vốn đến tham gia vương giả luận đạo, nhưng chờ mãi đám thái cổ thánh yêu tộc chưa tới, thế là Phong Phi Vân, Trung Nguyên nhất điểm qua tán dóc về nữ nhân. Trung Nguyên nhất điểm qua cười nói. Ha 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 ha. Phong huynh đang đùa sao? Tu vi cường đại như huynh đệ chúng ta sao có thể để mặc đám nữ nhân làm sằng bậy?
ở trong nhà ta là trời, là thần, có ai dám không ngoan ngoãn nghe lời. Phong Phi Vân đã hiểu, tình huống của hắn và Trung Nguyên Nhất Điểm Qua khác nhau. Thệ tử, nữ nhân của Trung Nguyên Nhất Điểm Qua là gia tộc sắp đặt cho gã, kết hợp vì ích lợi, không có mấy người thật lòng yêu nhau. Đối với nam nhân tu vi cường đại thì ít ai chú trọng tình cảm. Phong Phi Vân xem nặng tình cảm, hắn sẽ không vì có tu vi cường đại mà xem các nữ nhân là phụ thuộc tùy ý hắn bài bố. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua cười bí hiểm. Nếu Phong Huynh muốn học đạo ngự nữ thì nên thỉnh giáo Tây Môn Suy Tiêu đi, hắn mới là tay chuyên nghiệp. Tiểu tử này rất lợi hại, số lượng thái tử vi đếm bằng 5 con số. Trong đó có thiên chi kiêu nữ nhân Tổ Động Thiên, công chúa yêu tộc, quản chúa phủ cảnh chủ, kỹ nữ Thanh Lâu, phu nhân của tông chủ tông môn, nữ ăn xin bên đường. Thậm chí thần ni tu Phật trong thái cổ thánh Phật miếu bị tiếng tiêu của Tây Môn Suy Tiêu dụ dỗ hồng hạnh ra tường. Trong đó có thân phận tôn quý, cũng có thân phận thấp hèn. Có yêu tộc, bán yêu, kỹ nữ, người đã có phu quân. Tây Môn Suy Tiêu chế ngự bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, rất lợi hại. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Có chuyện này sao? Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nói. Tây Môn Suy Tiêu không kể cho Phong Huynh nghe. Lần trước Tây Môn Huynh mời ta đi phủ thái tử uống rượu, có một thái tử phi đẳng cấp bán thánh rót rượu, tu vi còn cao hơn hắn nhưng thái độ rất cung kính với hắn. Khi ấy ta hâm mộ hắn đến vỗ đùi đen đét, như hắn mới là sống. Phong Phi Vân có bàn về đạo ngự nữ với Tây Môn Suy Tiêu, nhưng lúc đó chỉ nói qua loa, không nghiên cứu sâu. Nếu sớm biết Tây Môn Suy Tiêu lợi hại như thế Phong Phi Vân đã học tập. Có câu ba người đi chung sẽ có một là sư phụ ta. Giờ Phong Phi Vân mới hiểu câu Trung Nguyên Nhất Điểm Qua bảo, nếu hậu cung không có 3.000 giai lệ thì ngại không dám nói mình là vương giả thế hệ trẻ. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tía nó, hèn gì Tây Môn Suy Tiêu cứ nhét Cửu Thiên Yên Vũ, Hiên Viên Nhất Nhất cho ta, thì ra là thấy ta là bán yêu, không tìm được nữ nhân nên cố ý ghép đôi. Đang đồng tình hay thương hại ta đây? Trung Nguyên Nhất Điểm Qua thấy Phong Phi Vân im lặng thì bất nhẫn, vỗ vai hắn an ủi. Phong Huynh yên tâm, chuyện đời luôn không như ý. Trong khi Phong Huynh hâm mộ người ta thê thiếp thành đàn không chừng người ta hâm mộ Phong Huynh tìm được mấy hồng nhan chi kỷ thật lòng yêu Phong Huynh. Như ta đây số lượng nữ nhân hơn Phong Huynh gấp trăm, ngàn lần nhưng chỉ có mây chục thật lòng yêu ta. Rồi rồi, ta không cố ý đả kích Phong Huynh, nếu ai xem thường Phong Huynh thì ta là người đầu tiên đánh hắn. Xẹt 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 xẹt. Hiên Viên Nhất Nhất đã lành vết thương, cổ kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí thổi quét cả không gian chỉ vào ngực Trung Nguyên Nhất Điểm Qua. Hiên Viên Nhất Nhất phun một chữ. Rút. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua run lẩy bẩy, nháy mắt với Phong Phi Vân. Phong Huynh, tuyệt đối đừng bắt chước chúng ta, hãy trung thủy một lòng, trân trọng thánh nữ điện hạ. Ta đi, ta đi. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua chạy đi xa, bị kiếm ý của Hiên Viên Nhất Nhất hù sợ. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Xin lỗi. Ta không biết Tây Môn Suy Tiêu sẽ biên soạn bậy bạ như thế. Chờ sau vương giả luận đạo ta sẽ công khai thanh minh chuyện này. Hiên Viên Nhất Nhất rút cổ kiếm về, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt bình tĩnh như mặt nước, tiên vụ mông lung bao phủ quanh thân. Hiên Viên Nhất Nhất tựa U Lan Thanh Tú mà thần thánh. Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ giọng nói. Không cần, chuyện này càng giải thích càng đen. Phong Phi Vân nhướng mày nói. Có chuyện gì? Phong Phi Vân thấy Trung Nguyên Nhất Điểm Qua cõng Tây Môn Suy Tiêu, gã bị thương rất nặng. Trên lưng Tây Môn Suy Tiêu thủng lỗ máu to như bị móng vuốt móc ra một miếng thịt. Tóc Tây Môn Suy Tiêu rối xù, gã ngước đầu lên, mặt bê bết máu, miệng nát hết, mặt sưng phù như đầu heo. Tây Môn Suy Tiêu nức nở. Hoang, huynh, một khi, muốn giúp ngỏa, ngỏa, bạo hầu. Tây Môn Suy Tiêu bị đánh rụng sạch răng, nói chuyện ú ớ. Phong Phi Vân nghe nửa ngày không hiểu Tây Môn Suy Tiêu nói gì. Đang nói gì vậy? Trung Nguyên Nhất Điểm Qua phiên dịch. Hắn nói là Phong Huynh, hãy báo thù giúp ta. À, Phong Phi Vân rất muốn ghẹo Tây Môn Suy Tiêu vài câu nhưng cứu người quan trọng hơn, chuyện gã bịa đặt thì sẽ tính sổ sau. Tây Môn Suy Tiêu, Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ đi chung. Bây giờ Tây Môn Suy Tiêu bị đánh thảm như vậy, hai người khác chắc cũng gặp nguy hiểm. Các ngươi ở đây chờ ta. Lưng Phong Phi Vân dương cánh phượng hoàng bay vọt lên trời, hướng chỗ Tây Môn Suy Tiêu trốn về. Cách 8 vạn dặm Phong Phi Vân tìm thấy Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ.
có 9 vương giả thế hệ trẻ công kích Thiên Toán Thư Sinh, trong đó 3 người bán thánh cảnh. Thiên Toán Thư Sinh ngồi xếp bằng trong hư không, điều động lực lượng thiên thế và địa thế hình thành không gian hư vô quanh người, bảo vệ gã và Tuyết Huyền Nữ chính giữa. Tuyết Huyền Nữ tu luyện đạo pháp, ngồi đưa lưng hướng Thiên Toán Thư Sinh, trên đầu hình đạo ấn hình thành phòng ngự tầng thứ 2. 9 vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc đánh ra vô số thần thông, đạo pháp. Nhưng bọn họ không cách nào công phá phòng ngự của Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ. Mọi người hãy dốc sức ra tay, bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa. Vương giả thế hệ trẻ Úy Tâm Nô, chẳng phải ngươi mang theo thánh linh dụng cụ đến sao? Hãy dùng thánh linh dụng cụ công kích thiên thế thần thông của Thiên Toán Thư Sinh. Phòng ngự đạo ấn của Thiên Chi Kiêu Nữ đạo môn không đáng lo. Nam nhân đầu mọc đôi sừng trâu ánh mắt âm trầm hám ồm phun ra cây quạt cổ xanh biếc lơ lửng trên bầu trời. Quạt cổ khắc đầy chữ, toát ra khí hỗn độn, lực lượng kinh khủng ngưng tụ từ quạt cổ, bầu trời tối sầm. Đây là thánh linh dụng cụ của tù nghiêu yêu tộc tên Tiêu Hồn Phiến, do một vị đại thánh tù nghiêu yêu tộc hiện còn sống luyện chế ra. Vị thánh linh này là gia gia của nam nhân đầu mọc sừng. Cho nên nam nhân có một xưng hô, gọi là tù nghiêu thánh tôn. Có thể luyện ra thánh linh dụng cụ thì là thánh linh thật sự cường đại. Thánh linh dụng cụ toát ra hơi thở, thiên thế trong thiên địa bị nó hấp dẫn qua. Áp lực tăng thêm cho Thiên Toán Thư Sinh, mặt gã trắng bệch, khóe môi tràn tơ máu. Tuyết Huyền Nữ sốt ruột truyền âm. Bây giờ nên làm sao đây? Bọn họ đã sử dụng thánh linh dụng cụ. Tuyết Huyền Nữ điều khiển đạo ấn khẽ rung. Thiên Toán Thư Sinh nhắm mắt, áo nho bay bay, khuôn mặt thanh tú chẳng hề hoảng hốt. Thiên Toán Thư Sinh truyền âm. Đừng lo, Tây Môn Huynh đã đi di tích thái cổ mời cứu binh. Nếu Tây Môn Huynh tìm được Phong Phi Vân thì chúng ta được cứu. Tuyết Huyền Nữ không tin tưởng Phong Phi Vân. Đối phương có 3 bán thánh, 1 thánh linh dụng cụ, dù Phong Phi Vân đến cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa chưa chắc Phong Phi Vân đã đến di tích thái cổ. Thái cổ thánh yêu tộc quá cường đại, lực lượng cá nhân bình thường không thể lay động. Thiên Toán Thư Sinh bình tĩnh nói. Vậy nghe theo số trời đi, nhưng sáng nay ta tính một quẻ, biểu hiện quẻ tượng là có kinh không hiểm, hơi có huyết quang. Bây giờ trong miệng ta chảy một giọt máu, tai kiếp đã qua, không cần lo. Thiên Toán Thư Sinh toát ra phong độ dù trời sụp đất nứt cũng không đổi sắc mặt. Tuyết Huyền Nữ nghiêm túc nói. Lúc này mà ngươi còn đùa được. Thiên địa rung rinh, Phong Phi Vân lướt qua khung trời bay tới. Phong Phi Vân đứng trước mặt Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ, sống lưng thẳng tắp, bóng lưng to lớn. Phong Phi Vân nhìn thánh linh dụng cụ trên mây, giang hai tay. Một vạn linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh bay ra ngoài. Bùm! Tù Nghiêu Thánh Tôn điều khiển Tiêu Hồn Phiến, cây quạt màu xanh biếc biến cao vạn trượng. Quạt một cái, sấm sét ập đến. Núi cao trong vạn dặm bị bứng lên, cổ mộc, linh thú, núi non bị thổi bay lên trời. Phong thế không gì sánh kịp. Vạn thú gầm giống trên bầu trời. Kim nghê, thao thiết, quý nghiêu, bệ ngạn đan xen thành bức tranh thái cổ. Phong Phi Vân đứng ngay chính giữa vạn thú, lực lượng nắm đấm đối kháng với thánh linh dụng cụ. Tiên hồn phiến biến càng khổng lồ, lực lượng dao động hung mãnh, phong lực khủng bố cuốn núi sông. Khi gió lặng, phạm vi vạn dặm thay đổi hẳn, núi sông tan vỡ, đất lòi ra ngoài. Bán thánh sử dụng thánh linh dụng cụ đúng là lợi hại. Phong Phi Vân bị thổi bay xa mấy chục dặm, một vạn linh thú chiến hồn bay sau lưng hắn bá chiếm cả bầu trời, như vạn thú tụ hội. Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ đứng hai bên sau lưng Phong Phi Vân, nhìn 9 vương giả thái cổ thánh yêu tộc đối diện. Tù Nghiêu Thánh Tôn giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Lực lượng tiêu hồn phiến cường đại biết mấy, quạt một cái có thể thổi bán thánh bát trọng hồn phi phách tán. Dù là chuẩn thánh cũng sẽ bị quạt bay 10 ức dặm. Tù Nghiêu Thánh Tôn ngơ ngác nhìn Phong Phi Vân. Một vương giả thái cổ thánh yêu tộc đẳng cấp bán thánh nói. Hắn tu luyện vạn thú đồ của Long tộc, đã đại thừa. Hay là thập tam thái tử Long tộc. Nghe tên thập tam thái tử Long tộc, Tù Nghiêu Thánh Tôn rung động. Tuy gia gia của gã là thánh linh cường đại, nhưng thập tam thái tử Long tộc được định vị là một trong những nhân vật không thể trêu vào. Một vương giả thái cổ thánh yêu tộc trên mặt có vảy cá nói. Đó không phải vạn thú đồ của Long tộc, là vạn thú chiến thể của Phượng Hoàng yêu tộc. Chắc hắn là Phong Phi Vân của nhân tộc, nghe đồn hắn là con riêng của Phượng Hoàng yêu hậu với nhân loại.
Tù Ngưu Thánh Tôn không e ngại nữa. Thì ra là bán yêu, ha 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 ha. Tù Ngưu Thánh Tôn không dám trêu vào thập tam thái tử Long tộc, nhưng đối với bán yêu thì gã tùy tiện xoa nắn. Vấn đề Phong Phi Vân là con riêng của Phượng Hoàng Yêu Hậu thì càng không lo, tuy Phượng Hoàng Yêu Hậu cường đại nhưng gia gia của gã là vô thượng thánh giả, trừ vị kia của Long tộc ra Tù Ngưu Thánh Tôn không sợ ai. Phong Phi Vân nhìn chín vương giả thế hệ trẻ trước mặt, cười nói. Các ngươi lùi xuống đi, ta không muốn giết các ngươi. Phong Phi Vân không nói cho vui, hắn nói rất nghiêm túc. Bọn họ là vương giả thế hệ trẻ, tiềm lực lớn lao, có thể chống đỡ một phương trong đại kiếp nạn sắp đến. Nếu có thể không giết thì Phong Phi Vân không muốn ra tay. Phong Phi Vân hiểu lý do Phong Phi Vân nói câu đó, gã gật gù. Tù Ngưu Thánh Tôn cười to bảo. Ha 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 ha, ngươi đang đùa sao, ngươi không muốn giết chúng ta, ngươi có năng lực nói câu đó sao? Tù Ngưu yêu tộc là một tộc mạnh nhất trong thái cổ thánh yêu tộc, có hơn 10 người trở thành vương giả thế hệ trẻ. Về thực lực thì Tù Ngưu yêu tộc gần bắt kịp 9 yêu tộc. Tù Ngưu Thánh Tôn sẽ không để một bán yêu vào mắt. Phong Phi Vân nói, có vài người sao luôn ngu ngốc cứng đầu. Thiên Toán Thư Sinh nói. Không lâu sau là thiên địa đại kiếp nạn, nguyên vạn tộc sẽ rơi vào kiếp nạn. Chúng ta tàn sát lẫn nhau là suy yếu lực lượng bản thân. Các ngươi hãy lùi xuống đi, ta sẽ không truy cứu sai lầm lúc trước. Tù Ngưu Thánh Tôn có nghe về thiên địa đại kiếp nạn, biết chuyện đó rất khủng bố. Nếu không phải bị Bại Nguyệt Hoàng Tử, Bạch Kỳ Lân xúi dục thì gã sớm đi di tích Thái Cổ Luận Đạo. Dù gì nhân tộc có được vào Thái Cổ Thánh Tộc hay không chẳng uy hiếp được Tù Ngưu yêu tộc. Tù Ngưu yêu tộc là số một thái cổ thánh yêu tộc. Nhưng cá tính Tù Ngưu Thánh Tôn bướng bỉnh, nếu đã đánh nhau thì sẽ không tay trắng quay về. Nếu Tù Ngưu Thánh Tôn cứ rút đi thế này thì quá nhục. Phong Phi Vân góp lời. Ai, có một số người tuy tu vi mạnh nhưng thật ngốc. Đám Bại Nguyệt Hoàng Tử, Bạch Kỳ Lân đã vào di tích thái cổ luận đạo mà hắn còn ngốc nghếch ở đây truy giết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc chúng ta. Ngươi nói gì? Nhóm Bại Nguyệt Hoàng Tử đã vào di tích Thái Cổ. Không thể nào, bọn họ tìm ta cùng đối phó nhân tộc, nói không giết hết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thì không vào di tích Thái Cổ, bọn họ không có lá gan lừa ta. Tù Ngưu Thánh Tôn cười nói. Ta hiểu rồi, các ngươi đang dùng kế ly gián. Thiên Toán Thư Sinh nói. Tin tưởng bằng hữu là Mỹ Đức. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Nhưng phải xem mấy người kia có phải là bằng hữu thật không? Tù Ngưu Thánh Tôn nghe Phong Phi Vân, Thiên Toán Thư Sinh hát đệm làm lòng hoang mang. Tù Ngưu Thánh Tôn rất tức giận, hai cánh tay thô to giơ lên, chán bắn ra điện thoa nối với tiêu hồn phiến trên bầu trời. Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Vậy thì chém các ngươi trước rồi đi di tích Thái Cổ, xem có đúng là bọn họ đã vào chưa. Lực lượng thánh linh dụng cụ không gì sánh bằng, mây đen cuồn cuộn làm bầu trời tối tăm. Có ứ vạn tia chớp đan xen trên bầu trời. Hư không cứng lại. Vù 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 vù. Lực lượng tiêu hồn phiến tăng gấp 10 lần, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn xé rách mặt đất. Phong Phi Vân, Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ bị quạt bay mất không còn bóng dáng. Tiêu hồn phiến bay vào miệng Tù Ngưu Thánh Tôn. Không lâu sau bầu trời lại sáng sủa. Một vương giả thế hệ trẻ Tù Ngưu yêu tộc hỏi. Ba người kia, đã thành cho. Hừ, mấy tiểu tử kia sao ngăn nổi lực lượng thánh linh dụng cụ. Chắc bây giờ đã thành hạt bụi. Mắt to nhìn quét cây cầu gãy lơ lửng trên bầu trời phương xa, Tù Ngưu Thánh Tôn lạnh lùng nói. Bại Nguyệt Hoàng Tử, Bạch Kỳ Lân, nếu các ngươi dám lừa ta như đồ ngốc thì đừng trách lão Ngưu ta ăn các ngươi, chúng ta đi. Tù Ngưu Thánh Tôn mang theo tám vương giả thái cổ thánh yêu tộc khác bay hướng di tích Thái Cổ. Phong Phi Vân cất đi ẩn tàm xa la, ba người hiện ra trên tầng mây, né tránh một đám vương giả thái cổ thánh yêu tộc rời đi. Phong Phi Vân, Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ cười tủm tỉm. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Cứ để bọn chúng tự cắn nhau, vậy mới thú vị. Phong Phi Vân nói. Dù Tù Ngưu Hoàng Tử biết mình bị gạt cũng sẽ không thật sự giết đám người Bại Nguyệt Hoàng Tử, để ta đốt thêm lửa. Phong Phi Vân khoác ẩn tàm xa la lên người, biến mất trong không trung. Tuyết Huyền Nữ mặc áo đạo, trẻ trung xinh đẹp. Tuyết Huyền Nữ nhíu mày nói. Hai người rất âm hiểm, gian xảo. Thiên Toán Thư Sinh sửa lại quan cân trên đầu. Cái này gọi là đại trí tuệ. Thiên Toán Thư Sinh bay hướng di tích Thái Cổ. Dưới đất bị phá hoại nghiêm trọng,
đất đai vạn dặm bị xới tung lộ ra tầng nham thạch dày. Hai con phượng hoàng đáp xuống bên cạnh khe nứt rộng, biến thành thiên nữ xinh đẹp và tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài. Tiểu phượng hoàng chớp mắt. Tỷ tỷ, mới rồi ta thấy có người mặc áo dệt bằng ẩn tàm ti bay qua. Người đó bay quá nhanh nên không thấy rõ bộ dạng. Thân hình phượng hoàng thiên nữ đẫy đà, ngực to, rất quyến rũ, dung nhan thanh tú, tiên vận không ăn nhân gian khói lửa. Phượng hoàng thiên nữ nói. Đi, đã đến di tích thái cổ. Yêu hậu nói đây là nơi một đại thánh ngủ say, không chừng sẽ được một ít cơ duyên lớn. Phượng hoàng thiên nữ, tiểu phượng hoàng không biến thân phượng hoàng, hai bóng người một lớn một nhỏ biến mất khỏi mặt đất. Di tích thái cổ, dưới cây cầu gãy. Bại Nguyệt hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử dẫn hơn 10 vương giả thái cổ thánh yêu tộc bay xuống cây cầu gãy. Yêu vân đậm đặc phát ra từ người bọn họ. Hỗn Côn hoàng tử cười nói. Ha 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 ha. Rốt cuộc Phong Phi Vân xuất hiện, hắn dám chấn áp bản hoàng tử trong tam vị chân hỏa lô, lần này bản hoàng tử phải chấn áp ngược lại hắn, cho hắn nếm đủ loại đau khổ trong đời. Hơn 10 cường giả thái cổ thánh yêu tộc từ trên trời giáng xuống, khí thế dồi dào như thiên thần giáng thế. Thanh Loan thánh nữ, Hỏa Loan công chúa, Trung Nguyên nhất điểm qua, Tây Môn suy tiêu, Hiên Viên nhất nhất, Thạch Lan đứng đó. Phong Phi Vân chưa quay về. So với thái cổ thánh yêu tộc mạnh mẽ thì phe nhân tộc yếu hơn nhiều, chỉ có Thanh Loan thánh nữ đến bán thánh cảnh. Phe thái cổ thánh yêu tộc có 5 bán thánh cảnh. Vết thương của Tây Môn suy tiêu đã lành gần hết, mở miệng nói. Sao Phong huynh còn chưa trở về? Chắc sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Bại Nguyệt hoàng tử nhìn Hiên Viên nhất nhất xinh đẹp tuyệt trần, gã cất bước đi tới, chắp tay chào. Bại Nguyệt hoàng tử cười nói. Thánh nữ điện hạ, lâu không gặp. Mới trước đó Hiên Viên nhất nhất bị Bại Nguyệt hoàng tử đánh bị thương, nếu không nhờ Trung Nguyên nhất điểm qua, Thạch Lan cứu thì khó tránh khỏi móng vuốt sói. Nhưng bây giờ lòng Hiên Viên nhất nhất tĩnh như hồ, mắt sâu thẳm, phớt lờ Bại Nguyệt hoàng tử. Bại Nguyệt hoàng tử đã đến bán thánh cảnh, cơ thể ngưng tụ 3 đạo tắc thánh linh. Bại Nguyệt hoàng tử cười nhạt, đôi mắt biến thành 2 thiên thạch đỏ thẫm, khí thế nặng nề bộc phát. Bùm! Nhưng Bại Nguyệt hoàng tử chưa ra tay thì bị nắm đấm to đánh văng ra xoay 720 độ trên không trung rồi té xuống đất. Mọi người rất ngạc nhiên. Ai đó? Bại Nguyệt hoàng tử cực kỳ chật vật, gã tức điên. Bại Nguyệt hoàng tử bị đánh cằm chật khớp, má phải đầy máu, vảy cá lộ ra. Bại Nguyệt hoàng tử Xu Tí bị đánh về nguyên hình. Là ta. Tù Ngưu Thánh Tôn đáp xuống, hai chân dẫm đất, đầu gối lún xuống đất. Tù Ngưu Thánh Tôn lại đá một cước dạp vào bụng Bại Nguyệt hoàng tử, đá gã gào rú bay ra ngoài, bụng thủng một lỗ máu to cỡ nắm tay. Tù Ngưu Thánh Tôn rất tức giận, gã bị người lợi dụng như đồ ngốc. Tù Ngưu Thánh Tôn biết di tích thái cổ là chỗ nào, đó là nơi một vị đại thánh ngủ say, tồn tại nhiều cơ duyên. Tù Ngưu Thánh Tôn đánh mệt chết mệt sống, còn đám người này tìm cơ duyên trước gã, ai nhịn nổi. Cá tính Tù Ngưu Thánh Tôn ngoan cố, ai chọc vào là gã đánh kẻ đó. Bại Nguyệt hoàng tử bị đá bay đi không còn bò dậy nữa, gã kêu gào mấy tiếng rồi nằm yên không nhúc nhích. Mọi người cảm thấy không thích hợp, có người tiến lên điều tra, biến sắc mặt. Người đó ấp úng nói. Yêu nguyên của Bại Nguyệt hoàng tử vỡ, đã tắt thở. Cái gì? Mọi người xôn xao. Đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc Tây Môn suy tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua mừng rỡ. Ha ha ha, đây là báo ứng, ông trời mở mắt. Bại Nguyệt hoàng tử bị Tù Ngưu Thánh Tôn một cước đá chết. Tim Tù Ngưu Thánh Tôn rớt cái bịch, tuy trong lòng Tù Ngưu Thánh Tôn rất giận, nhưng Bại Nguyệt hoàng tử là hoàng tử của Thắng Ngư yêu tộc, giết gã thì Tù Ngưu Thánh Tôn sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên mới rồi Tù Ngưu Thánh Tôn đá đánh khá nhẹ. Tù Ngưu Thánh Tôn chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, chẳng lẽ tình cờ đạp trúng ngay yêu nguyên của hắn. Bại Nguyệt hoàng tử là vương giả thế hệ trẻ, thật vô dụng, mới một cước đã bị đá chết. Tù Ngưu Thánh Tôn cảm thấy Bại Nguyệt hoàng tử quá yếu, gã nên nhẹ chân hơn nữa. Mặc dù đá chết Bại Nguyệt hoàng tử nằm ngoài dự liệu của Tù Ngưu Thánh Tôn, nhưng gã không lộ ra hốt hoảng, vẫn rất khí phách. Tù Ngưu Thánh Tôn bá đạo hừ lạnh một tiếng. Đây là kết cuộc dám lừa gạt bổn tọa, Bại Nguyệt hoàng tử gieo gió gặt bão. Đừng nói một cước đá chết Bại Nguyệt hoàng tử, không đánh hắn hồn phi phách tán đã là nể mặt mấy vị lão tổ Thắng Ngư yêu tộc. Trung Nguyên nhất điểm qua khen. Quá oách, đánh chết hoàng tử Thắng Ngư yêu tộc mà không chớp mắt cái nào,
cái này mới oai. Không uổng là tồn tại có gia gia thánh linh. Mấy vương giả thế hệ trẻ yêu tộc sau lưng Tù Ngưu Thánh Tôn không hiểu ra sao, cho rằng gã giận thật, muốn đại khai sát giới. Bọn họ vênh váo gào thét. Tù Ngưu yêu tộc là đệ nhất thánh yêu tộc, uy nghiêm không thể xâm phạm, giết hết bọn họ. Đúng, giết mỗi mình Bại Nguyệt hoàng tử không đủ dập tắt cơn giận của thánh tổ. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, các ngươi chủ động tự sát đi. Tất cả người lừa gạt thánh tổ đều phải chết, chủ động tự sát có lẽ còn được cơ hội luân hồi chuyển thế. Nếu thánh tổ của chúng ta ra tay thì tất cả sẽ hồn vía lên mây. Tù Ngưu Thánh Tôn nhíu mày, mặc dù gã hơi nóng tính nhưng không não rỗng, gã không định dây tí hết đám người này. Tuy nhiên thuộc hạ của gã giống to, Tù Ngưu Thánh Tôn không định ngăn cản. Cộng thêm Tù Ngưu Thánh Tôn rất giận, phải dạy cho nhóm Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử một bài học. Địa vị, thân phận không cho Tù Ngưu Thánh Tôn có biểu hiện lùi bước, yếu đuối. Trong mắt đám vương giả thái cổ thánh yêu tộc Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử lại thấy khác. Tù Ngưu Thánh Tôn đằng đằng sát khí, vừa đến đã xử Bại Nguyệt hoàng tử, cái này là xu hướng giết hết bọn họ đây. Bạch Kỳ Lân thầm truyền âm. Chúng ta lừa gạt Tù Ngưu Thánh Tôn, hắn sẽ không tha cho chúng ta. Bại Nguyệt hoàng tử cũng bị Tù Ngưu Thánh Tôn giết, chúng ta khó tránh khỏi bị hại. Nếu đấu đơn thì chúng ta không đánh lại hắn, sẽ bị Tù Ngưu Thánh Tôn giết. Hỗn Côn hoàng tử truyền âm nói. Vậy chúng ta hợp tác, xuống tay trước là hơn. Chúng ta có 14 vương giả thế hệ trẻ, 4 bán thánh, đủ tạo thành vết thương lớn cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Bạch Kỳ Lân nói. Tù Ngưu Thánh Tôn có thánh linh dụng cụ, nếu hắn lấy thánh linh dụng cụ ra thì chúng ta đều thành cho. Vậy chúng ta tập hợp tất cả cường giả đột ngột tấn công, tạo thành vết thương không thể phục hồi. Miễn Tù Ngưu Thánh Tôn bị giết thì những người khác không đáng sợ. Hỗn Côn hoàng tử độc ác nói. Chúng ta đã không có đường lui, nếu không liều một phen thì hôm nay sẽ thành vong hồn dưới chân hắn. Bạch Kỳ Lân trầm giọng nói. Đúng vậy. Sau lưng chúng ta cũng có đại nhân vật chống lưng, dù vị thánh linh của Tù Ngưu yêu tộc truy cứu không ai sợ ai. Chỉ trách Tù Ngưu yêu tộc không cho chúng ta đường sống trước, vậy đừng oán chúng ta bất nhân bất nghĩa. Mặt Bạch Kỳ Lân nở nụ cười, gã bước tới gần, chắp tay, cúi đầu hướng Tù Ngưu Thánh Tôn. Bạch Kỳ Lân cười nói. Thánh Tổ Điện Hạ, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Thật ra chúng ta chờ bên ngoài di tích Thái Cổ lâu quá không thấy Thánh Tổ đến nên định vào di tích Thái Cổ dò đường trước cho Thánh Tổ, không ngờ bị Thánh Tổ hiểu lầm. Tù Ngưu Thánh Tôn cười khẩy nói. Các ngươi cho rằng ta ngu sao? Lão tử một đường truy sát vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, một vương giả Tù Ngưu yêu tộc chết. Còn các ngươi, đã hứa cùng nhau đối phó nhân tộc nhưng bỏ lại lão tử, tự mình vào di tích Thái Cổ trước tìm cơ duyên, tính toán hay thật? Bà nội nó, trước kia lão tử và nhân tộc không có mâu thuẫn, không sợ nhân tộc vào Thái Cổ thánh tộc đá Tù Ngưu yêu tộc chúng ta xuống bậc. Ta làm vậy vì cái gì? Bạch Kỳ Lân đã đến gần Tù Ngưu Thánh Tôn trong vòng 3 bước, đối với cường giả đẳng cấp như bọn họ đừng nói 3 bước, xa 3 dặm cũng là gần trong gang tấc. Miệng Bạch Kỳ Lân phun ra thần châm màu trắng mỏng như lông châu, mau như ánh sao. Vô số tia chớp xuyên qua bay hướng trán Tù Ngưu Thánh Tôn. Cùng lúc đó, bàn tay Bạch Kỳ Lân mọc phải biến thành chân Kỳ Lân, thánh văn hiện trên bàn chân đạp ngực Tù Ngưu Thánh Tôn. Hỗn Côn hoàng tử và 12 vương giả thế hệ trẻ cùng công kích. Có đánh ra linh khí, có đánh ra thần thông, đều là chiến pháp mạnh nhất. Bọn họ đổ ập vào Tù Ngưu Thánh Tôn, muốn trọng thương gã trước. Trán Tù Ngưu Thánh Tôn hiện thánh ấn hình trăng khuyết đánh bật thần châm màu trắng rơi xuống đất. Phệ hồn châm, giỏi, Bạch Kỳ Lân. Ngươi dám dùng phệ hồn châm với lão tử. Hôm nay lão tử phế ngươi. Phệ hồn châm là một loại ma khí của tử linh yêu tộc, có thể cắn nuốt linh hồn người. Dính phải phệ hồn châm là chết chắc. Tù Ngưu Thánh Tôn nổi giận, phát ra tiếng trâu giống, miệng phun tiêu hồn phiến xanh biếc. Thánh linh dụng cụ tỏa sáng rực rỡ, giận dữ quạt hư không. Tất cả linh khí, niết bàn bị hất ngược về. 10 vương giả thế hệ trẻ yêu tộc bị quạt bay ra xa mấy ngàn vạn dặm. Bị thương rất nặng. Đây còn nhờ Tù Ngưu Thánh Tôn kiềm chết lực lượng, nếu không bọn họ đã hồn phi phách tán. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, hai đẳng cấp bán thánh khác đứng vững dưới đất, có báu vật hộ thể nên không bị tiêu hồn phiến quạt bay. Minh Vương kiếm. Hỗn Côn hoàng tử lấy ra chiến kiếm cổ xưa đẳng cấp linh khí thập bát phẩm, khí chết chóc bộc phát từ thân kiếm. Kỳ Lân thánh cốt.
Bạch Kỳ Lân bay lên, triệu hoán cột sống thánh linh của Kỳ Lân yêu tộc. Xương dài 800 dặm, bên trong chứa một tia ý chí thánh linh. Bạch Kỳ Lân vung tay, Kỳ Lân thánh cốt phát ra tiếng nổ bùm bùm như cây roi xương to lớn. Hai bán thánh khác đều có cổ chiến khí cường đại, bọn họ cùng công kích Tù Ngưu thánh tôn. Đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc lùi ra mấy ngàn dặm, hóng xem kịch. Tây Môn Suy Tiêu nhìn đại chiến phía xa, cười nói. Ô, đồ sộ quá, lại một bán thánh chết. Thanh Loan thánh nữ, Hỏa Loan công chúa không biết nên nói cái gì, cảm thấy đám vương giả thái cổ thánh yêu tộc quá xúc động. Đã bàn trước cùng nhau đối phó nhân tộc, kết quả đánh người mình thảm liệt. Chớp mắt có mấy vương giả thái cổ thánh yêu tộc đã chết. Trung Nguyên Nhất Điểm qua vỗ tay reo lên. Này Tù Ngưu thánh tôn, cẩn thận bên trái, bên trái. Ui chao, suýt nữa. Bạch Kỳ Lân ở trên đầu, phòng thủ, phòng thủ. Bà nội nó, không có mắt sao. Qua ca tức chết. Phương xa, Phượng Hoàng thiên nữ, Tiểu Phượng Hoàng đứng trong tầng mây nhìn đại chiến. Vẻ mặt Tiểu Phượng Hoàng kỳ lạ, đôi mắt đen láy xoay tròn. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tỷ tỷ, đại ma đầu kia thiếu đạo đức thật, hắn làm như vậy những bảy bàn man phủ sẽ bị tổn thất nặng nề. Phượng Hoàng thiên nữ tuyệt đại anh tư. Lửa bao bọc người nàng, mắt sáng như sao nhìn vòng chiến hỗn loạn. Loáng thoáng thấy một người mặc ẩn tàm xa la đi giữa các thái cổ thánh yêu tộc. Mỗi lần Tù Ngưu thánh tôn đánh bại một bán thánh là Phong Phi Vân chạy tới ấn ngực bán thánh đó, bán thánh tắt thở. Phong Phi Vân sử dụng lực lượng tử kiếp, vô ảnh vô hình, dùng kiếp chém đạo. Những người khác không thấy ẩn tàm ti nhưng Phượng Hoàng thiên nhãn có thể. Phượng Hoàng thiên nữ biết đó là Phong Phi Vân, môi hồng hé mở. Ngươi không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Tiểu Phượng Hoàng thè lưỡi. Đại ma đầu kia rất dữ, ta không dám nói ra, hắn sẽ đá ta. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử, hai vương giả thế hệ trẻ bán thánh té dưới đất, tắt thở, bị Tù Ngưu thánh tôn giết. Phong Phi Vân hoàn thành nhiệm vụ bay ra xa cởi xuống ẩn tàm xa la, quay về lẫn trong đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Nhiều vương giả thế hệ trẻ chủng tộc nhỏ yếu núp trong bóng tối nhìn phía xa, thấy tận mắt đại chiến thảm khốc. Bọn họ xì xầm bàn tán. Tù Ngưu hoàng tử quá hung bạo, giết Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, Bại Nguyệt hoàng tử, hai đệ nhất vương giả thái cổ thánh yêu tộc khác. Một lần xử lý năm đệ nhất vương giả thái cổ thánh yêu tộc, hắn không sợ bị năm thái cổ thánh yêu tộc trừng phạt sao? Thật dữ dằn. Thảm quá thảm, chỉ có Tù Ngưu thánh tôn mới cuồng như thế. Thập tam thái tử long tộc cũng không dám tùy tiện giết đám người này. Ai kêu sau lưng người ta có gia gia đẳng cấp thánh linh? Đây là vốn liếng để người ta ngông. Tù Ngưu hoàng tử đứng dưới đất nhìn chiến thi bán thánh nằm la liệt. Đất nhuộm máu bán thánh mọc ra thánh hào đỏ, đất đai ma hóa, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tù Ngưu hoàng tử sững sờ. Ta, đã làm gì vậy? Cùng một lúc giết năm đệ nhất vương giả thái cổ thánh yêu tộc. Còn ở trước mặt nhiều người, gây họa lớn rồi. Đám đệ nhất vương giả yếu quá, bình tĩnh, phải vững vàng. Tù Ngưu hoàng tử cố gắng giữ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều đáng chết, đi, chúng ta đi di tích thái cổ luận đạo. Tù Ngưu hoàng tử cùng tám vương giả thế hệ trẻ bay lên cây cầu gãy, vào trong di tích thái cổ. Giờ nỗi lòng Tù Ngưu thánh tôn rối loạn, không tầm tình đối phó đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Còn xác năm vương giả Bại Nguyệt hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử thì không ai hỏi thăm, không ai nhặt cổ chiến khí cường đại rơi rớt. Đùa, ai dám xen vào chuyện lớn này? Chắc chắn chuyện sẽ không dừng lại, tương lai sẽ có địa chiến giữa chí tôn thế hệ trước yêu tộc. Không có thái cổ thánh yêu tộc ngăn cản, các vương giả thế hệ trẻ núp trong bóng tối đều đi ra. Có nữ nhân quyến rũ, quỷ ảnh tà hồn, chúng nó bay lên cây cầu gãy hướng tới di tích thái cổ. Nói là luận đạo nhưng thật ra mỗi người tự tìm cơ duyên. Phượng Hoàng thiên nữ, Tiểu Phượng Hoàng cũng đến cây cầu gãy. Phượng Hoàng thiên nữ đứng trên mây ngoái đầu nhìn Phong Phi Vân, biến mất sau tầng mây. Một cây cầu gãy nối mặt đất và tầng mây đi thông di tích thái cổ, mặc cho gió táp mưa xa qua ức vạn năm không mục. Đi qua cây cầu gãy là mây mù mờ mịt, bán thánh cảnh cũng khó nhìn rõ ràng hơn 10 trượng. Cái này không giống xương. Che mắt còn dày hơn ngân hoàn duyên thủy. Bóp! Một tia chớp giáng xuống người huyết dao, đánh ó toàn thân cháy đen gào rú. Phong Phi Vân nói. Đừng đi lung tung, chỗ này nơi nào cũng nguy hiểm.
một tảng đá đều dính hơi thở đại thánh, đủ giết ngươi. Mao Ô Quy kéo huyết dao về quấn trên cổ. Thiên toán thư sinh đi đằng trước thôi diễn, phá giải sát thế, né trận pháp, tìm con đường an toàn nhất. Trên đường đi bọn họ không gặp nguy hiểm gì, đã vào trung tâm di tích thái cổ. Các vương giả thế hệ trẻ khác không may mắn như vậy, tử thương vô số. Nhiều lúc đi đường núi treo leo sẽ thấy xác yêu thú, có bị lôi điện đánh chết, có bị lửa đốt chết, có bị chiến binh cổ xưa đóng đinh, còn nhiều cái khác không chừa mẩu xương. Thấy nhân tộc bình yên vô sự vào di tích thái cổ, nhiều vương giả thế hệ trẻ lặng lẽ theo sau đoàn người nhân tộc từ xa, có mấy chục sinh linh cường đại. Vì phòng ngừa bọn họ đánh lén, Phong Phi Vân đi ở hàng cuối, đề phòng những vương giả thế hệ trẻ dị tộc. Thứ tự đi của đoàn người nhân tộc là Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ, Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Hiên Viên Nhất Nhất, Thạch Lan, Hỏa Loan Công Chúa, Thanh Loan Thánh Nữ, Phong Phi Vân, Mao Thành Thật, Mao Ô Quy, Huyết Giao. Đi vào chiến trường màu đỏ, dưới đất có một số mảnh nhỏ chiến binh thái cổ, sương mù trong không khí biến thành màu đỏ, chướng khí nặng nề. Các vương giả thế hệ trẻ hít một hơi cảm giác đầu váng mắt hoa. Hoàn cảnh, hơi thở chỗ này rất đặc biệt, có lực lượng đại thánh phủ lên khiến một số thứ thái cổ có thể bất hủ. Nếu may mắn có thể đào ra đồ tốt từ bùn đất. Dọc đường đi Mao Ô Quy hít hà mặt đất, đôi khi móng vuốt cào đất bùn. Đột nhiên mắt Mao Ô Quy sáng lên đào đất, đào sâu khoảng 3 thước lòng đất bắn ra ánh sáng trắng như cột sáng đâm thẳng lên trời. Ha 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 ha. Lão phu đào được thứ tốt. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đứng lại, Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua chạy nhanh đến nhìn chằm chằm nguồn sáng trắng trong vũng bùn, mừng rỡ. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua kích động nói. Thánh chi tinh hoa, một giọt thánh chi tinh hoa tương đương với một ức phương tinh hoa Phật khí, thứ này có tiền không mua được, thánh chi tinh hoa có thể trợ giúp bán thánh, chuẩn thánh lĩnh ngộ đạo tác thánh linh, nơi này có nguyên cái ao nhỏ. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua sinh ra từ thế gia thái cổ, nhưng gã hiếm khi thấy thứ như thánh chi tinh hoa. Hơi khát nước, để uống một miếng. Tây Môn Suy Tiêu biểu hiện rất có phong độ, trực tiếp nằm sấp uống ngụm to. Mao Ô Quy giật mình kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Mao Ô Quy vội thu ao nhỏ thánh chi tinh hoa, sợ bị Tây Môn Suy Tiêu uống hết. Hàng này không biết khách sáo là gì. Tây Môn Suy Tiêu đứng dậy, liếm môi nuốt giọt thánh chi tinh hoa cuối cùng. Tây Môn Suy Tiêu sửa sang vạt áo, nói. Uống có miếng nước chứ gì, keo kiệt. Mặt Mao Ô Quy xanh mét. Tổ cha ngươi, uống một miếng ít nhất hút 300 giọt thánh chi tinh hoa của lão tử. Tây Môn Suy Tiêu chẳng hề xấu hổ trở về vị trí cũ, đoàn người tiếp tục đi tới. Mọi người chú ý đất đai dưới chân, mơ mộng có thể đào ra báu vật gì. Thánh chi tinh hoa, báu vật làm chuẩn thánh cũng phải đỏ mắt. Ngày càng nhiều vương giả thế hệ trẻ theo đuổi đoàn nhân tộc. Bọn họ bàn tán xôn xao, Mao Ô Quy đào được thánh chi tinh hoa làm bọn họ cũng muốn ăn tìm báu vật. Mỗi người thăm dò địa chất, tìm báu vật lạc từ thời kỳ thái cổ. Phong Phi Vân từng tu luyện tầm bảo thuật, lại có Phượng Hoàng Thiên Nhãn nên lợi hại hơn bất cứ ai. Rất nhanh Phong Phi Vân cũng tìm được một ao thánh chi tinh hoa, chôn rất sâu nhưng số lượng nhiều hơn, cỡ một phương, như cái ao nước ngầm. Đây là thánh chi tinh hoa, không phải tinh hoa Phật khí, tinh hoa hỏa khí. Một giọt thánh chi tinh hoa tương lai một ức phương tinh hoa Phật khí, số lượng khổng lồ thế này làm người ta líu lưỡi. Ui chao, ta cũng thấy hơi khát. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua chạy nhanh như bay, nhưng Phong Phi Vân đã thu thánh chi tinh hoa trước gã một bước. Tuy Phong Phi Vân có nhiều thánh chi tinh hoa nhưng đám vương giả thế hệ trẻ dị tộc không dám cướp. Đùa, hiện tại nhân tộc mạnh mẽ, bọn họ không thể sánh bằng. Huống chi trong di tích thái cổ không có nhân tộc mở đường thì bọn họ khó tìm ra cách đi sâu vào di tích thái cổ. Thiên toán thư sinh đi đằng trước nhất dừng bước. Không thích hợp. Thiên toán thư sinh nhìn ao máu loãng phương xa, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Thiên toán thư sinh thụt lùi. Tây Môn Suy Tiêu hỏi. Có chuyện gì? Nơi thánh linh chết. Thiên toán thư sinh chỉ vào ao nước đỏ phương xa, nói tiếp. Hậu thời kỳ thái cổ có thánh linh chết tại đây. Máu chảy thành ao nước. Tây Môn Suy Tiêu hưng phấn nói. Tốt quá rồi, đó là cơ máu thánh linh, không thua kém gì thánh chi tinh hoa. Nhiều máu thánh linh như thế đủ cho ta đến cảnh giới chuẩn thánh trong vòng trăm năm. Thiên toán thư sinh lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói. Thánh linh còn chết tại đây, ngươi có tưởng tượng được nó nguy hiểm cỡ nào không?
mặt Tây Môn Suy Tiêu trắng bệch. Các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thụt lùi, cảm giác áp lực nặng nề. Nơi này có nguy hiểm làm thánh linh chết, bọn họ không dám tiến lên. Một vương giả thế hệ trẻ thú tộc chạy nhanh hướng hồ nước đỏ. Qua, máu thánh linh tụ tập thành hồ nước, một giọt có thể trợ giúp chúng ta ngộ đạo, huống chi có nhiều như vậy. Nhân tộc không lấy, chúng ta đi. Thân hình nó như heo, lưng mọc đôi cánh, chớp mắt xuất hiện bên cạnh ao đỏ. Máu thánh linh là báu vật vô thượng, ít ai ngăn nổi sức hấp dẫn này. Rào rào. Đột nhiên giữa hồ nước đỏ dao động từng vòng gợn sóng, một vuốt xương thò ra. Cánh tay dài mấy trăm thước, mỗi khúc xương như tảng đá nặng ngàn cân. Vương giả thế hệ trẻ thú tộc hét thảm, không có sức chống cự bị kéo vào hồ đỏ, chẳng mấy chốc chỉ còn mấy khúc xương nổi lên mặt nước, xương cũng hòa tan. Các sinh linh hút ngụm khí lạnh, giữa hồ đỏ tồn tại đẳng cấp gì? Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm lớn lao, hắn hét to. Mau, mau, trốn đi. Giữa hồ máu có lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Ầm, một bộ xương to cao mấy ngàn thước lao ra khỏi hồ đỏ. Thân người, xương cứng như đá, toàn thân đầy sát khí. Nó mặc kệ cá thần thông đạo pháp tấn công, vươn tay dễ dàng chộp một vương giả thế hệ trẻ yêu tộc ném vào miệng. Các sinh linh nháo nhào chạy trốn, nhưng tốc độ bộ xương quá mau, nhiều sinh linh không chạy thoát được. Phong Phi Vân vừa bay đi vừa ngoái đầu nhìn bộ xương to. Cự linh dương thần. Bên dưới sông máu tổ địa phong ra, Phong Phi Vân từng thấy một bộ xương cự linh dương thần. Tuy nhiên bộ xương cự linh dương thần kia chỉ to trăm thước, còn cự linh dương thần này cao hơn 3.000 thước, khí thế khổng lồ đáng sợ, lực lượng khủng bố làm người ta tuyệt vọng. Mao Ô Quy cũng biết cự linh dương thần. Sao cự linh dương thần đến thế giới này? Không bình thường, xem ra trong ao máu kia có thứ càng khủng bố hơn, không chừng khiến thánh linh chết thật. Mao Ô Quy ngồi trên lưng Mao Thành Thật chạy trốn mau như bay. Cự linh dương thần không phải sinh vật thế giới thật, nó sống trong thần giới bí ẩn, thuộc thế giới nửa thật. Nếu nói địa ngục là nơi trốn của quỷ tà thì thần giới là chỗ của thần tà. Chỉ có dùng máu dương thần thánh thai song sinh dị mới mở ra cánh cửa thần giới, triệu hoán cự linh dương thần đến thế giới này được. Vang tiếng hét thảm. A! À. Hỏa Loan công chúa bị một hơi thở của cự linh dương thần đánh trúng từ sau lưng xuyên tới ngực, thân thể mảnh mai té xuống đất. Cự linh dương thần đứng trước mặt Hỏa Loan công chúa, thân hình khổng lồ, nó thò tay xương chộp nàng. Hỏa Loan công chúa tuyệt vọng, che ngực đẫm máu, hai chân dưới váy run run, kinh hoàng nhìn cự linh dương thần. Bóng ma to lớn bao phủ, bàn tay xương to lớn mang theo lực lượng kinh khủng đè ép người Hỏa Loan công chúa không thể nhúc nhích. Ầm. Phong Phi Vân bay đến trước mặt Hỏa Loan công chúa, một tay ôm eo nhỏ, thi triển luân hồi tật tốc trốn ra ngay một giây trước khi tay cự linh dương thần chộp. Con mắt xương bắn ra hai tia sáng, cự linh dương thần tăng tốc độ gấp 10 lần. Thoáng chốc cự linh dương thần đuổi kịp Phong Phi Vân, vung tay. Vạn thú vô địch. Phong Phi Vân thi triển vạn thú chiến thể đánh ra lực lượng một vạn bán thánh oanh kích xương tay. Ầm. Phong Phi Vân bay ngược ra ngoài, đụng vào khu rừng đỏ. Đụng gãy một cây cổ thụ như bằng máu. Phong Phi Vân nhún chân lại bay lên, chui vào rừng cây đỏ. Cự linh dương thần giống to. Growl. Cự linh dương thần cũng lao vào rừng đỏ. Cây cối trong rừng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, có cây thô 10 người ôm không hết, có cây cao hơn hẳn cự linh dương thần. Bùm. Cự linh dương thần đụng gãy các cây to, lại vỗ một trưởng xương. Trong rừng vang tiếng rồng ngâm. Đuôi rồng dài mấy ngàn thước quét qua suýt lật ngửa cự linh dương thần. Đất rung rinh, một ngọn núi lớn gần đó sụp đổ. Tiếng chiến đấu kinh thiên động địa vang trong rừng đỏ, sóng khí rời núi ập biển lan tràn, tiếng chiến đấu càng lúc càng xa. Thanh Loan thánh nữ nóng nảy. Vân Ca bị cự linh dương thần buộc vào rừng cổ đỏ. Thanh Loan thánh nữ biến thành cái bóng xanh chạy vào rừng cây đỏ, muốn giúp Phong Phi Vân một tay. Các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc cũng xông vào, bọn họ sẽ không bỏ mặc Phong Phi Vân một mình chạy trốn. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đi lên con đường không biết. Rừng rậm màu đỏ không biết mọc cây cối gì, thân cây đỏ máu trong suốt, cứng rắn như ngọc. Trong lá cây sẽ nhỏ máu. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng biến thân rồng to, thể hiện lực lượng mạnh nhất đấu với cự linh dương thần. Ầm 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 ầm. Một rồng một xương khô đè ngã cây ốc cối. Một vạn linh thú chiến thể hiện hình sau lưng thần long phát ra tiếng gầm chân thiên động địa,
quấy nhiễu các sinh vật lạ trong rừng đỏ chạy trốn. Hỏa Loan công chúa nằm trên đầu rồng, cảm nhận cự long bộc phát khí thế khủng bố. Hỏa Loan công chúa giật mình thầm nghĩ. Đây mới là tu vi thật sự của chủ nhân, lực lượng mạnh hơn nhiều chuẩn thánh. Chủ nhân đã xem như một trong cá nhân vật mạnh nhất thiên địa. Nhiều chủng tộc không có thánh linh, chủng tộc có một thánh linh thì bảo đảm bất diệt. Chủng tộc có ba thánh linh xem như đại tộc hưng thịnh. Trong tình hình thánh linh hiếm hoi này, chuẩn thánh là chí tôn trong thiên địa, vô địch thiên hạ. Hỏa Loan công chúa cảm thấy Phong Phi Vân thể hiện sức chiến đấu không chừng đã vào 10 hàng đầu nhân tộc, có thánh linh trong bảng xếp hạng. Nếu tính thực lực, Phong Phi Vân ngang hàng với chúa tể các trung ương vương triều, động chủ nhân tổ động thiên. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Hỏa Loan công chúa, nàng không biết nội tình nhân tộc mạnh đến mức nào. Huyết giao quấn trên cổ Ma Ô Quy, xem như cũng nằm trên lưng Phong Phi Vân. Huyết giao tận mắt thấy rồng và cự linh dương thần đại chiến, khoáng cổ xưa nay. Phong gia quá oai, chiến uy mạnh mẽ như thế đủ đi ngang trong toàn Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng nói vương giả thế hệ trẻ gì đó, dù gặp chí tôn thế hệ trước cũng không nhiều người trấn áp được Phong gia. Tu vi của Huyết Giao tiến bộ nhiều, đã là vũ hóa đệ ngũ trọng, đủ phong làm đại yêu vương. Đây là đẳng cấp chuẩn thánh so tài, nếu xảy ra trên lãnh thổ nhân loại không chừng đất đai ức giảm tan vỡ, sóng to gió lớn, hù cảnh chủ, vực chủ một phương run sợ. Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, Huyết Giao luôn theo sát bên cạnh Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, chúng nó đứng trên lưng hắn. Grao! Phong Phi Vân phun lửa, trong lửa bao bọc tám tam vị chân hỏa lô. Mỗi thần lô biến to vạn trượng bay tám hướng ứng bát quái thiên vị, bao lấy 8.000 dặm. Mặt đất và bầu trời ghi 8.000 dặm bốc cháy, hóa thành lô thiên địa. Tất cả sinh vật trong phạm vi này sẽ bị đốt thành tro. Đây là trong tiểu linh tiên giới, tam vị chân hỏa lô chỉ trấn được 8.000 dặm. Nếu ở Tây Ngưu Hạ Châu, lãnh thổ 8 ước dặm sẽ bị đốt, sinh vật chết hết. Đây là lực lượng hủy diệt của đẳng cấp chuẩn thánh. Cho nên trên lãnh thổ nhân loại ít khi thấy bán thánh cảnh chiến đấu, toàn để thanh niên tài tuấn mỗi thế lực đánh lộn quyết định thắng thua. Vì nếu bán thánh đánh nhau, vạn ức sinh linh sẽ thành cho bụi. Không thế lực nào chịu nổi cái giá đắt này. Phong Phi Vân lấy 8 giới linh thạch cỡ đầu người ra cùng bỏ vào 8 tam vị chân hỏa lô. Trong mỗi giới linh thạch chứa một ức phương tinh hoa hỏa khí, sau khi vào tam vị chân hỏa lô chúng nó nổ tung. Tinh hoa hỏa khí liên miên chảy vào lô, cung cấp năng lượng cho tam vị chân hỏa lô. Ầm 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 ầm. Tam vị chân hỏa lô cao vạn trượng được tinh hoa hỏa khí dựng dục nhanh chóng trướng to, hóa thành thần lô đỏ thẫm cao 9.999. Đây mới là kích cỡ thật sự của tam vị chân hỏa lô, mỗi lô cao gần vạn dặm. Nếu một tam vị chân hỏa lô bay trong trời sao sẽ to ngang ngửa một tinh cầu. Chỉ có thần lô như vậy mới chịu nổi bát phương thiên địa hỏa chi tinh hoa, tế luyện ra bàn man phủ, một trong thánh linh dụng cụ mạnh nhất. Phạm vi 8 tam vị chân hỏa lô bao phủ lại khuếch trương gấp 10 lần, bao gồm khu vực 8 vạn dặm. Biến 8 vạn dặm thành hỏa vực, nhốt cự linh dương thần vào giữa, định luyện hóa nó. Mặt đất bị luyện thành dung nham, không gian bị thiêu vặn vẹo. Ánh sáng đỏ thẫm bắn ra thật xa, nhiệt độ nóng kinh khủng làm khu rừng đỏ bốc cháy. Đám người Thanh Loan thánh nữ, Hiên Viên Nhất Nhất, Thiên Toán thư sinh mới chạy vào rừng đỏ lại vội vàng trốn ra. Nhiều sinh linh kỳ lạ chạy ra theo nhóm Thanh Loan thánh nữ. Tất cả là giống loại cường đại được di tích thái cổ dựng dục, chúng đang chạy trốn, vì đại chiến sâu trong rừng rậm quá khủng khiếp. Tóc Tây Môn Suy Tiêu bị đốt khét, lòng rung động nói. Chết tiệt! Chiến đấu đẳng cấp thế này quá biến thái. Nếu xảy ra trên lãnh thổ nhân tộc không biết có bao nhiêu người chết. Tây Môn Suy Tiêu cảm thấy chênh lệch với Phong Phi Vân quá lớn, trước kia gã đã xem nhẹ lực lượng của hắn. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua là người cuối cùng chạy nhanh ra rừng đỏ, mông bị tam vị chân hỏa lô đốt. Sức chiến đấu của Phong Huynh sao tăng nhiều như thế, dù là chúa tể Trung ương Vương Triều thứ hai của chúng ta cũng không đánh lại Phong Huynh. Trong Trung ương Vương Triều thứ hai không tìm ra một người đánh bại Phong Huynh được, có lẽ chỉ lão tổ tông nhà chúng ta có thể đối kháng. Phong Phi Vân càng mạnh thì bọn họ càng mừng, có hắn chống lưng cho bọn họ đủ để đi ngang trên lãnh thổ nhân tộc. Thiên Toán thư sinh nói, trước khi Phong Huynh vào tiểu linh tiên giới mới đến vũ hóa đệ thất trọng. Về mặt lý luận muốn tu luyện vũ hóa đệ thất trọng đến cảnh giới chuẩn thánh cần tốn ít nhất 500 năm, cái này là tính theo thiên tài đẳng cấp truyền kỳ.
Ta cảm thấy Phong huynh chưa đột phá đến vũ hóa đệ bát trọng, có sức chiến đấu cường đại như thế chắc vì vạn thú chiến thể đại thừa. Còn có đặc điểm huyết thống bán yêu. Mọi người đừng quên Phong huynh là bán thánh thứ nhất phá vỡ nguyền rủa, sáng tạo kỳ tích gì cũng bình thường. Trung Nguyên nhất điểm qua không biết nên nói cái gì. Mới có vũ hóa đệ thất trọng đã lợi hại như vậy, nếu đột phá vũ hóa đệ bát trọng, dưới thánh linh còn ai đánh lại hắn. Trước kia Trung Nguyên nhất điểm qua tự cho mình là thiên tài số một trong thiên hạ, nhưng so với Phong Phi Vân thì gã cảm thấy mình chưa đủ thiên tài. Thiên toán thư sinh cười nói. Đại thế giới cường giả lớp lớp, có thần thông lớn, cơ duyên lớn, thiên phú lớn chưa chắc đều được mọi người biết. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Ai dám nói mình là đệ nhất thiên hạ? Phong Phi Vân, cự linh dương thần đại chiến trong di tích thái cổ kinh động nhiều vương giả thế hệ trẻ. Trong di tích thái cổ, trên sa mạc đen, một tên mập cao 6-7 thước vỗ một trường. Một con thần ngô mãnh thú bán thánh cảnh bị vỗ lún vào cát, tên mập tay không xé thần ngô thành hai khúc nhét vào miệng nhai. Mãnh thú bán thánh cảnh đủ làm vương giả thế hệ trẻ sợ hãi trốn xa thật xa khỏi mảnh đất tử vong này. Nhưng tên mập không sợ, gã đi vào mảnh đất tử vong này, ăn vua mãnh thú. Tên mập là bất tử bất quá của bạch hổ yêu tộc. Bất tử bất quá nhìn sông lửa phía chân trời, mũi hít hà. Bất tử bất quá cười tủm tỉm. Trong người bán yêu thì ra có máu rồng, ta ngửi được chút mùi tổ long vương ấu niên. Không lẽ là họ hàng nhà thập tam thái tử? Ta phải đi góp vui mới được. Bất tử bất quá phát ra tiếng hổ gầm hù các mãnh thú, sinh linh nằm sấp dưới đất. Người bất tử bất quá trướng to biến thành con cọp màu trắng, cao cỡ ngón núi, trán có chữ vương đỏ máu. Bất tử bất quá chạy nhanh vào rừng cây đỏ. Trung tâm di tích thái cổ, trên cung tường sụp đổ. Tường cao như dãy núi có một nam nhân cao lớn mặc áo trắng đứng, đầu mọc hai sừng rồng. Nam nhân áo trắng nhìn hướng rừng rậm đỏ, lạnh lùng nói. Nhi tử của Hàn Đồ Long tộc, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện. Một vương giả thế hệ trẻ Long tộc tu vi bán thánh bay lên cung tường, khom người cúi đầu, nói. Thái tử điện hạ, không tìm được Hiên Viên kiếm. Thập tam thái tử nhíu mày nói. Nơi này từng là tẩm cung của địa hoàng đại thánh. Tương truyền năm xưa cường giả vô thượng Hiên Viên đế sư của nhân tộc đến tuổi già đã tới đây tìm cách sống lâu. Có người thấy Hiên Viên đế sư đi vào di tích thái cổ rồi không ra ngoài nữa, hiển nhiên hắn không tìm ra cách kéo dài sự sống, chết trong di tích thái cổ này. Chắc chắn Hiên Viên kiếm ở đây. Những chí tôn nhân tộc chọn địa điểm vương giả luận đạo tại đây là muốn phái vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đến di tích thái cổ tìm cơ duyên, sự thật là để tìm Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm là một trong thánh linh dụng cụ mạnh nhất thiên hạ, lực lượng bản thân kiếm linh có thể chiến đấu với thánh. Chỉ người có duyên với Hiên Viên kiếm mới tìm thấy nó, trở thành chủ nhân của nó. Chúng ta không tìm được thì thôi, loại thánh linh dụng cụ này dù chúng ta tìm được cũng không thể cưỡng ép chân áp nó. Bán thánh long tộc lên tiếng. Vậy chuyến này chúng ta tay không trở về. Thập tam thái tử lắc đầu, nói. Trước khi vào tiểu linh tiên giới tổ long vương đã dùng thần niệm truyền âm cho ta. Trong di tích thái cổ có bí mật lớn. Lúc trước Hiên Viên đế sư về già vào di tích thái cổ có lẽ không phải muốn tìm cách sống lâu, mà vì trấn áp thứ gì hoặc sinh vật gì. Vẻ mặt bán thánh long tộc cung kính nói. Thế ý của tổ long vương là. Tổ Long Vương muốn chúng ta tìm ra sự thật, dù không có được Hiên Viên kiếm cũng phải tìm được sự thật. Hiên Viên kiếm nhìn mây đỏ phía chân trời, tám tam vị chân hỏa lô lơ lửng, có tiếng rồng ngâm vang vọng. Người thập tam thái tử phát ra long khí hùng hồn, khí thế mạnh mẽ. Sóng khí khuếch tán đánh bay bán thánh long tộc như đuổi ruồi. Bùm! Bán thánh long tộc té vào cung điện đổ nát cách mấy trăm dặm, đập mặt đất thủng cái lỗ to. Kết cuộc của phản đồ là cái chết, chém phản đồ trước rồi tìm Hiên Viên kiếm sau. Giọng thập tam thái tử còn vang vọng trên tường thành, thân thể đã biến mất. Cơ thể cự linh dương thần như núi cao, xương cốt như thần ngọc. Nhưng dường như cự linh dương thần bị thương nặng từ trước, chỉ còn một phần lực lượng. Cự linh dương thần thật sự thì có thịt, còn cự linh dương thần chỉ có bộ xương, thịt trên người bị ăn mòn gần hết, rõ ràng nó từng bị thương nặng. Nếu vào lúc cự linh dương thần đỉnh cao nhất, dù Phong Phi Vân có mặc áo da phượng vảy rồng hóa rồng cũng sẽ bị nó một bàn tay đập chết. Bây giờ cự linh dương thần rất yếu, chỉ đánh ngang tay với Phong Phi Vân. Cự linh dương thần chỉ có thân hình xương trắng, khá sợ lửa.
Khi Phong Phi Vân đánh ra tám tam vị chân hỏa lô thì cự linh dương thần bị kiềm chết gắt gao, nhốt trong hỏa vực rực cháy. Bùm! Cự linh dương thần một đấm đánh bay một tam vị chân hỏa lô, mở đường máu, cơ thể to lớn lao nhanh hướng hổ máu. Ầm 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 ầm. Mỗi khi chân cự linh dương thần đạp đất là mặt đất sẽ rung rinh. Bùm bộp. Khi ba tam vị chân hỏa lô công kích, cự linh dương thần nhảy vào trong hồ đỏ, thân thể cao hơn 3.000 thước chìm xuống dậy sóng máu. Vô số đạo tắc thánh linh sôi trào trong sóng máu. Phong Phi Vân thu về ba tam vị chân hỏa lô, trở về hình người. Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ máu, không truy kích tiếp. Một giọt máu thánh linh có thể giết bán thánh. Nơi này có nguyên hồ máu thánh linh, đừng nói Phong Phi Vân mới có cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng, dù hắn dến vũ hóa đệ cửu trọng, nhảy vào đó chẳng mấy chốc sẽ biến thành khúc xương. Trừ phi có thánh linh dụng cụ hộ thân mới ngăn nổi máu thánh linh chấn áp. Mao Ô Quy nhảy đến ven hồ, mũi hít hà, khắc dưới mặt đất, thôi diễn. Mao Ô Quy nhỏ giọng nói. Có vấn đề lớn. Phong Phi Vân đưa một viên kim tàm Phật đan cho Hỏa Loan công chúa uống, đặt nàng xuống đất dưỡng thương. Phong Phi Vân đến bên bờ hồ máu, hỏi. Ngươi lại phát hiện cái gì? Mao Ô Quy trả lời. Nơi này từng chôn thánh linh, vốn nên thuộc về sát địa âm khí cực nặng. Nhưng dương khí ở đây nặng quá mức, trái với lẽ thường. Cô âm không sinh, cô dương không dài. Nơi này âm dương lẫn lộn, thiên cơ hỗn loạn. Thiên toán thư sinh đạp gió bay tới, dần đến gần hồ máu. Biểu tình thiên toán thư sinh nghiêm túc nói. Đúng là thiên cơ hỗn loạn, lúc trước ta suy tính sai sót dẫn mọi người đến tuyệt địa này. Nếu Phong huynh không có sức chiến đấu vô thượng thì nhiều người sẽ chết tại đây. Đám người hiên viên nhất nhất, Thanh Loan thánh nữ, Tây Môn Suy Tiêu cũng chạy đến, đứng bên bờ hồ máu. Dù sao có cao thủ Phong Phi Vân ở, bọn họ không sợ. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn vào hồ máu. Nhưng trong hồ là máu thánh linh, Phượng Hoàng Thiên Nhãn không thể xuyên thấu mặt nước, không biết đáy hồ có cái gì. Mắt hiên viên nhất nhất sáng lấp lánh, tiên vụ trắng che người, khuynh quốc khuynh thành. Nếu ngươi muốn đi xuống thăm dò thì ta có thể giúp một tay. Hiên viên nhất nhất có thánh linh dụng cụ, đúng là có thể giúp đỡ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Ta có dự cảm mãnh liệt rằng đáy hồ chôn một nhân vật ghê gớm. Thánh nữ điện hạ hãy cùng ta đi xuống, những người khác lùi tới biên giới di tích thái cổ, chút nữa sẽ có động tĩnh lớn. Mỗi người chú ý bảo vệ bản thân cho tốt. Growl. Một con bạch hổ chạy như bay đến, đất rung núi chuyển. Con cọp ngừng lại bên bờ hồ máu, biến thành tên mập da trắng bóc, như người khổng lồ nhỏ. Bất tử bất quá đứng bên hồ máu, cười với đám người Phong Phi Vân. Bất tử bất quá lấy ra cây gậy sắt thô cỡ thùng nước, dài 99 trượng, bên trên khắc 4 chữ cổ thần thánh cảnh diệt thiên su. Đây là thánh linh dụng cụ của bạch hổ yêu tộc, có thể định núi cao, chấn sông ngòi, một lão yêu đế của bạch hổ yêu tộc luyện ra. Lão yêu đế là tổ tiên của bất tử bất quá, chết hơn 800 vạn năm, từng oai phong một cõi. Bất tử bất quá lấy cảnh diệt thiên su ra là muốn vào hồ máu thăm dò tìm hiểu. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Rồng ngâm ngừng, có một nam nhân đầu mọc hai sừng rồng, người dồi dào yêu khí đứng ở bờ đối diện hồ máu. Vô số thiên đạo quy tắc ùa hướng nam nhân, khí thế siêu cường đại. Là thập tam thái tử Long tộc. Thập tam thái tử Long tộc đứng đối diện Phong Phi Vân, khí thế uy nghiêm mà bá đạo ập vào mặt. Kim Ô bá hoàng tử so với thập tam thái tử như con nít chơi đồ hàng. Trong khoảnh khắc đó các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bị khí thế đánh bay. Có bay xa mấy ngàn dặm, mấy trăm dặm, tất cả cũng nhờ Phong Phi Vân chắn lại đa phần khí thế, nếu không khí thế của thập tam thái tử Long tộc đủ đánh chết đám người Trung Nguyên nhất điểm qua, Thạch Lan. Phong Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, thanh đồng cổ thuyền trong người. Mặc kệ áp lực bên ngoài cường đại cách mấy, Phong Phi Vân đứng im không nhúc nhích. Bất tử bất quá cầm cảnh diệt thiên su. Cười tủm tỉm. Mới đến đã gây náo động lớn như vậy, đúng là có Ano nhiệt để xem. Bất tử bất quá đứng bên hồ máu chuẩn bị xem náo nhiệt. Gót sắt chấn động, thiên địa vang tiếng bỏ giống. Tù Ngưu Thánh Tôn cùng đám vương giả thế hệ trẻ chạy tới bên bờ hồ máu. Cơ thể Tù Ngưu Thánh Tôn giữ nguyên hình là Tù Ngưu đen to lớn, cây quạt xanh biếc bay trên đầu gã. Cây quạt rắc xuống vô số ánh sáng thánh linh. Những vương giả thế hệ trẻ bị khí thế từ người Phong Phi Vân, thập tam thái tử Long tộc hù sợ,
biết đây là trốn thị phi. Bọn họ không có thánh linh dụng cụ hộ thân như bất tử bất quá, tù ngưu hoàng tử, không dám xen vào chuyện này. Các vương giả thế hệ trẻ thụt lùi. Tu vi của tù ngưu thánh tôn ất mạnh, gã không lùi. Tù ngưu hoàng tử đứng bên bờ hồ máu, khí thế kiêu căng. Két! Áng mây đỏ từ chân trời bay đến, trong mây bao bọc phượng hoàng lông chim sặc sỡ. Phượng hoàng hóa thành thiên nữ tuyệt đại phong hoa, chân trần đáp xuống ven hồ máu. Phượng hoàng thiên nữ như tiên cơ giáng trần, toát ra tiên khí không ăn nhân gian khói lửa. So với một tháng trước tu vi của phượng hoàng thiên nữ càng thêm cường đại. Bất tử bất quá cười to bảo. Ha 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 ha. Long tộc, phượng hoàng yêu tộc, bạch hổ yêu tộc, tù ngưu yêu tộc, nhân tộc, cường giả đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đều tụ tập lại. Thôi thì chúng ta luận đạo ngay tại đây đi. Tù ngưu thánh tôn nói. Còn kém vài sinh linh. Ví dụ kim ô bá hoàng tử, quyền vũ quy tôn, thanh trúc nữ, thiên hà bạch đầu ông. Bán yêu nhân tộc có tư cách luận đạo thì bọn họ cũng có. Phượng hoàng thiên nữ đứng trong sương mù, thân thể như ẩn như hiện, như đứng ở thế giới khác. Phượng hoàng thiên nữ nói. Kim ô bá hoàng tử đã chết, không có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Tù ngưu thánh tôn giật mình kêu lên. A, à, là thiên nữ điện hạ giết hắn. Tù ngưu thánh tôn biết kim ô bá hoàng tử rất mạnh. Tu vi yếu hơn gã một chút nhưng tù ngưu hoàng tử cũng không giết được kim ô bá hoàng tử. Nếu phượng hoàng thiên nữ có thực lực giết kim ô bá hoàng tử thì trong lần luận đạo này nàng là kẻ địch đáng sợ. Bất tử bất quá rất giật mình, thầm nghĩ. Kim ô bá hoàng tử lĩnh ngộ thiên mộc đạo, tu luyện thành thân bất tử, chỉ có thánh linh mới chém được hắn. Phượng hoàng thiên nữ thật sự giết kim ô bá hoàng tử. Phượng hoàng thiên nữ chỉ nói cho mọi người biết tin kim ô bá hoàng tử chết. Nàng không nói hung thủ là ai. Mọi người tự động cho rằng người giết kim ô bá hoàng tử là phượng hoàng thiên nữ, vì kim ô yêu tộc hòa phượng hoàng yêu tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Phượng hoàng thiên nữ làm vậy là để che giấu sự thật, không để kim ô yêu tộc trả thù Phong Phi Vân. Phượng hoàng thiên nữ sẽ gánh hậu quả giết kim ô bá hoàng tử. Từ đầu đến cuối Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc không nói câu nào. Khí thế hai người đối chọi đến mức tận cùng. Bên trên hồ máu lóe tia chớp phát ra tiếng đì đùng. Trong người thập tam thái tử long tộc có 5.400 đạo tắc thánh linh chớp lóe, đạo tắc thô như cột chống trời. Thập tam thái tử long tộc như thần linh, uy thế phô thiên cái địa ập xuống. Trong 5.400 đạo tắc thánh linh có một con thuyền đất cổ xưa, đầu thuyền khắc cái đầu dê to tướng. Thuyền đất vàng lơ lửng trong người thập tam thái tử long tộc, thân thuyền có các tế đài phát ra thần lực viễn cổ hỗn độn. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân chịu đựng lực lượng càng lúc càng cường đại, bên tai nghe thanh âm tiên dân viễn cổ tế tự. 82 đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân bị chấn run rẩy. Cuối cùng Phong Phi Vân lùi một bước mới xóa tan tất cả lực lượng thập tam thái tử long tộc ập đến. Nhưng lùi một bước nhỏ chứng minh Phong Phi Vân thua thập tam thái tử long tộc trong cuộc đối đầu vừa rồi. Khí thế biến mất, thập tam thái tử long tộc nhếch mép, ánh mắt càng sắc bén. Thập tam thái tử long tộc biểu hiện người thắng kiêu ngạo nói. Đến thế là cùng. Phong Phi Vân không cãi lại, nếu tính cảnh giới thì đúng là hắn yếu hơn thập tam thái tử long tộc một tầng, khí thế kém hơn. Nhưng nếu đại chiến sinh tử, chưa chắc Phong Phi Vân thua thập tam thái tử long tộc. Thập tam thái tử long tộc tỏ vẻ vương giả trong vương giả. Nếu người đã đến đông đủ thì chúng ta hãy luận đạo đỉnh vương giả ngay bên bờ hồ máu đi. Uy thế chấn thiên động địa. Áp đảo thiên tài tuấn kiệt khác, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là điểm long tộc bá đạo nhất, tự nhận là đứng đầu vạn tộc. Nên tổ long vương một pháp chỉ có thể hiệu lệnh vạn tộc, bất cứ tộc nào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo long tộc điều khiển. Bản thân thập tam thái tử long tộc có thể tổ long vương, thiên tài đẳng cấp thần thoại. Tương lai thập tam thái tử sẽ là tổ long vương, thành chúa tể nguyên thiên địa. Đây là số phận của thập tam thái tử, nên bây giờ gã gầy dựng uy nghiêm thuộc về mình. Xưng vua trong thế hệ trẻ. Nếu đã đến rồi thì hãy ra đi. Thập tam thái tử long tộc ra lệnh một tiếng, những chí cường thế hệ trẻ trong bóng tối đều đi ra, từ bốn phương bay đến, như thần linh từ trên trời giáng xuống, khí thế sôi trào đến mức tận cùng. Toàn bộ là sinh linh có tư cách vương giả luận đạo. Bao gồm Phong Phi Vân, tổng cộng 9 chí tôn vương giả thế hệ trẻ sắp mở ra vương giả luận đạo, đối thoại giữa chí tôn thế hệ trẻ. Bên bờ hồ máu gió nổi mây phun,
các loại lực lượng không gì sánh bằng đan xen. Chín chí tôn vương giả thế hệ trẻ đứng chín hướng, mỗi sinh linh có đạo khác nhau tạo nên khí thế cũng khác. Thập tam thái tử long tộc đứng ở phương Bắc, kẻ cả. Phong Phi Vân đứng ngay đối diện thập tam thái tử long tộc, phương Nam. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng bên trái Phong Phi Vân, giữ khoảng cách nhất định, hình thành thế so tài. Bất Tử Bất Quá đứng ở chính đông phương, cắm cảnh Diệt Thiên Xu trước mặt. Khí thế thánh linh khổng lồ bao phủ đại chú ngữ thuật gã. Tù Ngưu Thánh Tôn đứng ở chính tây, đối diện Bất Tử Bất Quá. Tù Ngưu Hoàng Tử vẫn giữ hình dạng Tù Ngưu, yêu khí cực kỳ bàng bạc. Trừ 5 người ra có 4 chí tôn vương giả thế hệ trẻ bay ra đứng ở 4 hướng, hình thành thế cửu cung vấn trời. 4 chí tôn vương giả thế hệ trẻ có một nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh mỏng, tóc dài bay bay, gáy ngọc thon dài, mắt đẹp như hạnh hoa, da thịt như tiên ngọc tinh khiết. Khí chất, sắc đẹp của nàng ngang ngửa với Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thanh Y. Phong Phi Vân nhận ra nữ nhân này là Thanh Y, muội muội của Thanh Liên Nữ Thánh. Lúc ở Đan Đỉnh Quỷ Thị, Thanh Y đã đến bán thánh cảnh, có Thanh Liên Nữ Thánh trợ giúp nàng tu hành, nay tu vi càng cao hơn. Thanh Y từ một gốc tre xanh tu luyện ra, mặc dù thời gian nàng tu luyện rất xa xôi nhưng từ thông thần hóa hình thì không lâu. Đối với dị tộc tính tuổi từ lúc thông thần hóa hình, nên Thanh Y có tư cách tham gia luận đạo vương giả thế hệ trẻ. Thanh Y liếc hướng Phong Phi Vân, nhẹ nhàng đáp xuống bên phải hắn, nhưng không nói chuyện. Thanh Y yên tĩnh như gốc tre xanh. Mấy người này là vương giả thế hệ trẻ thật sự, vương giả tuyệt đối. Bất Tử Bất Quá ngồi xếp bằng, lõa ngực, như cổ Phật Di Lặc. Bất Tử Bất Quá nói. Vương giả luận đạo là luận đại thế thiên hạ, cổ pháp thánh linh, thần thông thiên thư, chiến trường vạn tộc. Bất Tử Bất Quá liếc hướng thập tam thái tử long tộc, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến. Hết cách, long tộc quá mạnh mẽ, chủng tộc nào cũng không thể bỏ qua long tộc. Tại đây người có quyền lên tiếng nhất là thập tam thái tử long tộc. Thập tam thái tử long tộc hừ lạnh một tiếng. Long tộc của ta tụ tập thánh linh cổ pháp nhiều chủng loại nhất thiên hạ. Thần thông thiên thư các tộc thì mọi người đều rõ ràng, không cần luận nữa. Về chiến trường vạn tộc, từ xưa đến nay nó đã tồn tại thì có đạo lý của nó. Trong lòng thập tam thái tử long tộc hơi tức giận, đặc biệt Bất Tử Bất Quá nhắc đến luận thần thông đạo pháp. Thập tam thái tử long tộc cảm thấy Bất Tử Bất Quá cố ý cười nhạo long tộc. Vì thật lâu trước kia hữu một lần vạn tộc luận đạo, luận thần thông đạo pháp các tộc. Lần đó long tộc thua Phượng Hoàng yêu tộc, cũng thua vạn thú đồ luyện thể thần thuật tối cao nhất long tộc vào tay Phượng Hoàng yêu tộc. Đó là nỗi đau mãi mãi của long tộc, là mối nhục. Nhưng khi ấy long tộc chỉ giao quy tắc chung của vạn thú đồ cho Phượng Hoàng yêu tộc, còn qua sửa chữa. Thứ tinh túy nhất vạn thú đồ thì long tộc giấu kín. Sau này Phượng Hoàng yêu tộc mới biết sự thật, cố ý đặt tên thần thông luyện thể đó là vạn thú chiến thể. Người đã sửa thì ta cũng sửa, ai tham gia lần vương giả luận đạo đó đều biết là sửa từ vạn thú đồ, cái này xem như tát tai long tộc. Mọi người cảm thấy long tộc khá hẹp hòi, nhưng không ai dám nói thẳng mặt. Chuyện này đã qua rất lâu nhưng đối với long tộc là mối nhục lớn lao. Trong vương giả luận đạo không còn ai luận thần thông đạo pháp nữa. Phong Phi Vân lên tiếng. Thế thì thập tam thái tử điện hạ cảm thấy chúng ta nên luận cái gì? Thập tam thái tử long tộc hừ lạnh một tiếng. Luận thời cuộc, luận diệt thế giả vực ngoại, luận đại kiếp nạn. Sao, đừng nói với ta là các ngươi không biết những việc này, không dám luận. Nghe mấy chữ diệt thế giả vực ngoại đúng là có 2, 3 vương giả thế hệ trẻ biến sắc mặt. Chuyện này mịt mờ hiếm ai biết, nhưng các sinh linh có mặt tại đây hoặc là người nối nghiệp tương lai một chủng tộc, hoặc có thánh linh chống lưng, không biết chuyện này mới lạ. Thánh linh luôn có năng lực cảm giác rất mạnh, ở một mức nào đó thấy tương lai, có đại thần thông có thể trở về quá khứ. Nếu tương lai có đại kiếp nạn thì không thể gạt được đẳng cấp thánh linh. Thập tam thái tử long tộc nói, đại kiếp nạn sắp đến, thiên địa sẽ không tồn, vạn vật mất đi. Nhưng chúng ta biết quá ít về diệt thế giả vực ngoại. Trong mỗi tộc nắm giữ tin tức khác nhau, tại sao không nhân dịp vương giả luận đạo này lấy ra cùng chung? Tù Ngưu Thánh Tôn lên tiếng. Ta thấy đề nghị của thập tam thái tử rất tốt, đại kiếp nạn sắp tới, không thể tránh né. Nhưng nếu trong 9 tộc chúng ta có ai nắm giữ được nhiều tin tức thì có thể ứng đối kiếp nạn tốt hơn. Đại kiếp nạn qua đi, chúng ta sẽ trở thành cửu tộc mạnh nhất thiên địa. Phong Phi Vân cười mỉa mai. Không giấu được mắt thập tam thái tử.
Thập Tam Thái Tử Long Tộc hỏi. Phong Phi Vân, dường như ngươi có ý kiến khác. Phong Phi Vân cảm giác sát khí từ người Thập Tam Thái Tử Long Tộc, cười nói. Mục đích chúng ta luận đạo chỉ là khiến mấy tộc mình giữ lực lượng trong đại kiếp nạn. Tại sao không hợp sức toàn bộ chủng tộc công kích diệt thế giả vực ngoại? Tù Ngưu Thánh Tôn bật cười. Thiếu kiến thức, ngươi có biết diệt thế giả vực ngoại mạnh cỡ nào không? Năm xưa Cửu Châu cùng tồn tại, có đại thánh dẫn dắt, vạn thánh nổi lên. Lúc mạnh mẽ như thế mà còn bị diệt thế giả vực ngoại hủy tám châu, vạn tộc suýt thành tro. Bây giờ thực lực của chúng ta yếu hơn thái cổ không chỉ gấp 10 lần, vậy mà mơ đánh lùi diệt thế giả vực ngoại. Tự bảo vệ mình, giữ lại chút huyết mạch cho Cửu Châu mới là chuyện chính xác nhất chúng ta nên làm. Phong Phi Vân châm biếm. Có cần đào hố chôn mình trước không? Phượng Hoàng Thiên Nữ lên tiếng. Dù là nghênh chiến hay giữ lại huyết mạch, những chuyện này do tiên hánh các tộc quyết định. Chúng ta chỉ trao đổi tin tức mình nắm giữ, để hiểu biết nhiều hơn về diệt thế giả vực ngoại. Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Ta đề nghị vì công bình mỗi người nói ra một tin tức, ai nói tin quan trọng nhất sẽ đứng đầu vương giả luận đạo, được giải thưởng bí ẩn của hội luận đạo. Bất Tử Bất Quá cười nói. Đề nghị này thú vị, phần thưởng vương giả luận đạo luôn phong phú, từng có một quý là một thánh linh dụng cụ. Nghe nói phần thưởng nhân tộc lần này là một gốc lượng kiếp cổ dược, sinh trưởng một lượng kiếp pháp lực, hơn 60 ức năm, giá trị hơn hẳn thánh linh dụng cụ bình thường. Lượng kiếp cổ dược là thần dược cổ xưa nhất thiên địa, mỗi gốc tuyệt thế vô song, thọ cùng trời đất. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu không có bao nhiêu lượng kiếp cổ dược, thánh linh cũng sẽ giành giật. Nếu không phải nhân tộc muốn vào thái cổ thánh tộc thì tuyệt đối không lấy lượng kiếp cổ dược ra làm phần thưởng. Phần thưởng càng phong phú chứng minh nội tình nhân tộc càng mạnh, giúp ích rất lớn cho việc xông thái cổ thánh tộc. Không có đại khí phách làm sao được người khác thừa nhận. Làm sao chiếm được quyền lên tiếng trong đại kiếp nạn. Năm xưa thắng Ngư Yêu tộc lấy một thánh linh dụng cụ làm phần thưởng vương giả luận đạo, nên thành công trở thành thái cổ thánh yêu tộc. Thanh Y nói. Dùng cái này phán định cao thấp đúng là có thể khiến mọi người nói ra tin quan trọng nhất. Nhưng tin của ai quan trọng hơn thì không có tiêu chuẩn phán đoán, cần có trọng tài mới được. Bất Tử Bất Quá nói. Cái này thì khỏi lo. Trong lúc chúng ta luận đạo có thần niệm chí tôn thế hệ trước ra cố chỗ này, bọn họ sẽ phán xử công bình nhất. Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Vậy để ta bắt đầu trước, ta nói ra tin tức tuyệt đối rung động lòng người, các ngươi nghe xong đừng sợ. Một thánh linh Tù Ngưu yêu tộc tính ra tương lai, thấy cảnh tương lai. Đó là Tây Ngưu Hạ Châu tan vỡ, vạn tộc bị diệt. Tù Ngưu Thánh Tôn nhìn Phong Phi Vân, nhếch mép cười nhạt, như đang nói. Đây là tương lai mà thánh linh trông thấy, tương lai đã định trước, người nghĩ chúng ta không muốn chiến sao. Nhưng tương lai đã định trước không có hy vọng vậy cần gì hy sinh vô ích. Châu châu đá xẻ sẽ mất luôn hạt giống. Nghe tin này mọi người biểu tình cực kỳ khó xem. Tin tức làm người ta tuyệt vọng, tuy tương lai tràn ngập biến số, thánh linh thấy tương lai chỉ là kết quả khả năng lớn nhất trong các loại suy tính. Nhưng nhiều sự thật trong lịch sử đã chứng minh thánh linh thấy tương lai là tương lai thật sự. Tây Ngưu Hạ Châu tan vỡ, vạn tộc diệt tuyệt. Đây là đại thế không thể ngăn cản, thánh linh còn bất lực chứ nói gì tiểu bối như bọn họ. Phong Phi Vân nhắm chặt mắt, hít sâu, lòng nặng trịch. Mặt ngoài Phong Phi Vân không lộ biểu tình, đây là một loại tâm tính. Nếu là trước kia Phong Phi Vân sẽ không bình thản chấp nhận sự thật này nổi. Chí Tôn Vương giả thế hệ trẻ Huyền Vũ yêu tộc nói. Ta cũng nói một câu về Huyền Vũ yêu tộc chúng ta biết tin. Mới đây một vị lão tổ tông Huyền Vũ yêu tộc từ bên ngoài trời sao xa xôi phát hiện dấu vết diệt thế giả vực ngoại để lại, mang về xác chết. Xác của diệt thế giả vực ngoại đó giống nhân tộc y như đúc. Mọi người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, vì trong này chỉ có hắn là dính dáng đến nhân tộc. Huyền Vũ Quy Tôn tiếp tục bảo. Mọi người đừng hiểu lầm, ta không nói nhân tộc là kẻ ẩn núp vực ngoại. Các tổ tiên Huyền Vũ yêu tộc chúng ta phân tích, cảm thấy diệt thế giả vực ngoại giống chúng ta. Đều là tu sĩ tu luyện ở trời sao khác. Bọn họ xâm lăng có lẽ vì cướp tài nguyên, muốn biến chúng ta thành thuộc địa của bọn họ. Như chúng ta chiếm tinh cầu xung quanh, biến tinh cầu đó thành thuộc địa của mình. Tin tức này khá quan trọng, khiến người suy nghĩ sâu xa. Nếu trời sao này có tu luyện giả, vậy vũ trụ khác chắc chắn cũng có tu luyện giả. Không chừng Tây Ngưu Hạ Châu chỉ là một vùng đất xa xôi nhỏ hẹp bi trong trời sao. Ngoài trời có trời. Ngoài vũ trụ có vũ trụ khác.
thiên địa vô tận, sinh mệnh vô tận. Cùng là sinh vật trí tuệ nhưng cạnh tranh thảm khốc, vì tài nguyên, báu vật, có thể giết cùng chủng tộc, cùng quê hương chứ huống gì là tu sĩ dị vực. Có lẽ bọn họ giết hết tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu cũng không thấy có gì lạ. Tù Ngưu Thánh Tôn, Huyền Vũ Quy Tôn đem lại tin tức kinh thế hãi tục. Nếu bàn về tin của ai rung động hơn thì khó nói. Nhiều thánh linh tiên tri tương lai, trông thấy cảnh Tây Ngưu Hạ Châu tan vỡ nên tin của Tù Ngưu Thánh Tôn không bí mật. Lời Huyền Vũ Quy Tôn nói thì chí tôn nhiều chủng tộc đã phỏng đoán, không tính rung động hồn người. Tới lượt Thanh Y, nàng nói. Ta biết ít về diệt thế giả vực ngoại, nhưng có thể mang một tin khác cho mọi người. Mới gần đây địa ngục xảy ra náo động kinh thiên, ức vạn ác quỷ chạy ra quỷ môn quan, đi tới dương gian. Không biết lý do tại sao địa ngục náo động. Ức vạn ác quỷ chạy ra quỷ môn quan, náo động lớn thật. Thánh linh quỷ môn quan cũng không trấn áp được, vậy có khi nào trong đám ác quỷ có đẳng cấp thánh linh? Ánh mắt thạch nữ lạnh băng, sát khí sắc bén. Đáng ghét, chắc chắn là kẻ ẩn núp vực ngoại gây ra. Bọn họ cố ý thả ngả quỷ địa ngục để Tây Ngưu Hạ Châu chìm trong hỗn loạn. Nàng cũng là chí tôn vương giả thế hệ trẻ, đồn rằng nàng là một khối địa tâm thần thạch tu luyện thành đạo, nên có danh hiệu thạch nữ. Tuy thạch nữ rất đẹp nhưng khí lạnh khiếp người, vô cùng lạnh lùng. Nam nhân nào thấy thạch nữ cũng không dám tiếp xúc gần. Thạch nữ cung cấp thông tin. Đồn rằng kẻ ẩn núp vực ngoại là hậu duệ của diệt thế giả vực ngoại, đã ẩn núp trong thế giới này ba lượng kiếp pháp lực. Thủ lĩnh của chúng là sinh linh tên Thiên Đạo, nghe đồn Thiên Đạo sống từ thái cổ đến tận bây giờ. Có người bác bỏ. Cái gì, sống từ thái cổ đến tận bây giờ? Không thể nào, tuyệt đối không thể xảy ra. Ngay cả lượng kiếp cổ dược cũng khó sống lâu như thế. Thạch nữ nói. Nên mọi người cho rằng Thiên Đạo có lẽ không phải thể sinh mệnh mà là thứ gì khác. Tóm lại ta chỉ biết bấy nhiêu. Đã có bốn người nói ra tin diệt thế giả vực ngoại, tiếp theo là Bất Tử Bất Quá. Bất Tử Bất Quá cười nói. Chắc mọi người đều biết mới gần đây trên bầu trời đầu chuyển tinh di, ước vạn ngôi sao di chuyển và tan biến. Đồn rằng hai tuyệt đại thánh giả đang đấu pháp, trong đó một thánh giả rất có thể là Thiên Đạo. Đầu chuyển tinh di, ngôi sao tan biến. Tất cả là đại thần thông, vốn thế nhân cho rằng là thiên tượng biến đổi. Ai ngờ do hai tuyệt đại nhân vật đấu pháp. Tin tức thật rung động, hiếm ai biết. Phượng Hoàng Thiên Nữ lên tiếng. Cuối thời kỳ thái cổ, thần Phượng đại nhân của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta tham gia đại kiếp nạn đó, là nhân vật linh hồn trong đại kiếp nạn, để lại nhiều manh mối liên quan đại kiếp nạn. Trong đó có một manh mối quan trọng nhất. Mọi người nghiêm túc lắng nghe, dù sao thái cổ thần Phượng là đại thánh giả trong đại kiếp nạn, nhân vật nòng cốt ứng kiếp. Phượng Hoàng yêu tộc biết tin quan trọng mà mọi người không biết. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Mọi người đều biết trong đại kiếp nạn thứ nhất Cửu Châu tan vỡ chỉ còn lại Tây Ngưu Hạ Châu. Tuy nhiên thần Phượng đại nhân để lại manh mối trải qua nhiều đại nhân vật Phượng Hoàng yêu tộc thăm dò, cuối cùng phát hiện chỉ có một đại lục tan vỡ cuối thời kỳ Thái Cổ, chìm trong hồng hoang cổ hải cách Tây Bộ Tây Ngưu Hạ Châu 12 vạn 4 ngàn tiên nhân nhảy. Vậy 6 lục địa khác đã đi đâu? Tiên nhân nhảy một cái vượt 9.000 vạn dặm. Động Thiên nói cho chúng ta biết 7 lục địa ở trong trời sao, giải rác ở 7 tinh vực khác nhau, cách Tây Ngưu Hạ Châu hàng trăm vạn tiên nhân nhảy. Đương nhiên không phải đại lục hoàn chỉnh, đều bị tổn hại hỏng bét, không bao la mênh mông như Tây Ngưu Hạ Châu. Ngày xưa các tổ tiên làm như vậy chắc vì sợ diệt thế giả vực ngoại lại ập đến, nên đưa sinh mệnh Cửu Châu đến 8 vị trí khác nhau, cách thật xa. Diệt thế giả vực ngoại tìm đến một lục địa có lẽ cho rằng đó là mảnh đất sinh mệnh Cửu Châu, vậy sẽ bảo vệ được 7 lục địa khá. Khi 7 lục địa bị vận chuyển đến trời sao còn là một mảnh hoang vu, không có sự sống. Hoặc nên nói là sinh mệnh trong lục địa đều chết hết. Nhưng tổ tiên Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta tìm được hai lục địa trong trời sao. Qua ức vạn năm uẩn dưỡng, hai lục địa rào rạt sức sống, phát triển thành thiên địa tu luyện độc lập. Tổ tiên Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta đã tiếp xúc với sinh mệnh hai lục địa, bọn họ luôn tìm kiếm quê ương tổ tiên, nguyên địa Cửu Châu. Bọn họ cũng biết không lâu sau sẽ có đại kiếp nạn. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngừng một chút, nói tiếp. Cho nên lời Phong Phi Vân nói cũng có lý. Tại sao chúng ta không liên hợp tất cả lực lượng lại cùng tấn công diệt thế giả vực ngoại? Thiên Hà Bạch Đầu Ông nói. Thiên Nữ Điện Hạ nói thông tin rất quan trọng, rung động hơn tin tức mọi người biết. Thì ra Cửu Châu không hoàn toàn bị hủy diệt, chúng ta cũng có minh hữu.
để ta nói một tin liên quan diệt thế giả vực ngoại. Kỹ thuật luyện khí của diệt thế giả vực ngoại hơn xa chúng ta, bọn họ tế luyện ra pháp bảo có thể vượt trời sao. Ví dụ 7 thuyền cổ linh chu trong đại kiếp nạn trước. Mỗi thuyền cổ linh chu hơn hẳn thánh linh dụng cụ. Thập tam thái tử long tộc hừ lạnh một tiếng. Cái này không tính là bí mật. 7 linh chu vượt trời sao, có thể đâm chết thánh linh, thần khí vô thượng thật sự. Bây giờ ta nói cho mọi người một tin tức làm người ta tuyệt vọng. Thật ra diệt thế giả vực ngoại không đến cùng một chỗ mà là 7 thế giới khác nhau. Mỗi thế giới mạnh hơn cửu châu chúng ta, đại biểu 7 văn minh khác nhau, chúng ta tạm gọi bọn họ là thất giới. Thạch nữ mở miệng hỏi. 7 thế giới khác nhau. Sao có thể, thái tử có chứng cứ không? Thập tam thái tử long tộc biết nói ra chuyện này sẽ gây chấn động lớn, gã hừ mạnh. Một thuyền cổ đất vàng bay ra khỏi người, lơ lửng trên đầu gã, khí thế thập tam thái tử càng lúc càng mạnh mẽ. Ta là người sở hữu một linh chu, đây là chứng cứ. 7 linh chu đại biểu 7 văn minh khác nhau, bất cứ văn minh nào đều phồn vinh, hưng thịnh vô cùng, thậm chí sinh ra tiên. Cửu châu ở trong mắt bọn họ như miếng bánh ngọt ngon lành, ai đó còn cho rằng có thể đối kháng lại bọn họ sao? Thập tam thái tử long tộc mỉa mai nhìn Phong Phi Vân. Thập tam thái tử long tộc lấy linh chu làm chứng cứ, hiển nhiên gã thật sự nắm giữ bí mật lớn, nên mới biết không thể chống lại thất giới. Chuyện này làm người ta bất đắc dĩ. Thập tam thái tử long tộc mang đến tin tức rung động ngang ngửa Phượng Hoàng Thiên Nữ, trước kia không ai biết nên về giá trị thì hơn hẳn nàng. Giờ tám chí tôn vương giả thế hệ trẻ đã nói ra tin tức mình biết. Tù Ngưu Thánh Tôn, Huyền Vũ Quy Tôn, Thanh Y, Thạch Nữ, Bất Tử Bất Quá, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thiên Hà Bạch Đầu Ông, Thập Tam Thái Tử Long Tộc. Tám chí tôn vương giả thế hệ trẻ để lộ thông tin chia làm hai phe. Phe thứ nhất ủng hộ quan điểm của Phong Phi Vân, đó là tập hợp lực lượng lại chiến đấu với diệt thế giả vực ngoại, bảo vệ quê hương của mình. Chí tôn vương giả thế hệ trẻ đứng về phe này có, Huyền Vũ Quy Tôn, Bất Tử Bất Quá, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Phong Phi Vân. Phe khác cho rằng lực lượng của diệt thế giả vực ngoại không thể chống lại, chỉ đành hy sinh đa số sinh linh, bảo vệ bản thân, tranh thủ cơ hội sống, truyền thừa huyết mạch cho cửu châu. Bọn họ cho rằng nếu thể sống chết quyến chiến sẽ làm tất cả sinh linh chết hết. Cuối cùng cửu châu bị hủy diệt hoàn toàn, đừng hòng giữ lại giọt máu nào. Vương giả thế hệ trẻ ủng hộ quan điểm này có, Tù Ngưu Thánh Tôn, Thạch Nữ, Thiên Hà Bạch Đầu Ông, Thập Tam Thái Tử Long Tộc. Thanh Y thì chỉ nói một câu, địa ngục náo động, ác quỷ chạy ra quỷ môn quan. Thanh Y khó phán đoán nàng nghiêng về quan điểm phe nào, tạm thời tính trung lập. Nhìn như mấy chí tôn vương giả thế hệ trẻ giao lưu tin tức về diệt thế giả vực ngoại, nhưng nhìn bọn họ lộ tin thì thấy ra ý định chủng tộc sau lưng họ. Bởi vậy bây giờ biến thành hai phe biện luận. Lý luận phe này thuyết phục được phe khác thì không lâu sau trong đại kiếp nạn rất có thể sẽ hành động theo ý phe thắng. Hiện tại để lộ ra tin tức phe thập tam thái tử long tộc chiếm ưu thế, diệt thế giả vực ngoại quá cường đại. Đầu tiên có thánh linh thấy tương lai, Tây Ngưu Hạ Châu bị hủy diệt. Tiếp theo thập tam thái tử long tộc nói cho mọi người biết diệt thế giả vực ngoại đến từ 7 thế giới, mỗi thế giới mạnh hơn cửu châu. Dưới tình huống như thế làm sao đánh? Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng bảo với mọi người là bên ngoài trời sao có 7 lục địa, nhưng nó quá xa xôi, Phượng Hoàng yêu tộc chỉ tìm được 2 lục đại. Không nói thực lực 2 lục địa thế nào. Có lẽ 2 lục địa chẳng giúp được gì. Hiện nay chỉ còn mình Phong Phi Vân chưa nói. Mọi người không cho rằng Phong Phi Vân biết được tin tức ghê gớm gì, tuy nhân tộc mạnh thật nhưng kém hơn long tộc, phượng tộc nhiều, biết tin tức sẽ không quan trọng bao nhiêu. Hoặc Phong Phi Vân sẽ nói những gì mọi người biết. Thập tam thái tử long tộc cất đi thuyền cổ đất vàng, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Hiện tại chỉ còn ngươi. Ngươi mạnh mẽ ủng hộ chiến đấu với diệt thế giả vực ngoại, vậy ngươi hãy nói cho chúng ta làm sao để yếu đấu với mạnh, đánh diệt thế giả vực ngoại quay về. Tù Ngưu Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua nói bậy bạ, thánh linh trí tuệ thông thiên còn không biết làm sao thì hắn có cách gì. Thạch nữ nói, kiếp nạn kia vốn không thể tránh né, nếu có thể chiến thì ai muốn quê hương của mình bị người ta chiếm. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng nhìn hồ nước đỏ như máu trước mắt. Xuyên qua hồ máu nhìn thập tam thái tử long tộc đứng phía đối diện. Phong Phi Vân nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, hội luận đạo vạn tộc điện hạ có biết linh chu mình nắm giữ thật ra chỉ là một khí linh của bản thể linh chu? Một khí linh của linh chu? Thập tam thái tử long tộc híp mắt,
gã không tin Phong Phi Vân nói thật. Thuyền cổ đất bùn chỉ là khí linh thì tại sao gã không biết? Nói bậy bạ. Nhưng khi dụng cụ đến đẳng cấp thánh linh thì chỉ là hình dạng khí linh ngưng tụ, rất chân thật, có các loại năng lực của thánh linh dụng cụ, rất khó phán định nó là bản thể hay khí linh. Nên thập tam thái tử Long tộc không phủ định lời Phong Phi Vân, gã muốn nghe tiếp theo hắn sẽ nói gì. Phong Phi Vân nói, thái cổ thần phượng từng tiên tri khi bảy linh chu lại xuất hiện thì đại kiếp nạn sẽ giáng xuống. Bảy linh chu ý chỉ khí linh của bảy linh chu. Tù Ngưu Thánh Tôn nói, vớ vẩn, thái cổ thần phượng truyền tiên tri sao chúng ta không biết? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng không biết? Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Phong Phi Vân, sóng mắt như nước, tóc dài nhẹ bay ý hỏi. Phong Phi Vân nói, bởi vì mới gần đây ta gặp thái cổ thần phượng. Ha 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 ha, thái cổ thần phượng đã chết ức vạn năm, đây là chuyện mọi người đều biết. Người điên, đó là, tinh huyết đại thánh. Tiếng cười ngừng bật, Tù Ngưu Thánh Tôn hoảng loạn nhìn tinh huyết đại thánh trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vươn bàn tay ra, lòng bàn tay lơ lửng một giọt máu bao bọc trong lửa, là tinh huyết đại thánh. Tinh huyết đại thánh xuất hiện, hồ máu sôi trào, máu thánh linh trào dâng. Thập tam thái tử Long tộc nói. Máu của thái cổ thần phượng. Phong Phi Vân cất đi tinh huyết đại thánh. Thần phượng đại nhân đúng là đã chết, ta chỉ thấy ý chí thần phượng đại nhân để lại. Lão nhân ra chính miệng nói nhiều thứ cho ta. Thập tam thái tử Long tộc cười khẩy nói. Thái cổ thần phượng là đẳng cấp đại thánh, tiên tri của thái cổ thần phượng sẽ không đơn giản là một câu nói, chắc chắn còn nhiều nội dung kỹ càng hơn. Tại sao ngươi không nói ra nội dung? Mọi người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phong Phi Vân trầm mặc giây lát, nói. Ta không biết nội dung kỹ hơn. Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Ha 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 ha, buồn cười quá, ngươi nghĩ chỉ một tin tức như thế là có thể trở thành đệ nhất vương giả luận đạo sao? Phong Phi Vân nói. Nhưng ta biết tiên tri của thái cổ thần phượng khắc trên diệt thế thần bia. Trong diệt thế thần bia ghi lại nội dung trận chiến thái cổ, nhiều điều bí ẩn, thậm chí nơi phong ấn bản thể bảy linh chu. Vì vậy chỉ cần tìm được diệt thế thần bia là chúng ta có lực lượng đấu với diệt thế giả vực ngoại. Thập tam thái tử Long tộc rung động, vì gã nắm giữ linh chu nên biết rõ lực lượng cường đại của nó. Nếu thập tam thái tử chỉ sở hữu khí linh, vậy bản thể linh chu cường đại đến mức nào? Nếu có được bản thể linh chu thì gã sẽ mạnh tới đâu? Thập tam thái tử Long tộc căm thù Phong Phi Vân nhưng dù gì gã là thể tổ Long Vương, xem mình là chủ nhân tương lai của Tây Ngưu Hạ Châu. Thập tam thái tử Long tộc không muốn Tây Ngưu Hạ Châu bị hủy diệt nhiều hơn ai hết, dã tâm của gã rất lớn. Nếu có thể đánh lại diệt thế giả vực ngoại, thập tam thái tử Long tộc hăng hái hơn bất cứ ai. Nếu từ gã dẫn dắt mọi người đánh bại diệt thế giả vực ngoại thì uy danh của gã sẽ mạnh mẽ đến tột cùng, vạn tộc đến bái, lưu danh vạn cổ. Đây mới là điều thập tam thái tử Long tộc muốn. Phong Phi Vân nhìn thấu điều này nên hắn ném ích lợi cho thập tam thái tử Long tộc thấy, để gã biết có khả năng đánh bại diệt thế giả vực ngoại. Hơn nữa phải là thập tam thái tử đánh bại diệt thế giả vực ngoại, điều này làm thập tam thái tử Long tộc thấy lâng lâng. Thập tam thái tử Long tộc đứng thẳng, bộ dáng siêu phàm cứu thế chủ. Ý ngươi là chỉ cần tìm ra bản thể bảy linh chu là ta có thể khống chế chúng, sử dụng lực lượng khủng bố của linh chu đánh bại diệt thế giả vực ngoại. Phong Phi Vân nói, được khí linh linh chu thừa nhận đương nhiên có thể khống chế bản thể. Ta tin mọi người đều biết lực lượng bản thể linh chu kinh khủng cỡ nào, nếu chúng ta nắm giữ được bảy linh chu thì tại sao không thể chiến đấu với diệt thế giả vực ngoại. Tù Ngưu Thánh Tôn khinh thường nói, buồn cười, bảy linh chu bình thường mà mơ nghịch thiên sửa mệnh, có thể sao? Sắc mặt thập tam thái tử Long tộc bất mãn lạnh lùng nói, con trâu ngu xuẩn, ngươi thì biết gì? Ngươi không tràn ngập nổi lực lượng của linh chu, có tin là ta búng tay một cái tiêu diệt Tù Ngưu yêu tộc các ngươi không? Tù Ngưu Thánh Tôn không ngờ thập tam thái tử Long tộc đột nhiên chủ chiến, nằm ngoài dự đoán của gã. Luôn nói nữ nhân biến sắc mặt mau, rồng biến sắc mặt cũng rất nhanh. Đám người bất tử bất quá, Huyền Vũ Quy Tôn thầm châm biếm. Bọn họ Tù Ngưu Thánh Tôn rất ngu, không hiểu thập tam thái tử Long tộc muốn cái gì. Người ta muốn làm chủ thế giới chứ không phải thấy thế giới bị hủy diệt. Mặt ngoài thập tam thái tử Long tộc oai nhất, tương lai sẽ trở thành chúa cứu thế. Nhưng thật ra vương giả luận đạo lần này Phong Phi Vân đã thắng. Thập tam thái tử Long tộc cũng hiểu điều đó, nhưng gã không cho phép mình thua.
nếu thập tam thái tử long tộc muốn trở thành chúa cứu thế thì gã phải là số một vương giả luận đạo. Vậy thì, Phong Phi Vân phải chết. Chương 1883, vạn thú chiến thể chiến vạn thú. 2. Thập tam thái tử long tộc hét to. Vương giả luận đạo kết thúc. Phản đồ long tộc, bây giờ ngươi có thể chết. Thập tam thái tử long tộc phun hơi thở rồng như huyền phong sát vân xẹt qua. Phong Phi Vân phun lửa, là phượng hoàng nhiệt hỏa. Ngọn lửa cực nóng cháy tụ tập thành hình dạng vô số phượng hoàng. Hơn thở rồng và nhiệt hỏa va chạm vào nhau trên hồ máu. Nhìn từ xa thấy ức vạn long hồn và phượng hoàng đấu tranh bộc phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Rốt cuộc đánh nhau. Hai kẻ cuồng rốt cuộc chiến. Mọi người đều biết Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc sẽ đánh một trận. Phượng hoàng thiên nữ, Tù Ngưu thánh tôn, bất tử bất quá, cá chí tôn vương giả thế hệ trẻ nhanh chóng thụt lùi. Vì tu vi của Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc siêu cường đại, cao hơn bọn họ một cấp bậc. Các chí tôn vương giả thế hệ trẻ rất có thể bị dư âm đánh bị thương. Vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân duỗi hai tay, một vạn linh thú chiến thể hiện ra sau lưng hắn. Mỗi linh thú chiến thể có sức chiến đấu đẳng cấp bán thánh, như hồng hoang cổ thú. Một vạn linh thú chiến thể rầm rập lao vào thập tam thái tử long tộc. Cảnh tượng rung động hồn người, chuẩn thánh cũng sẽ sợ hãi thụt lùi. Người nghĩ đã đại thừa vạn thú chiến thể sao? Buồn cười quá, đó chỉ là gia long của vạn thú đồ, hôm nay cho ngươi kiến thức vạn thú đồ thật sự. Thập tam thái tử long tộc giang hai tay, lưng phát ra thần quang chói lòa. Một bức tranh thiên địa hiện ra sau lưng thập tam thái tử long tộc. Cuộn tranh bàn cứ một vạn cổ thú, có dữ tợn, có ôn hòa, có cuồng nộ, thể hiện các loại biểu tình, hình dạng, như bức tranh thật sự. Khí thế thập tam thái tử long tộc tăng vọt, gã như nghệ thuật ra múa bút trên thần quyển. Bức tranh vạn thú nhẹ nhàng ngăn chặn một vạn linh thú chiến thể. Thập tam thái tử long tộc cười châm biếm. Phong Phi Vân, lúc ngươi tu luyện linh thú chiến thể có phải cảm giác giữa linh thú công kích, mâu thuẫn, bài xích nhau không? 10 phần lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy 1 phần. Ha ha ha, đó là vì ngươi tu luyện vạn thú chiến thể căn bản không phải công pháp thần thông hoàn chỉnh. Phong Phi Vân điều khiển một vạn linh thú chiến thể, nói. Một vạn người đứng chung với nhau còn sẽ cãi cọ chứ nói gì một vạn linh thú. Thập tam thái tử long tộc nói đúng, trước khi Phong Phi Vân chưa tu luyện vạn thú chiến thể đại thừa thì một vạn linh thú chiến hồn sẽ mâu thuẫn, bài xích nhau, 10 phần lực lượng không phát huy được 1 phần. Nhưng khi Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa, mỗi linh thú chiến thể sinh ra trí tuệ nhân loại. Chúng nó không bài xích, mâu thuẫn rõ ràng nữa, Phong Phi Vân có thể phát huy 8 phần lực lượng. Cho nên sau khi vạn thú chiến thể đại thừa lực lượng của Phong Phi Vân mới tăng lên nhiều như thế. Thập tam thái tử long tộc cười nói. Vậy để ta nói cho ngươi biết, vạn thú đồ có thể khiến đám linh thú chiến thể ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp đến trình độ hoàn mỹ. Phát huy 10 phần lực lượng một vạn linh thú. Bây giờ ta cho ngươi nên thử sự khác nhau của 10 phần lực lượng. Thập tam thái tử long tộc u vinh tay, bức tranh vạn thú như sống lại ập hướng Phong Phi Vân, số lượng phô thiên cái địa, lực lượng không thể đỡ. Một vạn linh thú chiến thể Phong Phi Vân đánh ra bị buộc liên tục lùi. Sắc mặt Phong Phi Vân không thay đổi, hắn lấy một cái hộp ra. Phong Phi Vân mở nắp hộp, một vạn tấm da thần bia văn bay ra. Đây là da của tổ tiên các tộc, dính đạo của những vị tổ tiên này, còn có lực lượng diệt thế của diệt thế thần bia. Mỗi tấm da là báu vật vô giá, trong đó có cả da thánh linh. Hợp lại, một vạn tấm da thần bia văn phủ lên người một vạn linh thú chiến thể, dung nhập vào thân thể chúng nó. Người một vạn linh thú chiến thể chảy xuôi diệt thế bia văn, ẩn chứa lực lượng diệt thế, lực lượng càng cường đại hơn. Phong Phi Vân, người khi sư diệt tổ. Dám khoác ra tổ tiên long tộc vào người xúc sinh. Thập tam thái tử long tộc cảm thấy nguy hiểm to lớn. Linh thú chiến thể khoác tấm da thần bia văn như hóa thân diệt thế thần bia, vạn thú đồ sắp bị đánh nát. Trong một vạn tấm da thần bia văn có 82 tấm da tổ tiên long tộc, khắc đầy diệt thế bia văn, vạn cổ bất hủ, lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng. Một vạn đầu linh thú chiến hồn khoác tấm da thần bia văn như hóa thân một vạn phân thân diệt thế thần bia. Đao thương không nhập, nước lửa không xâm, cứng rắn không gì phá nổi, không có gì không hủy. Phong Phi Vân đứng bên hồ máu. Ta không khi sư diệt tổ, chúng ta chỉ là linh thú chiến hồn, một đoàn hồn lực.
không phải chúng ta mượn lực lượng tổ tiên mà là các tổ tiên mượn lực lượng chúng nó được cuộc sống mới. Thấy tổ tiên sao ngươi không quỳ? Phong Phi Vân búng tay, hình dạng một vạn linh thú chiến thể thay đổi, hóa thành thân thể tổ tiên các tộc. Có Long tộc, Phượng Hoàng, Tù Ngưu, Bạch Hổ, Nhân tộc. Hơi thở mỗi tổ tiên cực kỳ mạnh mẽ, mỗi tấp da chảy xuôi diệt thế bia văn, như một vạn thần linh trở về từ thái cổ. Dùng tấm da thần bia văn ngưng tụ khí tổ tiên, hóa thành tổ tiên. Ảo ảnh một vạn tổ tiên từ nay sinh ra. Các tổ tiên hợp sức, một vạn cột sáng bắn ra ngoài. Vạn thú đồ bị xé rách, một vạn lực lượng diệt thế đánh vào thập tam thái tử Long tộc, như một vạn sao băng rơi. Thiên Long đỉnh. Hai chân thập tam thái tử Long tộc dẫm đất, đất rung núi chuyển. Thập tam thái tử Long tộc lấy ra đỉnh to cổ xưa khắc hình rồng, dốc hết sức mạnh vào trong đỉnh. Khí thánh linh bộc phát từ trong đó, thiên địa kêu vù vù, núi sông ngàn vạn giảm chấn động. Bùm 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 bùm. Một vạn lực lượng diệt thế đánh vào đỉnh đầy Thiên Long đỉnh ra xa mấy chục dặm nhưng cuối cùng đỡ được đòn. Đây là thánh linh dụng cụ của Long tộc, trước lực lượng thánh linh dụng cụ dù là linh thú chiến thể cũng sẽ bị hủy diệt. Phong Phi Vân vội thu một vạn linh thú chiến thể vào người, bao gồm một vạn tấm da thần bia văn. Vô số bia văn di chuyển trên da Phong Phi Vân, mỗi tấc da có hàng vạn chữ cổ xưa. Phong Phi Vân dùng thân thể ngưng tụ lực lượng diệt thế của một vạn tấm da thần bia văn. Phong Phi Vân như hóa thân diệt thế thần bia, toàn thân tràn ngập khí diệt thế, bia văn phức tạp, hơi thở thần dị. Phong Phi Vân giơ tay nhấc chân phát ra lực lượng hủy diệt. Thánh linh dụng cụ lơ lửng trên bầu trời, hàng vạn ánh sáng rũ xuống, huyền quang sáng rực, khói bốc mù mịt. Thiên Long đỉnh lại đè xuống, giáng hàng vạn lực lượng thánh linh hình thành vô số bóng sáng ngôi sao, cho cảm giác trời đất quay cuồng. Phong Phi Vân cầm Yêu Hoàng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như đứng trên mây, kiếm ý bắn lên trời. Phong Phi Vân chém trời, vô số ngôi sao bị hủy diệt, lực lượng thánh linh bị chém đứt. Yêu Hoàng kiếm là một trong 10 hung binh thái cổ, tuy bây giờ chỉ có 2/3 uy lực nhưng đủ đối đầu với thánh linh dụng cụ, chiến đấu trời long đất lở. Không phải thánh linh dụng cụ nhưng càng mạnh hơn thánh linh dụng cụ. Ầm 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 ầm. Lực lượng Yêu Hoàng kiếm và Thiên Long đỉnh va chạm, cuộc so tài đỉnh cao nhất dưới thánh linh. Hai vô thượng bá chủ tranh phong, nếu không phải ở trong di tích thái cổ chắc chắn tạo thành trời sập đất nứt, ước vạn sinh linh chết đi. Trong khi Phong Phi Vân, thập tam thái tử Long tộc đánh nhau ngươi chết ta sống, hồ máu lại sinh ra vằn nước. Từ giữa hồ máu hình thành vòng xoáy, ngay mắt vòng xoáy phát ra lực hút khổng lồ, thánh linh dụng cụ cũng không ngăn cản được. Lực lượng đó như lỗ đen. Phong Phi Vân vội vàng thu kiếm, dốc hết sức mình ngăn cản. Thập tam thái tử Long tộc biến sắc mặt, vội giơ Thiên Long đỉnh trên đầu đối kháng lại lực lượng. Nhưng chỉ 2 giây, Phong Phi Vân, thập tam thái tử Long tộc lần lượt bị hút vào hồ máu, rơi vào ao máu thánh linh, chìm xuống đáy hồ. May mắn Phong Phi Vân, thập tam thái tử Long tộc đều có chiến binh đẳng cấp thánh linh dụng cụ hộ thể, không bị máu thánh linh luyện hóa cơ thể. Không lâu sau hồ máu bình lặng. 7 chí tôn vương giả thế hệ trẻ Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thanh Y. Bất tử bất quá tới gần bên hồ máu, biểu tình trầm trọng. Thiên Hà Bạch đầu ông nhíu mày nói. Khí thế thật mạnh, Phong Phi Vân, thập tam thái tử Long tộc đều không ngăn được. Trong đáy hồ máu tồn tại thứ gì? Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Có gan mới làm giàu, dù là đầm rồng ham hổ ta cũng phải đi thăm dò xem sao. Tù Ngưu Thánh Tôn lấy tiêu hồn phiến ra, dùng thánh linh dụng cụ bảo vệ cơ thể mình. Tù Ngưu Thánh Tôn nhảy xuống hồ máu. Bất tử bất quá nói. Ha ha ha, sớm nghe nói trong di tích thái cổ có cơ duyên lớn, ta cũng muốn đi xem thử. Bất tử bất quá triệu hoán cảnh diệt thiên su ra, dùng lực lượng thánh linh dụng cụ bảo vệ bản thân, cũng nhảy vào hồ máu. Sau đó Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thanh Y, Huyền Vũ Quy Tôn nhảy xuống hồ máu. Thạch Nữ, Thiên Hà Bạch Đầu Ông không có thánh linh dụng cụ nên không xuống. Bọn họ là chí tôn vương giả thế hệ trẻ đỉnh cao nhất. Đến tiểu linh tiên giới luận đạo, mang theo một thánh linh dụng cụ hộ thân là bình thường. Phong Phi Vân giơ Yêu Hoàng kiếm trước mặt, ánh sáng kiếm khí bao bọc cơ thể ngăn cản máu thánh linh ập đến từ 4 phương 8 hướng. Máu thánh linh là báu vật vô thượng, ẩn chứa đạo, huyết khí, sức sống của thánh linh. Mỗi giọt là báu vật vô thượng, nhưng giờ đây Phong Phi Vân không rảnh thu lấy, vì hắn đang trong trạng thái nguy hiểm.
Đáy hồ máu có lực hút mạnh mẽ kéo Phong Phi Vân, mặc cho hắn vùng vẫy đều không thoát khỏi lực lượng kia được. Lực lượng đó tràn ngập khí hủy diệt, không thể ngăn cản, làm người ta sợ hãi. Hồ máu sâu thật, máu thánh linh dày đặc, có lẽ một vị thánh linh đã chết trong này. Nếu không vùng thoát được lực lượng đó thì Phong Phi Vân không chống cự nữa, hắn thuận theo tự nhiên chìm xuống dưới. Nhưng Phong Phi Vân chìm sâu mấy vạn thước không thấy tận cùng hồ máu, ngược lại không gian càng lúc càng rộng lớn, huyết khí càng lúc càng đậm đặc. Trong lúc chìm xuống Phong Phi Vân thấy nhiều xương cự linh dương thần. Có cự linh dương thần cao 5.000 thước, có cự linh dương thần chỉ cao vài trăm thước. Cự linh dương thần ngâm trong máu thánh linh nhưng xương cốt không bị máu luyện hóa. Có cự linh dương thần đột nhiên công kích Phong Phi Vân, bị hắn đánh lui, tiếp tục chìm xuống. Mao Ô Quỳ Thập Thỏ bò ra khỏi túi áo Phong Phi Vân, nó nhìn máu thánh linh xung quanh. Nơi này ít nhất có 6 thánh linh chết. Má ơi, ai mà dữ dội như thế? Còn nhiều xương cự linh dương thần, khoan, cự linh dương thần. Không lẽ? Phong Phi Vân hỏi. Ngươi nhìn ra manh mối gì? Chỉ có dương thần thánh thai song sinh dị mới mở ra cửa thần giới, triệu hoán cự linh dương thần được. Ngươi còn nhớ ta nói một chỗ cho ngươi nghe không? Chỗ nào? Mộ phủ. Phong Phi Vân hỏi. Mộ phủ, chỗ này là mộ phủ. Mao Ô Quy nói. Đương nhiên nơi này không phải mộ phủ nhưng chắc chắn nó liên quan đến mộ phủ. Mộ phủ rất ghê gớm, Thái Cổ Bát Thuật chỉ là một quyển kinh thư mộ phủ, quỷ môn cửu quan phải nghe theo lệnh mộ phủ. Mộ phủ trực tiếp khống chế địa ngục, mộ phủ rất bí ẩn, Phong Phi Vân hỏi Mao Ô Quy nhiều lần nhưng nó không hé răng. Phong Phi Vân lại hỏi. Mộ phủ chặn hỏng địa ngục, lại có thể mở đường thần giới, rốt cuộc nó là nơi như thế nào? Mao Ô Quy từ chối. Bây giờ chưa thể cho ngươi biết. Phong Phi Vân nói. Trước kia ngươi không chịu cho ta biết là bởi vì tu vi của ta không đủ, chẳng lẽ hiện tại ta vẫn chưa đủ trình độ? Mao Ô Quy gật đầu, nói. Đúng vậy. Mao Ô Quy bổ sung thêm. Ngươi đừng không phục, quỷ môn cửu quan, tu vi chủ nhân mỗi một quan đều mạnh hơn ngươi, nhưng bọn họ chỉ là thế lực vòng ngoài mộ phủ. Phong Phi Vân nói. Được rồi. Thế đôi tỷ muội quý gia dương thần thánh thai song sinh dị có liên gì đến mộ phủ không? Mao Ô Quy im lặng thật lâu, chậm rãi nói. Từ mặt nào đó thì bọn họ là công chúa mộ phủ nhưng... Năm xưa xảy ra chút chuyện, hiện tại chưa thể cho ngươi biết, sau này nói đi. Phong Phi Vân vẫn hỏi. Công chúa mộ phủ, vậy vì sai hai mẫu thân của các nàng chạy trốn tới thần tấn vương triều? Mao Ô Quy đánh trống lảng. Sắp đến đáy. Mao Ô Quy nhảy ra khỏi túi áo Phong Phi Vân, đáp xuống đáy hồ cứng như sắt chứa. Đáy hồ máu rất rộng rãi, dưới chân là băng giá cứng rắn. Đây không phải băng bình thường, là máu thánh linh đông lại, khí lạnh khiếp người. Nếu không nhờ yêu hoàng kiếm bảo vệ thì Phong Phi Vân đã bị đóng băng trong một giây. Phong Phi Vân không thấy thập tam thái tử long tộc đâu. Không gian đáy hồ rất rộng, máu thánh linh ngăn chặn tầm mắt, hơn 5 bước là một mảnh đỏ máu. Đến đáy hồ lực hút biến mất, Phong Phi Vân đi dọc theo một hướng, đột nhiên nghe tiếng đinh. Tổ cha nó, chén của ai? Đặt ở giữa đường tính xin tiền sao? Mới rồi Mao Ô Quy đụng phải cái chén to màu đen, chén cao hơn thân thể nó, phát ra tiếng keng leng như bằng đồng. Bát sắt màu đen lù lù bất động, chán Mao Ô Quy nổi cục u. Phong Phi Vân nhìn thấy cái bát to, đen nhánh, cao 2 thước, thành bát đầy chữ đỏ, có các đường nét huyền bí. Mới rồi Mao Ô Quy đụng vào bát toát ra sông khí thánh linh phản kích lại. Phong Phi Vân nói, bát này, dường như là nửa thánh linh dụng cụ, sắp dựng dục thành thánh linh dụng cụ thật sự. Mao Ô Quy không chửi đồng nữa, nó nhìn kỹ cái bát to một lúc. Mao Ô Quy la lên, minh bát, má ơi, nó thánh linh dụng cụ minh hoàng trịnh hạc tế luyện. Tuy chưa hoàn thành dựng dục thánh linh dụng cụ nhưng cách biệt không xa. Mỗi thánh linh dụng cụ đều là báu vật tuyệt thế vô song. Đừng thấy vương giả luận đạo liên tục ra thánh linh dụng cụ, các chủng tộc hiếm có thánh linh dụng cụ. Như nhân tộc từ xưa đến nay cộng lại tích lũy chỉ có 7 thánh linh dụng cụ là mọi người biết. Nhưng 7 thánh linh dụng cụ bị hư hao chút ít, có một số đã mất tích, một số thậm chí không còn tồn tại. Thánh linh dụng cụ lành lặn chỉ khoảng 2, 3 món. Ví dụ Hiên Viên Kiếm đã mất tích ngàn vạn năm. Thiên Tôn Vô Lượng Tháp cũng đã bị hỏng hóc gãy đôi. Một nửa nằm trong tay nữ ma.
Bởi vì thánh linh dụng cụ hiếm hoi nên Hiên Viên nhất nhất sở hữu thiên nhai thước chấn động nhân tộc, đây là chiến binh vô thượng. Như thập tam thái tử long tộc sử dụng thánh linh dụng cụ, Phong Phi Vân dung hợp vạn thú chiến thể tấm ra thần bia văn cũng không dám đụng vào, chỉ có thể dùng yêu hoàng kiếm đối kháng. Nếu không có yêu hoàng kiếm, thập tam thái tử long tộc một chiêu đã đánh bại Phong Phi Vân, thậm chí giết hắn. Chiến binh vô thượng này hiện đang bày ra một nửa tại đây, hỏi sao không khiến người hưng phấn. Minh Bát, Minh Hoàng Trịnh Hạc. Mao Ô Quy cảm thấy mình siêu may mắn, đi đường cũng có thể nhặt nửa thánh linh dụng cụ, đây chính là nhân phẩm, không đúng, là rùa phẩm, ha ha ha. Phong Phi Vân có nghe nói về Minh Hoàng Trịnh Hạc, là người sáng tạo giới âm phủ. Đám người thập nhật âm phủ tử, Diêm Vương, Chuyển Luân Vương đều là hậu bối của Minh Hoàng Trịnh Hạc. Minh Hoàng Trịnh Hạc là nhân vật 20 vạn năm trước, hiện nay đại nhân vật nhân tộc thấp hơn Minh Hoàng Trịnh Hạc mấy bối phập. Vào 20 vạn năm trước địa vị của Minh Hoàng Trịnh Hạc cỡ Thủy Nguyệt Thánh Thần, vô địch thiên hạ, tự thành một giới. Mục đích Minh Hoàng Trịnh Hạc sáng tạo giới âm phủ là vì tạo ra chỗ lưu đày kẻ ác, chuyên môn nhận ác nhân, tà nhân, ma nhân trong nhân tộc. Nhốt tất cả trong giới âm phủ, không đến mức gây ác toàn thiên hạ. Nhưng sau này Minh Hoàng Trịnh Hạc đột nhiên mất tích, giới âm phủ rối loạn, dần biến thành chỗ tà ác. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Chẳng lẽ Trịnh Hạc tiền bối chết tại đây? Mao Ô Quy xoa vuốt. Kệ xác nó, tóm lại bát của hắn ở đây, ta lấy bảo bối này là cái chắc. Rất nhanh Mao Ô Quy biến to cỡ minh bát, bia văn phức tạp trên mai rùa, khí thế hùng dũng. Mao Ô Quy phun lửa, bắt đầu luyện hóa minh bát. Mao Ô Quy chúng vu thuật mới biến thành hình dạng hiện nay. Sau khi nghe tiếng tiêu của Tiêu Thánh, lại luyện hóa nhiều tinh hoa hỏa khí, vu thuật trên người Mao Ô Quy dần thả lỏng, chậm rãi lấy lại sức mạnh. Bây giờ Mao Ô Quy mà công kích thì tương đương tu vi vũ hóa đệ tứ trọng. Nếu hoàn toàn tiêu trừ vu thuật trên người tinh hoa hỏa khí, không biết nó sẽ cường đại đến mức nào. Đinh! Ánh sáng trên minh bát chợt lóe phát ra tiếng vang khẽ. Một luồng sáng khí thánh linh bay ra đánh vào người Mao Ô Quy, hất bay nó. Mao Ô Quy bò dậy, miệng chảy máu. Bà nội nó, chuyện gì đây? Khí linh thánh linh dụng cụ tự động công kích. Phong Phi Vân nhạy bén chú ý đến mai rùa chứa lực lượng bí ẩn tự động ngăn cách máu thánh linh, không thể tổn thương đến Mao Ô Quy. Minh bát chuyển động hình thành vòng xoáy sóng máu, cuốn Mao Ô Quy lên rồi té cái bịch xuống đất. Mao Ô Quy té hoa mắt ù tai. Minh bát dừng lại. Mao Ô Quy hơi sợ. Khí linh nửa thánh linh dụng cụ mà mạnh dữ vậy. Mao Ô Quy không dám đến gần minh bát, né ra xa. Sau khi Mao Ô Quy lùi ra xa quả nhiên minh bát yên tĩnh lại, không tấn công nữa. Phong Phi Vân biết hễ là dụng cụ nào dính dáng đến thánh linh đều rất bất phàm, hắn cẩn thận đến gần. Phong Phi Vân đứng bên cạnh minh bát, quan sát chữ và hoa văn bên trên. Đột nhiên sau khi có sát khí. Thế đến quá nhanh, tràn ngập lực lượng khủng bố. Sống lưng Phong Phi Vân lạnh lẽo, hắn vụt xoay người chém ra một kiếm vừa lúc đánh vào cái đỉnh to. Phong Phi Vân bay ngược ra ngoài, suýt bị thiên long đỉnh nổ nát. Bùm! Phong Phi Vân quỳ một gối xuống đất, tay chống mặt băng. Phong Phi Vân nhìn thập tam thái tử long tộc đi ra từ phía sau thiên long đỉnh. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Thái tử long tộc mà cũng đánh lén sau lưng người. Thập tam thái tử long tộc nâng thiên long đỉnh, áo trắng bay bay, phong độ khiếp người. Thập tam thái tử long tộc cười nói. Ngươi là người sao? Phong Phi Vân bay lên, hai tay cầm chuôi kiếm, vỗ một kiếm xuống. Sóng máu bị chém ra đánh vào thiên long đỉnh phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Một tay thập tam thái tử long tộc nâng thiên long đỉnh, ánh mắt châm chọc nói. Mới rồi ngươi bị lực lượng thánh linh dụng cụ kia tổn hại nặng. Lực lượng thánh linh lao vào cơ thể ngươi, phá hoại đạo cơ, ngươi cảm thấy bây giờ sẽ đánh lại ta sao? Trong thiên long đỉnh phát ra tiếng rồng ngâm, tượng hình rồng như sống lại. Thiên long đỉnh bộc phát lực lượng khổng lồ như thánh linh bắn ngược lại, định nổ nát lực lượng yêu hoàng kiếm. Một bóng rồng xuyên qua ngực Phong Phi Vân rồi bay về thiên long đỉnh. Phong Phi Vân giơ kiếm đứng thẳng, thánh linh nội đan sắp tan vỡ. Lực lượng thiên long đỉnh di chuyển trong người Phong Phi Vân. Phá hoại cơ thể hắn, phá hỏng đạo tắc. Phong Phi Vân vội điều động tinh huyết đại thánh, lỗ tai đất, thanh đồng cổ thuyền bảo vệ não, trái tim, thánh linh nội đan. Chỉ cần ba nơi này không bị lực lượng thánh linh phá hoại thì Phong Phi Vân sẽ không nguyên khí đại thương.
Phong Phi Vân không nhúc nhích, như biến thành pho tượng. Phong Phi Vân đứng đối diện, lạnh lùng cười. Mẫu thân của ngươi là phản đồ Long tộc, ngươi càng là sỉ nhục của Long tộc. Ngươi nghĩ mình là đối thủ của ta sao? Ngươi chỉ là bán yêu đê tiện không có thuốc chữa, ngươi thua trong tay ta là chứng minh tốt nhất. Ngươi không bằng ta. Thập Tam Thái tử Long tộc cho rằng Phong Phi Vân chết chắc nên không vội giết hắn, gã nhìn Minh Bát. Mắt Thập Tam Thái tử Long tộc sáng rực. Nửa thánh linh dụng cụ, thu. Tu vi Thập Tam Thái tử Long tộc cường đại, đến vũ hóa đệ bát trọng, 5000 đạo tắc thánh linh trong người gã sáng lên. Thập Tam Thái tử Long tộc lĩnh ngộ đạo tổ Long, đạo tắc thánh linh vững chắc hơn tu sĩ khác, lực lượng càng thêm cường đại. Tất cả đạo tắc thánh linh đánh vào Minh Bát, muốn trấn áp khí linh, thu phục nửa thánh linh dụng cụ. Trong Minh Bát đột nhiên phát ra tiếng cười chói tai. Ha 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 ha. Tiếng cười như lệ quỷ, làm người rợn tóc gáy. Thập Tam Thái tử Long tộc cũng sợ, gã vội thụt lùi. Một bàn tay đẫm máu thò ra từ cái bát đen thui, quỷ vụ đằng đằng, tử khí khiếp người, như tay quỷ bỏ ra từ địa ngục. Thập Tam Thái tử Long tộc như gặp đại địch, thiên long đỉnh che trước mặt gã. Mao Ô Quy giật mình. Thì ra lúc trước là thứ quỷ này quấy phá, chẳng lẽ Minh Hoàng không chết hẳn? Mao Ô Quy vội chạy tới sau lưng Phong Phi Vân, cõng hắn đứng im không nhúc nhích, co giò chạy nhanh. Mao Ô Quy không dám ở lại đây. Thập Tam Thái tử Long tộc thấy Mao Ô Quy vác Phong Phi Vân đi, gã muốn đuổi theo. Đột nhiên Minh Bát bay ra, bàn tay đẫm máu chộp cánh tay Thập Tam Thái tử Long tộc định kéo gã vào trong. Thập Tam Thái tử Long tộc biến sắc mặt, chặt ngay một cánh tay, dùng thiên long đỉnh bảo vệ thân thể. Thập Tam Thái tử Long tộc biến thành con tổ long cắm đầu chạy. Sinh vật trong Minh Bát quá khủng khiếp, tử khí nặng nề, buộc Thập Tam Thái tử Long tộc phải tự chặt tay. Nếu bị kéo vào Minh Bát thì Thập Tam Thái tử Long tộc sẽ không còn một mẩu xương. Chỉ trong phút chốc Mao Ô Quy và Phong Phi Vân đã không còn bóng dáng. Đáng ghét, sao con rùa lại chạy nhanh như thế? Thập Tam Thái tử Long tộc không đuổi kịp Mao Ô Quy, gã thấy vô cùng nhục nhã. Một con rồng mà để con rùa trốn ngay trước mắt mình. Thập Tam Thái tử Long tộc nhìn vai chảy máu ròng ròng, long khí ra tay trong cơ thể, thịt trọng sinh mọc cánh tay mới. Mao Ô Quy vác Phong Phi Vân chạy nhanh, hai chân biến thành bánh xe lửa rất nhanh chui vào khu vực bí mật như thần điện. Thấy Thập Tam Thái tử Long tộc không đuổi theo, Mao Ô Quy đặt Phong Phi Vân xuống. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong thần điện, muốn tranh thủ luyện hóa khí thánh linh trong người trước khi Thập Tam Thái tử Long tộc đuổi theo. Tòa hỗn độn hải không này xây dựng dưới đáy hồ máu, như long cung đáy biển. Thần điện đen thui, trước cửa có hai pho tượng cổ thú, chữ trên tấm biển đã mục nát, không nhìn ra viết cái gì. Trong thần điện tối đen, chính giữa có một cái bệ, hai tượng đá màu lam ngồi bên trên. Pho tượng điêu khắc hai nữ nhân, tóc xanh như thác. Một nữ nhân tay cầm trường cung, một nữ nhân tay cầm tên cổ, đường cong nhu mỹ, tình cờ phù hợp thiên đạo, khí chất cao nhã, như pho tượng thần linh. Mao Ô Quy nhìn hai pho tượng, mắt đong đầy lệ. Mao Ô Quy quỳ trước pho tượng, không ngừng dập đầu. Hai vị thánh tổ, rốt cuộc lão Mao tìm thấy các người, tiếc rằng các người đã chết, biến thành tượng đá. Mao Ô Quy vô cùng cảm thán ngồi trước pho tượng, lẩm bẩm kể lể. Phong Phi Vân luyện hóa xong khí thánh linh từ thiên long đỉnh nhập vào người mình, tăng thêm một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân có 83 đạo tắc thánh linh, tu vi lại tiến lên một bước. Phong Phi Vân đứng dậy thấy Mao Ô Quy vái lại tượng thần thì tò mò, cũng nhìn hai pho tượng. Tượng nữ nhân rất đẹp, trẻ tuổi, khí thế đặc biệt cường đại, thần thánh không thể xúc phạm. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Bọn họ là ai? Mao Ô Quy nói. Hai vị thánh tổ của mộ phủ, thái tổ mẫu của tỷ muội quý gia. Ngày xưa ta đến tiểu linh tiên giới có một nửa nguyên nhân là muốn tìm về họ, không ngờ qua mấy vạn năm bọn họ đã chết, biến thành pho tượng. Dương thần thánh thai song sinh dị không phải sinh vật, đó là tồn tại đặc biệt, tuổi thọ rất dài. Như tỷ muội quý gia sống hơn 6000 năm mà bộ dạng tương đương nhân loại 14, 5 tuổi. Bọn họ sống một vạn năm mới xem như trưởng thành. 10 vạn năm chỉ xem như thời kỳ phong hoa đỉnh cao. Đối với sinh vật khác, dù tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì không thể sống qua 10 vạn năm. Đây chính là điểm bí ẩn của dương thần thánh thai song sinh dị, lúc sống không xem như sinh vật, khi chết sẽ biến thành tượng đá. Phong Phi Vân vái hai vị thánh tổ mộ phủ,
trong đầu nghĩ đến tỉ muội Quý gia nắm giữ dương thần thánh thai. Nếu Phong Phi Vân có dương thần thánh thai thì càng nắm chắc trùng kích nhân tổ động thiên. Nghĩ đến đây Phong Phi Vân mở đường hầm thiên quốc ra, truyền tin vào. Trong tiểu linh tiên giới không thể vào thiên quốc nhưng có thể đón người trong thiên quốc đến tiểu linh tiên giới. Tỷ muội Quý gia bước ra từ thiên quốc, bộ dạng như cũ. So với trước kia tỷ muội Quý gia không lớn lên được bao nhiêu, nhưng khí chất thay đổi nhiều. Tu luyện trong thiên quốc giúp tu vi tỷ muội Quý gia tiến bộ vượt bậc. Quý Tâm Nô khuynh thành tuyệt lệ, càng thêm yêu kiều thướt tha, hoa sắc câu ơ thua gì Hiên Viên Nhất Nhất, Cửu Thiên Yên Vũ. Quý tiểu nô trưởng thành hơn, gặp mặt Phong Phi Vân không cãi lộn ngay. Quý tiểu nô nhìn chằm chằm hai pho tượng màu lam trước mắt. Mao Ô Quy nói, bọn họ là thái tổ mẫu của các người, thật lâu trước kia chết tại đây. Các người đến vái họ đi. Linh giác của Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô rất mạnh, cảm giác được mình và tượng màu lam có mối liên kết sâu sắc, biết Mao Ô Quy không lừa mình. Lời Mao Ô Quy nói đáng tin hơn Phong Phi Vân nhiều. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô quỳ dưới đất, thành kính dập đầu hướng tượng thần. Trong thần điện có lực lượng bí ẩn ngăn cách máu thánh linh. Trong không khí không có linh khí mà là dòng khí tràn ngập đạo vật, mạnh mẽ hơn, chứa nhiều thánh tính hơn, giống như khí thánh linh. Nếu tu luyện tại đây, tốc độ lĩnh ngộ đạo thánh linh nhanh hơn bên ngoài gấp chục lần trở lên. Phong Phi Vân có nắm chắc trong vòng 3 năm đến vũ hóa đệ bát trọng. Ủa, cây cung kia, và cả mũi tên. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cung tên trong tay hai pho tượng màu lam. Trong tay hai thánh tổ cầm trường cung, mũi tên vàng. Thoạt trông bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trên đan xen đạo thánh linh. Cây cung dài 2 thước, cao hơn thân thể tượng thánh tổ. Chỉ có cây cung, không dây. Cây cung như con rồng uốn cong, không biết làm bằng chất liệu gì, đơn giản bình thường nhưng đường cong hoàn mỹ đến mức tận cùng, không thể soi mói. Phong Phi Vân không kiềm được vuốt cây cung, cung như vật sống phát ra ánh sáng chói mắt, ức vạn thánh quang di chuyển trên cây cung. Một luồng sáng bắn ra như sao băng ngôi sao đập vào ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị đánh bay đập vào vách tường thần điện. Bùm! Phong Phi Vân trượt xuống, một gối quỳ trên mặt đất. Trừ 356 khối xương phượng ra mấy khúc xương khác bị đánh nát, miệng hắn không ngừng ho ra máu. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cây cung lại trở nên bình thường. Mao Ô Quy kính sợ nhìn tượng thánh tổ. Phong Phi Vân nói, chẳng lẽ là cây cung trong truyền thuyết? Mao Ô Quy vái lạy, liếc Phong Phi Vân, gật mạnh đầu. Phong Phi Vân lần nữa giật mình, hèn gì lực lượng biến thái như thế, hắn bị thương không oan. Phong Phi Vân hưng phấn nói, nếu ta có được cây cung này thì vô địch thiên hạ. Mao Ô Quy nói, ngươi đừng mơ, không có cảnh giới thánh linh thì ngươi không thể nào kéo căng cây cung. Ta nghi ngờ cây cung này là ảo ảnh, cung thật chắc được thánh tổ đặt ở thần giới. Phong Phi Vân hết hứng thú. Thần binh trong truyền thuyết ngay trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn, chuyện tàn nhẫn biết bao. Người Phong Phi Vân đau nhức thấu xương, hắn vội ngồi xếp bằng điều động kim tàm Phật khí, chữa lành vết thương. Lỡ như lúc này thập tam thái tử long tộc xông vào là Phong Phi Vân tàn đời. Ầm 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 ầm. Không biết có phải vì Phong Phi Vân chạm vào cây cung hay không mà thần điện lắc lư, trong hồ máu, vô số máu thánh linh tuôn vào thần điện, chảy vào tế đài. Trên tế đài phát ra huyết quang chói mắt, điên cuồng vận chuyển. Mọi người trong thần điện giật mình, chuyện gì, sắp xảy ra chuyện gì? Đám chí tôn vương giả thế hệ trẻ lặn dưới hồ máu cũng hết hồn. Bọn họ dùng thánh linh dụng cụ cố định cơ thể mới không bị máu thánh linh cuốn đi. Chỉ nửa canh giờ, máu thánh linh trong hồ máu sâu mấy vạn thước đã khô cạn. Không biết máu thánh linh chảy đi đâu. Đáy hồ máu chỉ còn mấy chục bộ xương cự linh dương thần. Những bộ xương như sống lại công kích đám chí tôn vương giả thế hệ trẻ. Bất tử bất quá hét lên. Hồ máu xảy ra biến đổi lớn, trốn mau. Bất tử bất quá đánh nát cự linh dương thần cao vài trăm thước, biến hình cọp trắng to lớn bay ra khỏi hồ máu cạn. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thanh Y, Thập Tam Thái Tử Long Tộc, đám người chạy ra hồ máu. Mấy chục cự linh dương thần cường đại rượt theo truy giết, chí tôn vương giả thế hệ trẻ có nguy hiểm sẽ chết. Bọn họ không rảnh quan tâm Phong Phi Vân có chạy theo ra không. Trong thần điện, tế đài xoay tít, dòng khí hỗn loạn. Cánh cửa thần điện khép, bốn phía tối đen. Đột nhiên tế đài chìm xuống, thần điện lặn xuống đáy, cả thế giới tĩnh lặng. Quý tiểu nô nhát gan đứng sát bên Phong Phi Vân.
ta cảm giác thần điện di chuyển, nó định mang chúng ta đi đâu? Phong Phi Vân cười nói. Dù sao là thần điện của tổ mẫu các nàng, đẳng cấp như bọn họ thường có thể thông hiểu quá khứ, biết trước tương lai. Không chừng họ sớm biết các nàng sẽ đến đây, nên bày ra thủ đoạn, tặng tạo hóa lớn cho các nàng. Người nắm giữ phá tiên cung, vẫn thánh chiến của cửu tiễn đại thánh thì sao đơn giản được. Trong lòng Phong Phi Vân không chắc chắn, hắn không rõ ràng tại sao thần điện đột nhiên xảy ra biến đổi. Chìm xuống lòng đất, nếu bảo vì chạm vào phá tiên cung dẫn đến kết quả này thì lý do quá gượng gạo. Phong Phi Vân bỗng cảm giác nhiệt độ nóng bỏng, áo bị đốt. Phong Phi Vân vội vỗ áo, một cục đá bốc lửa rơi xuống đất. Một tảng đá mà tự mình đốt cháy. Ánh sáng cục đá chiếu thần điện tối đen mông lung. Đó là diệt thế thần thạch nhỏ cỡ móng tay. Cục đá tự bốc cháy, mặt ngoài cục đá phản chiếu các hình ảnh quái dị mà tàn nhẫn. Toàn là cảnh tượng diệt thế, thây ngã khắp nơi, thiên địa sụp đổ. Cùng lúc đó, trung tâm di tích Thái Cổ.